Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 316. Cùng lúc đó, ám điện. Người vậy nhận được huấn luyện viên tin tức. Thời khắc này ám điện bên trong căn cứ, Lục Lăng Phong bấm kim lãnh nhạn điện thoại di động, hai người ở lẫn nhau bàn đối sách. Trước âm ma thiên thạch bị hắn chạy khỏi, giáo quan hành động này, nhất định có dụng ý, chúng ta chỉ để ý trò lừa bịp diễn toàn bộ là được, theo âm Bắc Hải vực đầu mối truy xét. Điện thoại di động đầu kia, kim lãnh nhạn thanh âm truyền tới. Cúp điện thoại di động, Lục Lăng Phong nhìn trong tay tin tức. Âm Bắc Hải vực nhất định có dị động, tra được dấu vết, thời gian đầu tiên cho đòi ta hồi viên, âm ma thiên thạch thực lực sâu không lường được, chớ vọng động, hết thảy chờ ta chỉ thị. Lục Lăng Phong cau mày, nhàn nhạt nói, là điệu hổ ly sơn. Vẫn là tương kế tự kế. Diệp thần mưu đồ, hắn đã đoán được 8/19. Không hổ là ám điện mới người trưởng đà. Như vậy thứ nhất, theo kế làm việc cho giỏi. Đêm đó, Hải Bắc Thị. Giang Lãnh Hy xe Mercedes chở Ngụy Chi Giao đi tới nội thành ranh giới một con phố khác. Mặc dù cách xa nội thành, nhưng cái này kim đường phố nhưng mà nổi danh phố xá sầm uất. Giang Lãnh Hy hướng về phía Ngụy Chi Giao nhàn nhạt nói. Hai người sóng vai đi ở trên đường. Bên người luôn luôn mấy tên người sai cười như điên hoặc ôm trước cột dây điện hôn. Ngụy Chi Giao chính là sống trong nhung lụa nghìn vàng khu, lần đầu đi tới nơi này cùng tam giáo cửu lưu đời người Bách Thái hiện ra hết địa phương, giống như là một tò mò bảo bảo như nhau, vọng đông vọng tây. Theo sát chân ta, lập tức đến, Giang Lãnh Hy lấy tay dắt Ngụy Chi Giao, rất sợ nàng một người bị lừa gạt mang theo đi, âm thầm Diệp Thần cũng là nhướng mày một cái, chỗ này, có thể có cái gì võ đạo nói đến. Không ngoài chính là dưới đất sòng bạc thôi, chẳng lẽ là đánh cuộc quyền. Diệp thần trong lòng suy đoán, nhưng lén lút còn tiếp tục đi theo hai cô gái, lấy bảo vệ hắn chu toàn. Chính là chỗ này, quẹo rẽ nhiều lần, Giang Lãnh Hy mang Ngụy Chi Giao đến một gian quán rượu nhỏ trước cửa, ở nơi đó, đã có hai người đại hán chờ đợi. Giang tiểu thư tới. Giang tiểu thư tốt. Hai người rõ ràng có chút say rượu bất tỉnh đại hán. Gặp lại người đến là Giang Lãnh Hy sau đó, cũng vẫn là lảo đảo đứng dậy, khom người nói. Nghe nói tối nay Tần gia cao nhân ở đây quảng thu môn đồ, nhưng có chuyện này. Giang Lãnh Hy hướng về phía hai người người say hỏi. Cái này, hai người đại hán ngươi xem ta xem ngươi, lại là im miệng. Thực không dám giấu giếm, Giang tiểu thư, chúng ta bất quá là trông cửa, bên trong nhân vật lớn như thế nào, chúng ta cũng không quyền biết được. Trong đó một gã đại hán gãi đầu một cái, sắc mặt đỏ ửng nói. Giang Lãnh Hy nghe vậy, có chút thất vọng, nhưng lại ngay sau đó nghe được đại hán kia lặng lẽ lóng tai thổ lộ, bất quá à, ngày hôm nay còn tới thật nhân vật lớn, liền liền lão đại chúng ta đều là cúi đầu cúi người tự mình nghênh tiếp. Lời vừa nói ra, Giang Lãnh Hy tròng mắt sáng lên, lời ấy thật không? Một bên Ngụy Chi Giao giống như là một tò mò bảo bảo nhìn Giang Lãnh Hy cùng mấy người đối thoại. Đầu óc mơ hồ. Dĩ nhiên là làm không được giả, ta chính mắt nhìn thấy. Đại hán kia nháy nháy mắt, nịnh nọt nói. Giang Lãnh Hy tiện tay ném cho đại hán mấy tờ màu đỏ sậm tiền giấy, kéo Ngụy Chi Giao đi vào quán rượu cửa. Đa tạ Giang tiểu thư, sau lưng truyền tới là hai người nói cảm ơn tiếng. Ngụy Chi Giao đi theo Giang Lãnh Hy đi vào quán rượu, trên dưới tả hữu quan sát mấy phen, làm sao xem vậy bất quá chỉ là sửa sang xong một chút quán ba mà thôi. Lãnh Hy, người xác định là ở chỗ này. Có cao nhân, Ngụy Chi Giao cũng có chút bắt đầu hoài nghi mình ánh mắt. Giang Lãnh Hy cầm Ngụy Chi Giao kéo đến trong một cái góc, ngồi vào trên ghế salon, trực diện bọn hắn, chính là một bộ thang máy, giờ phút này nhưng là đóng chặt trước. Mới vừa rồi vậy hai người sai lão đại, chính là quán ba này phía sau màn người điều khiển, là cái này nguyên cái kim trên đường, nổi danh cao thủ, lấy một địch trăm vậy không nói ở đây. Và ngươi nói Ngô gia gia hẳn là một tầng thứ cao thủ. Giang Lãnh Hy phân tích nói, dẫu sao Ngụy gia chính là Hoa Hạ mới lên tập đoàn tài chính lớn, có thể số tiền lớn mời đến loại trình độ này cao thủ tới bảo vệ Ngụy Chi Giao, đã là rất giỏi rồi. Và Ngô gia gia như nhau, Ngụy Chi Giao nghe vậy, trong mắt hiện lên quang, nhưng có chút không quá tin tưởng. Trong quán rượu này lại có người, có thể cùng Ngô gia gia chống lại. Ngụy Chi Giao bắt đầu tăng kiến thức nổi lên hình ảnh. Giang Lãnh Hy ở một bên tiếp tục nói, cho dù là nhân vật như vậy, ngày hôm nay nhưng là khom lưng khuỵu gối tới đón tiếp một vị khác đại năng,
xem ra lời đồn đãi là thật. Cái gì lời đồn đãi? Ngụy Chi Giao có chút không biết Sở Vân. Giang Lãnh Hy nhẹ nhàng cười một tiếng, ở chỗ này, nàng không còn là cái đó cao lãnh nữ thần, chỉ là một võ si. Đương nhiên là cao nhân muốn thu đồ à. Giang Lãnh Hy ánh mắt đã có chút thần vãng. Ngụy Chi Giao ngược lại là đối với lần này hứng thú chừng mực, vốn là cũng chính là tham gia náo nhiệt thôi. Ta nếu có thể thành công bái sư, thiên địa này lớn, đều có thể đi được. Giang Lãnh Hy giờ phút này hoạt thoát thoát hóa thân một cái võ si. Thời khắc này Diệp Thần ngồi ở quán rượu bên trong, Tang Thương ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Chi Giao cùng hai nàng vị trí, có chút không biết làm sao. Hai người lời nói tự nhiên bị hắn nghe. Tử quán này quả thật có một ít tu luyện hơi thở, nhưng quán rượu người sau lưng có thể cùng Ngô Ngôn như nhau, hắn không là đặc biệt tin tưởng. Soái ca, là một người phải không? Cả người cay cô gái xinh đẹp đi tới Diệp Thần phụ cận, Mị Thanh nói. Vậy không đứng đắn cánh tay ngó sen còn không quên câu ở Diệp Thần gáy lúc đó, trước ngực vậy nhô lên ngạo nghễ, một cọ Diệp Thần cánh tay. Ta có thể không phải là tới nơi này uống rượu. Diệp Thần ánh mắt nhìn thẳng cô gái, nhàn nhạt mở miệng nói. Lời vừa nói ra, phụ nữ kia sắc mặt xoẹt một trắng. Các nàng những thứ này thường xuyên trà trộn vào nơi này phong trần nữ, đối với cái này gian quán rượu có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì nơi này là bọn hắn thiên đường, nguyên nhân cuối cùng, tuyệt không người dám ở chỗ này lỗ mãng. Những thứ này phong trần nữ tử, thường xuyên trà trộn vào cái này gian quán rượu, dĩ nhiên là thức được một số người, biết người nào không thể trêu chọc. Giống như ở trong góc kia ngồi vào Giang Lãnh Hy, liền không người dám tiến lên trêu chọc, chỉ vì là, các nàng chính là dưới đất võ giả. Hôm nay mắt gặp Diệp Thần xa lạ, lúc này mới tiến lên bắt chuyện. Không ngờ bị Diệp Thần vậy sắc bén ánh mắt, khuyên lui. Đại nhân chớ trách, tiểu nữ có mắt không biết Thái Sơn, cái này liền rời đi. Nhìn Diệp Thần vậy xuất trần ánh mắt cùng vậy xuất chúng khí chất, cô gái không hoài nghi chút nào Diệp Thần nói chân thực tính. Dẫu sao lông tơ chợt nổi lên, đó là sinh lý tín hiệu. Diệp Thần nhìn cô gái vội vàng rời đi hình bóng, lẩm bẩm nói, xem tới nơi đây có mấy phần kỳ hoặc. Chính gặp Diệp Thần nghi ngờ để gặp. Nhưng là phát hiện, Giang Lãnh Hy mang Ngụy Chi Giao, chờ đợi gần phân nửa tiếng, từ trên ghế salon rời đi. Chi Giao, cùng ta đi, lên thang máy. Giang Lãnh Hy mắt gặp vậy đối diện một bộ cửa thang máy từ từ mở ra, trước cửa một tên đại hán đầu chọc đeo kính mát, ngắm nhìn bốn phía. Xem có thể đạt được chỗ, người đi đường đều là gật đầu hỏi thăm sức khỏe. Người đàn ông lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt quang. Giang Lãnh Hy thẳng đi về phía đi trước, mang hộ mang theo còn có Ngụy Chi Giao. Trần Khang. Giang Lãnh Hy nhẹ giọng la lên chàng trai tên chữ, đại hán nghe vậy, đem kính mát tháo xuống, Giang Lãnh Hy. Ta muốn đi xuống, bây giờ còn chưa bắt đầu đi. Giang Lãnh Hy trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Vậy được gọi làm Trần Khang đại hán cũng là cười một tiếng, xem ra cái gì cũng không gạt được ngươi, yên tâm đi, Tần đại sư mới tới, còn chưa bắt đầu đâu. Bất quá ngươi được chuẩn bị sẵn sàng. Trần Khang mở miệng nhắc nhở. Chuẩn bị, cái gì? Giang Lãnh Hy có chút kinh ngạc. Trần Khang ngược lại là lão thần nơi nơi, nói, ngươi lấy là cao nhân thu học trò như vậy dễ dàng. Trừ thiên phú xuất chúng bên ngoài, cái này cũng là không thể thiếu. Nói xong, Trần Khang tay phải mấy ngón tay nhẹ nhàng một phê. Yên tâm đi, những thứ này vật ngoại thân, có chính là. Giang Lãnh Hy biểu thị khẳng định. Nếu có thể thành, vậy không thiếu được ngươi chỗ tốt. Dứt lời, Giang Lãnh Hy đưa cho người đàn ông một tấm màu đen thẻ, hơn giúp đỡ một chút, vì tối nay, ta nhưng mà chuẩn bị đã lâu. Ha ha ha, Trần Khang thấy vậy, thoải mái cười to, đều là người mình, được rồi, không dám. Trần Khang đây là mới liếc về gặp Giang Lãnh Hy bên người lại là đứng một cái chỗ mã đại mỹ nhân, còn người đông lại một cái, nói, người đẹp này xưng hô như thế nào. Giang Lãnh Hy nhưng là thần sắc run lên, đây là bạn ta. Hy vọng ngươi tự trọng. Trần Khang nghe vậy, trên mặt thoáng qua một chút không vui, chợt bị hắn rất khôn khéo che giấu đi, ha ha cười nói, Giang tiểu thư chớ trách, Giang tiểu thư bằng hữu chính là bạn của ta, có chuyện gì cứ mở miệng. Chúng ta đi xuống trước, Giang Lãnh Hy mở miệng. Trần Khang nghe vậy, là hai cô gái tránh ra một con đường, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Thân ảnh của hai nàng biến mất ở Diệp Thần tầm mắt bên trong.
Là ở dưới đất sao? Diệp Thần nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, bóng người chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Cách thật xa Trần Khang bỗng nhiên trơ mắt nhìn một người sống không thấy, cả người lông tơ chợt nổi lên, vội vàng dụi mắt một cái. Con mẹ nó, là lão tử hoa mắt. Trần Khang xác định vậy chỗ trống, nhiều lần xác định, lúc này mới yên lòng. Đây là bên người có tiểu đệ chạy báo lại, lão thân phụ, Tần đại sư chuẩn bị xong, tối nay người. Trần Khang nghe vậy tà mị cười một tiếng, vốn là chuẩn bị một cái, kết quả ngược lại tốt, tới một đôi, cho biết Tần đại nhân, có ngạc nhiên mừng rỡ đưa cho lão nhân ra ông ta. Chỗ tối bên trong, một hồi màu đen sức lực gió lay qua, trong quán rượu trong góc một tên cụ già chậm rãi đứng dậy, trong miệng tự nói ta xem ngươi còn có thể bảo nàng lúc nào. Khắc khắc. Hiện tại tính ra, vậy mau xong hết rồi, đến lúc đó Diệp Thần, ta lấy trước người phụ nữ bên người thu chút lợi tức. Cụ già nhìn Diệp Thần biến mất bóng người, hắn đứng dậy, chống gậy chậm rãi rời đi quán rượu. Kim trên đường, cụ già nhìn trong tay ngọc bàn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi những con chó này chân tử hiệu suất còn thật cao, nhanh như vậy liền tra được ta để lại cho ngươi cửa đầu mối. Khặc khặc, còn có một nơi, ta cũng không tin ngươi không động tâm. Diệp Thần, để cho thủ hạ ngươi tăng nhanh độ tiến triển. Thân ảnh của lão nhân chậm rãi biến mất ở trên đường phố. Cùng lúc đó, ám điện. Kim Lãnh Nhạn, Âm Bắc Hải vực phát hiện âm ma thiên thạch tung tích. Lục Lăng Phong dẫn đầu bấm Kim Lãnh Nhạn điện thoại di động, thời gian đầu tiên cho biết liền tình huống. Như vậy, dựa theo huấn luyện viên chỉ thị tiến hành. Kim Lãnh Nhạn bên kia tính dò xét hỏi. Lục Lăng Phong trầm ngâm hồi lâu, điện chủ tự có dụng ý của hắn, nếu như ta đoán không sai, người bên kia như nhau có thể phát hiện đầu mối, trước phá dịch nói sau. Được, điện thoại di động đầu kia truyền tới Kim Lãnh Nhạn thanh âm sau cùng. Lục Lăng Phong ngắm nhìn trong tay ám điện thành viên truyền tới tình báo, nhẹ giọng nói, điện chủ quả nhiên liệu sự như thần, như vậy thứ nhất, có lẽ thật có thể được. Cùng lúc đó, trong quán rượu, dưới đất, Lạnh Hy. Chỗ này còn có động thiên khác, Ngụy Chi Giao lần này thật sự là lớn mở rộng tầm mắt, dẫu sao ngày thường có Ngô Môn trông nom, những chỗ này, nàng là quyết định không thể nào tới. Đây coi là cái gì, một hồi để cho ngươi kiến thức một tí, cao thủ chân chính tỉ thí. Xuống thang máy, Ngụy Chi Giao lúc này mới phát hiện, dưới đất người, so với phía trên quán rượu, có thể nói là như biển người. Chúng ta đi khán đài, ta đã chiếm tốt lắm vị trí. Có thể thấy rõ ràng lôi đài. Ngụy Chi Giao đi theo Giang Lãnh Hy, một đường đi tới dãy đầu tiên, toàn bộ trung gian đánh lôi đài chừng mấy chục mét dài rộng. Đây là một cái có thể chứa mấy ngàn người sân đấu. Tiên sinh, đây là vị trí của ta, người có phải hay không ngồi sai vị trí? Một tên người trung niên vỗ vỗ người đàn ông bả vai, mỉm cười nói. Diệp Thần quay đầu, nhìn trước mắt vị này tao nhã lễ độ thân sĩ người trung niên. Trong mắt bên trong vi mang chớp mắt, nhàn nhạt nói, vị tiên sinh này, người xem người phiếu, hẳn là lầm đi. Người trung niên ánh mắt đang cùng Diệp Thần trong mắt nhìn nhau trong nháy mắt, rõ ràng ngẩn ra. Ngại quá quấy rầy, hắn thẳng xoay người rời đi. Diệp Thần chính là quay đầu lại, nhờ tai nhìn về Ngụy Chi Giao phương hướng. Không phải là một dưới đất quyền chàng sao. Cái này cũng làm hai cô gái kích động vạn phần. Hụ hụ. Không lâu lắm. Một vị mặc hoa áo lót người trung niên khoản bước leo lên lôi đài, đám người nhìn vậy người thứ nhất ăn con cua người, một hồi tò mò. Các vị các đồng bào, mọi người buổi tối tốt, hôm nay ta bước lên này lôi đài, không vì cái gì khác, chỉ là một lòng cầu đạo tới. Kẻ hèn nhiều năm qua, thấm nhuần võ đạo, một lòng cầu võ, dần dần tiếp xúc đến cổ võ giới gia lông, lại là bằng vào mình hiểu, dựng dục một bộ tâm pháp, có này gia trì, có thể lực phá núi sông. Hôm nay lên đài bêu xấu, kỳ vọng chính thống hoa hạ cổ võ giới cường giả có thể chỉ điểm một hai. Vậy hoa áo lót nam tử mái tóc dài thúc sau ót, rất có một bộ đạo gia phong cốt hình dáng, theo hắn bế khí ngưng thần, trong miệng miệng phun chân ngôn. Hô! Chỉ gặp thân thể gầy yếu kia, ở mấy tức tới giữa bắt đầu bạo tăng, nguyên bản gầy nhỏ vóc người, một giây kế tiếp nhưng là giống như tương phác tuyển thủ vậy sưng lên. Làm người ta kinh ngạc phải. Vậy toàn thân đường cong bùng nổ tính bắp thịt, có thể nói hoàn mỹ. Một quyền này, có thể phá sơn hà. Hoa áo lót người trung niên một quyền đánh vào lôi đài trên mặt đất, chỉ gặp vậy nước cất bùn đổ bê tông lôi đài bề ngoài, từng cái vết nứt bắt đầu lan tràn.
Lực đạo khủng bố như vậy. Dẫn được mọi người tại đây tiếng thét chói tai không ngừng. Chỉ giao, mau xem à, đây mới thật sự là cao thủ. Giang Lãnh Hy một mặt hưng phấn nhìn trên lôi đài người trung niên, cùng muôn vàn thường người không khác, bắt đầu kêu gào hét dầm lên, thời khắc này nàng, thay đổi ngày xưa băng sơn nữ thần hình tượng. Một bên Ngụy Chi Giao nhưng là môi trường hợp, muốn nói gì nhưng thấy mặt đầy hưng phấn Giang Lãnh Hy, không nhẫn tâm cắt đứt. Chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm một tiếng, liền cái này. Nàng nhưng mà chính mắt nhìn thấy Ngô Gia Gia một lực phá núi sông, Diệp Thần trôi lơ lửng hậu thế kinh thế kỳ quan. Được. Trên lôi đài, lại có một tiếng quát to truyền tới, một vị ông già tung người nhảy một cái, 360 độ không trung chuyển thể 3 tuần nửa, tiêu chuẩn thể thao tư thế đáp xuống trên lôi đài. Ông già trước là đối trung niên kia người ôm quyền, cất cao giọng nói, vị đạo hữu này, quả nhiên thông minh người trong nước, có thể bằng vào ý niệm của mình, mở rộng ra như công pháp này. Còn trẻ có là, quả thực có thể ca. Người trung niên nghe vậy vui mừng, ôm lấy thi lễ. Cái này vị tiền bối, cũng có ngộ hiểu tự nghĩ ra võ học. Người trung niên không dám khinh thường, dẫu sao cụ già vậy ra sân phương thức, đã nói cho đám người, hắn chính là cao nhân. Lão phu bất tài, nằm vào thất tuần, mới tự nghĩ ra cái này lăng hư bước, xấu hổ xấu hổ. Chỉ gặp cụ già thân hình trước mắt, lại từ tại chỗ biến mất đi, giữa lúc đám người nghi ngờ để gặp, hắn nhưng là xuất hiện ở khán đài cuối cùng một hàng. Không người theo dõi đạt được. Cụ già là lúc nào hành động? Lợi hại lợi hại! Dưới đài lại là một đám kêu gào cùng thét chói tai. Giang Lãnh Hy mặt đầy hưng phấn quay đầu nhìn Ngụy Chi Giao, mau xem sao, thật là thần. Cái này căn bản siêu thoát thường nhân tầm mắt. Tiếp theo lại là sột soạt mấy người ra sân, mỗi người biểu diễn mình tuyệt hoạt mà, ra sân người tuổi tác khác nhau, thủ đoạn nhưng là nhiều vô số kể. Phun lửa, phun nước, cái gì cần có đều có. Không xong, ta cái gì cũng sẽ không, đây có thể như thế nào cho phải. Lần này đến phiên Giang Lãnh Hy có chút khó khăn, người ta đều là mang bản lãnh đi cầu nghệ bái sư, nàng ngược lại tốt, mang theo cái mặt tê liệt tới xem náo nhiệt. Ngụy Chi Giao không biết tại sao, đối với những thứ này thần tích một chút phản ứng cũng không có. Không được, ta cũng được biểu hiện một tí. Giang Lãnh Hy trong lòng bắt đầu nổi lên đứng lên. Diệp Thần nhìn trên đài nhất mạc mạc kỳ quái làm việc. Hắn không khỏi xấu hổ, đây là cổ võ giới võ giả. Làm sao cảm giác giống như là xem cỡ lớn ma thuật chân nhân tú. Đùa giỡn đồ, coi là võ giả. Giờ khắc này Diệp Thần, thật hết ý kiến, vốn muốn có thể tìm tòi hoa hạ dân gian cao thủ hư thật. Diệp Thần giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần, dựa theo những người này tâm pháp tu luyện tiếp, sớm muộn không được tẩu hỏa nhập ma. Xem vậy Giang Lãnh Hy đầy mắt sáng lên vẻ mặt, Diệp Thần quyết tâm. Không thể để cho con bé này lại sai đi xuống. Ừ, ngay hoảng hốt, một món yếu ớt chập chờn truyền tới, cảm giác quen thuộc xông lên đầu, nhưng Diệp Thần lại có chút không nhớ nổi. Thật quen thuộc hơi thở, xác định là cổ võ người tu luyện không thể nghi ngờ. Giờ khắc này Diệp Thần chắc chắn, hiện trường tới thật cách mà. Chắc là vậy lời đồn đãi bên trong muốn thu học trò cổ võ giới cường giả. Trần Khang, ngươi nói hai nữ nhân kia là... Xem cuộc chiến trên đài, trong một gian mật thất, ước chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên hướng về phía đại hán đầu chọc hỏi. Chỉ gặp Trần Khang trong tay remote từng điểm, trên màn ảnh lớn qua lại cắt chuyển, hình ảnh cuối cùng định cách ở đó nhảy cẫng hoan hô Giang Lãnh Hy và một bên mặt đầy khinh thường Ngụy Chi Giao hai cô gái trên mình. Chính là cái này hai người, dung mạo ngược lại là dáng đẹp, người trung niên hài lòng hơi gật đầu một cái, người biết ta muốn tìm hạng người gì chứ? Người trung niên hừ lạnh một tiếng, cái khung 10 phần. Trần Khang nịnh hót cười một tiếng, Tần tiên sinh yên tâm, hai nàng này tử, tuyệt đối đều là gái trinh, ta có thể cầm gáy trên đầu người bảo đảm. Người trung niên lúc này mới lộ ra một chút nụ cười quỷ dị, yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Cái này là ta Tần gia ngoại môn tâm pháp, ngươi lại cầm đi xem một chút. Người trung niên tiện tay ném cho Trần Khang một bản cổ tịch. Đại hán vội vàng phục sát đất, dập đầu quỳ bái. Không cần được này đại lễ, ngươi không phải ta đệ tử quan môn. Người trung niên trong mắt lóe lên một chút không nhịn được. Tần tiên sinh, ta tu luyện xong, có được hay không như vậy trên lôi đài như vậy dị nhân thi triển thủ đoạn? Trần Khang dè đặt hỏi.
Tần tiên sinh nhưng là hừ lạnh một tiếng, vậy cùng múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban mặt hàng, cũng xứng cùng ta Tần gia tâm pháp cũng bàn về. Tuy là ngoại môn, có thể tu tới đại thành, so phía dưới kia ca hát tạp kỹ các phế vật hiếu thắng trên 108.000 dặm. Trần Khang nghe vậy, trên mặt vẻ mừng rỡ như điên hiện lên. Tốt lắm, chúng ta cũng nên đi ra ngoài, hết thảy theo kế hoạch làm việc, vậy hai cô gái, ta truyền cho ngươi một vật, có thể trong vô hình khống tâm thần, ta sẽ mượn cơ hội thu nàng làm đồ đệ, ngươi khống chế thần hồn. Tần tiên sinh trong tay hàn mang chớp mắt, hai cây nhỏ như sợi tóc ngân châm xuất hiện ở Trần Khang trong tay. Tần tiên sinh yên tâm, chúng ta cái này sẽ xuống ngay đi. Hai người bóng người, một trước một sau, ra mật thất cửa. Tần gia, vẫn là cái này chó không đổi được ăn cứt hình dáng. Diệp Thần thu hồi linh thức, lắc đầu một cái than nhẹ một tiếng. Thảo nào cảm thấy cổ khí tức kia quen thuộc, là đã từng bởi vì trợ giúp Viên Đạo Phong bảo vệ tụ linh trận, bị Diệp Thần nhổ tận gốc cổ võ Tần gia. Hôm nay tới nơi này giả danh lừa bịp. Chân chính cổ võ cửa thống, Tần gia trước vẫn là có một chỗ ngồi. Chỉ bất quá Viên Đạo Phong sau khi chết, mới đi hướng xa sút, thế nhưng Tần gia chính thống tu tập hệ thống, nhưng đủ rồi hù dọa được đám này người ngoài ngành. Ngay tại Diệp Thần cảm khái thổn thức tới giữa, Trần Khang đã mang Tần tiên sinh bước lên lôi đài. Tạm thời tới giữa, muôn người ngắm nhìn. Các vị đạo hữu, hôm nay thi triển thủ đoạn cũng là làm lão hủ tầm mắt mở một cái, bằng vào mình hiểu cùng cảm ngộ, đem võ học phát huy tới như vậy bước, lão phu thành tựu Tần gia trưởng lão, đều là chưa từng có. Ở chỗ này, vẫn là phải khiêm tốn hướng các vị đạo hữu học tập à. Tần tiên sinh một bộ tư thái nhún nhường lên đài, cùng lúc trước trong mật thất vậy ngả ngớn hình dáng chừng như hai người, le que mấy lời, chính là thắng được tại chỗ ngàn người đám người liếc mắt. Nghe được không, cổ võ Tần gia, đây chính là truyền thừa ngàn năm cổ võ chính thống, nghe thủy hoàng thời kỳ liền tồn tại, họ Tần, sẽ không phải là. Tần gia trưởng lão, làm người nhưng là khiêm tốn như vậy lễ độ. Thật là đại gia chi phong à. Mọi người dưới đài rối rít nghị luận. Hôm nay ta tới, cùng người khác đạo hữu so tài võ học là một, cái này hai, chính là cố ý tìm một vị đệ tử quan môn, thừa kế y bát. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tin đồn là thật, đại sư ở chỗ này thu học trò. Một đá kích thích thiên tầng lãng. Tần tiên sinh, có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Tần tiên sinh, tự mình nguyện bái nhập môn hạ, thề chết theo Tần lão. Tạm thời tới giữa, A Du nịnh nọt ngôn ngữ tràn ngập toàn trường, nhưng vào lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm vang lên. Cái đó, Tần tiên sinh, có thể hay không để cho chúng ta xem ngài có những võ kỹ đâu. Tạm thời tới giữa, tất cả mọi người là tìm chủ nhân của thanh âm này. Trông lại nhìn lại, cuối cùng mọi người ánh mắt phong tỏa ở hàng thứ nhất. Chính là Ngụy Chi Giao. Ách, Giang Lãnh Hy nhìn trở thành đối tượng đả kích bạn gái thân, không biết như thế nào cho phải, nhưng vẫn là nhắm mắt đứng ở Ngụy Chi Giao một bên, dẫu sao là nàng mang tới. Muội muội ta không muốn chống đối đại sư, ta cũng là tốt võ người, còn mong đại sư có thể làm cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Giang Lãnh Hy mở miệng nói. Đám người mắt thấy vậy, ngược lại cũng có lý. Tần tiên sinh mắt gặp mình hai con mồi mắc câu. Dĩ nhiên là tình nguyện cùng hai vị mỹ nhân diễn trên một phen. Chỉ gặp Tần tiên sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng được, ta liền biểu diễn một phen chân chính cổ võ cửa thống thuật pháp, cơ bản nhất chính là, vũ không thuật. Nói xong, hắn hai chân chậm rãi cách mặt đất, lại bắt đầu trôi lơ lửng trên không trung. Hai cô gái thấy vậy, mắt lộ sạch bóng. Tại chỗ ngàn người đều là trợn mắt há mồm nhìn vậy hai chân cách mặt đất, chân đạp hư không Tần tiên sinh, đều là há to miệng. Không người lên tiếng. Mấy tức sau đó. Trời ơi, ta không nhìn lầm chứ. Người, có thể bay. Tần tiên sinh, ta muốn bái sư, mời ngài thu ta làm đồ đệ. Dưới sàn một tiếng kêu gào, kéo theo nguyên phiến lôi đài tiết tấu, tạm thời tới giữa tiếng kêu sợ hãi liền liền. Giang Lãnh Hy thấy vậy, cũng là đầy mặt cuồng nhiệt vẻ, Tần tiên sinh, ta muốn bái ngài làm thầy. Nhưng thanh âm này, bị mãnh liệt sóng người chìm ngập đi. Lúc này Ngụy Chi Giao thấy vậy, ánh mắt bên trong cũng là có lau một cái ánh sáng khác thường, nàng nhớ lại cùng Diệp Thần hoành độ âm Bắc Hải vực cảnh tượng. Trên lôi đài Tần tiên sinh, một bộ tiên phong đạo cốt hình dáng, quả thực là tiện sát liền người ngoài. Các vị, đây là đường nhỏ ngươi. Tần tiên sinh một lời,
làm được mọi người tại đây tại chỗ hóa đá. Tiên sinh, dám hỏi thế gian có thể hay không thật sự có thần? Đây là quanh quẩn tại tất cả người trong lòng một cái vấn đề, hôm nay vừa gặp cổ võ giới Tần gia đại sư, có thể tung người hư không, làm sao có thể không kích động? Vị đạo hữu này nói như vậy, dính tới bộ phận cơ mật. Tần tiên sinh trầm ngâm hồi lâu, thong thả mở miệng nói, không phải ta cổ võ giới chính thống truyền nhân, này cùng bí mật, đúng là không thể trả lời, xin lỗi. Tần tiên sinh mặt đầy vẻ tiếc nuối. Không sao, đại sư có mình khó xử, chúng ta không dám cưỡng cầu. Dưới đài người nọ mở miệng đáp lại. Đến lúc này một đi, ngược lại là cầm hiện trường bầu không khí đẩy tới cao chiều, liền tần tiên sinh bản thân phận, cũng là tỏa thật. Người diễn trên đời tiên nhân. Mọi người ở đây tất cả đều ánh mắt sùng bái nhìn về phía trên đài Tần gia đại sư, trong chốc lát, mọi âm thanh yên lặng, chờ đợi đại sư lên tiếng. Tung người hư không chính là đường nhỏ ngươi, dám hỏi tiên sinh, vì sao hơi lớn đạo. Giang Lãnh Hy suy nghĩ luôn mãi, xúc phạm mở miệng nói. Bé gái, gật liên tục con đường cũng không cầm ra tay, cũng dám nói bừa đại lộ. Một vị ông già hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại là cảm thấy Giang Lãnh Hy cái này tóc vàng nha đầu, hơi quá mau táo. Giang Lãnh Hy bị ỉ mình tiền bối như vậy dày, xoẹt khuôn mặt đỏ lên, không nói một lời. Người này tại sao như vậy nói chuyện à? Ngụy Chi Giao ngược lại là không muốn, nàng ghét nhất như vậy cậy mình nhiều tuổi người, trước kia là Ngụy gia mình phụ thân, hiện tại lại là cái này Bình Thủy Tương phùng người. Ừ, nhà nào cô nàng ở chỗ này càn rỡ? Cụ già trên dưới quan sát một phen Ngụy Chi Giao, hòa thoát thoát một người bình thường, không có bất kỳ khí tức gì chập chờn tồn tại, nhìn lại vậy Giang Lãnh Hy, ngược lại là quanh thân chấm linh lực tồn tại. Linh lực quy luật. Diệp Thần tự lẩm bẩm, xem tới trái đất trên người tu luyện, muốn đặt chân đỉnh cấp, phải đi đường, còn rất dài. Giang Lãnh Hy vội vàng xé một cái Ngụy Chi Giao, ánh mắt một lập, tỏ ý nàng im miệng, quay đầu hướng về phía lão nhân nói, cái này vị tiền bối, chân thực ngại quá, ta bằng hữu này chính là thế tục nhà Thiên Kim tiểu thư, cưng chiều từ nhỏ hư, mong rằng tha thứ. Dẫu sao tu võ nhất mạch, người mạnh là vua. Hừ. Cụ già ngược lại cũng không làm khó các nàng hai người, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại nữa lời nói. Vị cô nương này hỏi thật hay, tần tiên sinh trước một mực yên lặng như vậy nhìn dưới đài Trương Lãnh Hy hai người cùng ông già tranh cãi, cũng không nhúng tay. Là cho đủ ông già mặt mũi. Đây là đứng ra công khai tán dương Trương Lãnh Hy, là biểu thị, ta là đứng ở nơi này một bên. Này một lời, làm được Trương Lãnh Hy vẻ mặt đại hỉ. Trong nháy mắt tần tiên sinh hình tượng cao lớn ở thiếu nữ trong lòng lại là đột nhiên dương cao mấy tầng thứ. Vậy trước châm chọc Trương Lãnh Hy hai người ông già mắt gặp tình thế không đúng lắm đầu, cũng chỉ phải là ngượng ngùng cười một tiếng, lấy đồ trang sức lúng túng. Tần tiên sinh hành động này, đã là cho đủ hắn mặt mũi, không có tại chỗ bài xích, đã là phong độ 10 phần, mọi người ở đây đều là trong lòng hiểu rõ. Ngay sau đó nghe được tần tiên sinh tiếp tục nói tới tu võ nhất mạch. Ta đồng ý tiểu cô nương này vấn đề, người tập võ, trọng yếu nhất chính là đạo tâm. Tần tiên sinh ánh mắt đông lại một cái, chậm rãi mở miệng. Đạo tâm. Đám người bên trong lại là tung lên một hồi nói nhỏ tiếng thảo luận, lần này tần tiên sinh cũng không có cho mọi người quá nhiều đặt câu hỏi thời gian, hắn tiếp tục nói. Mỗi cái tu võ người, đều là chạy mục tiêu cuối cùng đi. Dám hỏi thế gian phải chăng có thần, ta có thể nói, thần ở trong lòng. Hắn coi như là từ mặt bên trả lời mới vừa rồi vấn đề thứ nhất. Đích xác phải, tu võ nhất mạch kiêng kỵ nhất chính là mong cầu cái viễn vông xa vời, lúc ấy nói như vậy, vị kia đạo hữu cũng không có nói sai. Tần tiên sinh quay đầu nhìn một mắt lúc trước giày Ngụy Chi Giao hai nàng ông già, cười nhạt. Ông già cũng là ôm lấy một quyền đáp lễ. Những lời này thâm ý chính là, tu võ chính là tu tâm, tâm như không yên tĩnh, khó khăn bước lên nơi thanh nhã. Có một cái kiên định mục tiêu cũng làm phấn đấu, là vị đạo tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đạo tâm không phá, con đường phía trước vượt quá. Tần tiên sinh dửng dưng mở miệng nói, chợt nhìn về Giang Lãnh Hy hai nữ, còn như người cái này bé gái nói đại lộ. Nói căn cứ vào này, Giang Lãnh Hy ánh mắt hơn nữa nóng bỏng, rốt cuộc phải trả lời mình đặt câu hỏi sao. Tần tiên sinh cũng không có nhận trước đi xuống nhỏ nói. Ngược lại thì nhắm mắt ngưng thần, nhưng mặc cho ai cũng cảm thụ được,
hắn linh lực trong cơ thể đang lưu chuyển. Cái này, đây là linh lực, thực chất hóa linh lực. Trong đám người phát ra từng tiếng kêu lên, dẫu sao bọn họ giờ phút này tu tập, chính là vậy ở giữa thiên địa dựng dưỡng chấm linh lực, xem Tần tiên sinh như vậy hùng hậu linh lực, tuyệt không phải một sớm một chiều quanh quần tĩnh tọa có thể đã tu luyện. Chỉ gặp hắn một tiếng quát to, quanh thân linh lực tản ra, gần ngàn người đám người lại là bị quanh người hắn uy áp sức lực gió thổi được bốn bể ngã xuống đất. Cái này, đây chính là tu võ giả áp lực sao? Khí tức quanh người lại mạnh mẽ như vậy. Nhìn bốn phía bảy nghiêng tám ngã đám người, Tần tiên sinh cười chúm chím gật đầu, yên tĩnh chờ đợi. Đúng như dự đoán, kể cả Giang Lãnh Hy Ngụy Chi Giao ở bên trong gần ngàn người đám người, đều là đối với Tần tiên sinh thủ đoạn sùng bái đến trình độ cao nhất. Tần tiên sinh, ta nguyện bái nhập môn hạ, thề chết theo. Thiên hồ vạn hoán cùng câu, vậy hiện trường cảm tưởng, rất có năm đó phía đông giáo chủ vậy mặt trời mọc phương đông, chỉ ta bất bại, thiên thu vạn năm, nhất thống giang hồ ý. Giang Lãnh Hy không để ý bị Tần tiên sinh uy áp thổi được tán loạn sợi tóc, vội vàng bò người lên, nhưng không được vỗ tới bụi đất trên người, Tần tiên sinh, khẩn cầu ngài thu ta làm đồ đệ. Ngụy Chi Giao ngược lại là đối với vậy bái sư không có bao nhiêu hứng thú, lại nhìn Giang Lãnh Hy ở đó khẩn cầu họ Tần nam tử, mình ở đó đứng dậy vỗ trên y phục bụi đất, mới vừa té một cái giấm đôn mà, quả thực làm đau. Tần tiên sinh mắt gặp sự việc dựa theo kịch bản phát triển, thậm chí miễn được Trần Khang khống thần hồn, cái này hai cái nhỏ đứa con gái lên một lượt gậy muốn đi theo. Cái này há chẳng phải là tốt thay. Hắn một bên nhẹ nhàng cho Trần Khang nháy mắt, tỏ ý người bên dưới chớ động, hắn tự mình tự có chủ trương. Người cô gái này mà, tuy không khỏi thủ đoạn, nhưng linh tính mười phần, căn cốt cũng là tuyệt vời, có thể nguyện thành tựu lão phu đệ tử quan môn. Tần tiên sinh tay áo vung tay lên, nhìn chằm chằm Giang Lãnh Hy cất cao giọng nói. À, Giang Lãnh Hy tạm thời tới giữa sững sờ tại chỗ, dẫu sao hạnh phúc tới quá quá đột nhiên. Ngụy Chi Giao cũng là sững sờ, còn chưa bắt đầu đâu, cái này thì muốn kết thúc. Tần tiên sinh nhưng là động thân tại trên lôi đài sững sốt cười một tiếng, tại sao? Người cô gái này mà còn không vui. Nụ cười rồi rào Tần tiên sinh hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt thần thái. Giang tiểu thư, ngớ ra làm gì, mau bái sư à. Trần Khang ở một bên lên tiếng ngạo tâm nhắc nhở, lúc này Giang Lãnh Hy mới từ hưng phấn cùng mộng vòng bên trong phục hồi tinh thần lại, vội vàng kéo Ngụy Chi Giao liền xông lên lên lôi đài, làm bộ liền muốn quỳ bái. Tần tiên sinh thản nhiên cười một tiếng, an tâm bị hai nữ cái này phục sát đất lớn lễ, nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người một màn nhưng là xảy ra. Ta tại sao phải bái hắn? Ngụy Chi Giao bĩu môi môi, mặt đầy lo lắng không xương tình nguyện, thậm chí còn có chút chê. Ngô Gia Gia liền rất lợi hại à, nói sau, hắn không muốn để cho ta tùy ý bái sư. Ngụy Chi Giao lúc này vẫn như cũ là đứng ở trên lôi đài, đúng mực. Cử động này, ngược lại là làm được nguyên bản giạt rào vui mừng Giang Lãnh Hy có chút không xuống đài được, nàng vội vàng kéo một cái Ngụy Chi Giao ống tay áo, Chi Giao, ngươi chớ nói bậy bạ, đây chính là cổ võ giới chính thống, là đại sư chân chánh. Người Ngô Gia Gia biết người bái tiên nhân vi sư, không chừng cao hứng biết bao nhiêu đâu. Giang Lãnh Hy mở miệng giải thích. Nhưng mà, Ngụy Chi Giao còn muốn nói gì, nhưng là bị Giang Lãnh Hy vậy tàn bạo lại ánh mắt u oán khuyên lui. Chỉ gặp Giang Lãnh Hy tiến lên, hướng về phía Tần tiên sinh mở miệng giải thích, sư phụ chớ trách, ta cái này muội muội chính là thế tục Ngụy gia tiểu thư, cưng chiều từ nhỏ hư, không gặp qua cái này cùng tình cảnh, ta cái này thì để cho nàng bồi không phải. Chi Giao, còn không nói xin lỗi. Giang Lãnh Hy quay đầu trừng mắt một cái Ngụy Chi Giao, bất đắc dĩ, Ngụy Chi Giao vẫn là cho Giang Lãnh Hy mặt mũi, nếu không nàng thì thật không xuống đài được mặt. Tần tiên sinh, là ta không đúng, nói xin lỗi ngài, thật xin lỗi. Nói xong, Ngụy Chi Giao nhẹ nhàng cúi đầu một cái. Vừa có đúng lúc hay không, vậy bị Diệp Thần tặng cho Ngụy Chi Giao bạch hổ mặt dây chuyền, vào thời khắc này nhưng là từ Ngụy Chi Giao vậy một khom người, từ nàng nơi cổ áo chảy xuống đi ra. Tần tiên sinh cảm nhận được liền một cổ khí tức vô hình, chợt kềm chế mình tâm thần, nhẹ khẽ cười lắc đầu một cái, không sao, ai còn không phải là cái công chúa nhỏ. Này một lời, dẫn được tại chỗ ngàn người đám người cũng là vui vẻ cười to đứng lên. Tần tiên sinh quả thật độ lượng, thực có mọi người phong độ. Nguyên lai là Ngụy gia nghìn vàng, đây thật là thật đáng mừng à, Tần tiên sinh có này đệ tử,
lại là như hổ thêm cánh à? Nói thế nào, cái gì Ngụy gia? Không biết sao, Hoa Hạ mới lên tập đoàn tài chính, Ngụy gia, đây chính là Phú Khả Địch Quốc tồn tại à? Tại chỗ một đám khách xem tuy là đối với võ đạo thấm nhuần rất lâu người, nhưng dẫu sao không tránh được thế tục, Ngụy gia, dĩ nhiên là lượn quanh không ra đề tài. Dẫu sao này cùng vật khổng lồ gia tộc, Phú Giáp Thiên Hạ bốn chữ, có thể không phải tùy tiện nói một chút. Đám người soi mói thanh âm, tự nhiên rơi vào Tần tiên sinh trong tai, trong mắt nhiều lần suy nghĩ, bỗng nhiên một quỷ kế nhô lên để bụng đầu. Hai cái nhà đầu, cái này lễ bái sư liền miễn. Tần tiên sinh nhàn nhạt mở miệng, thân thiện cười nói. Lời vừa nói ra, một lời hai nghĩa, hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Một tầng, năm thể quỷ bái đại lễ, các ngươi có thể không phải làm. Hai tầng, bái sư nhưng là phải đưa sư phụ lễ vật, vậy gọi lễ bái sư, miễn, ý nói là ta có thể không muốn, nhưng là đưa không đưa chính là chuyện ngươi. Thành tựu trên thương nghiệp lăn lộn nhiều năm Giang thị tập đoàn phó tổng Giang Lãnh Hy, tự nhiên nghe ra cái này một tầng hàm nghĩa, lúc này mở miệng nói. Sư phụ, lễ nghi có thể miễn, lễ không thể bỏ. Này các người nhóm ồn ào, đồ nhi chuyên tâm chuẩn bị lễ vật không mang đến, sau này ta sai người đi lấy. Giang Lãnh Hy chắp tay khom người, nhẹ giọng nói. Tần tiên sinh nhưng là làm bộ như một bộ dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người con bé này, thật là cầm ngươi không có cách nào à. Sau đó vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặt đầy lại cười nói. Giang Lãnh Hy một phen, quả thực nhận không chê vào đâu được, thời khắc này áp lực cho đến Ngụy Chi Giao trên mình, dưới con mắt mọi người, người cái này nhị đồ đệ tổng được bày tỏ một chút chứ. Tần tiên sinh tự nhiên cũng là cảm nhận được liền hiện trường bầu không khí, Giang Lãnh Hy cũng có chút hoảng hốt, nàng tới đây mục đích chính là vì mang Ngụy Chi Giao gặp cảnh đời, chỗ nào có cái gì chuẩn bị. Mới vừa rồi nàng tự nói, cũng bất quá là quan mặt nói xong. Giờ phút này bỗng nhiên nhớ tới, cầm Ngụy Chi Giao cho rơi xuống. Mở miệng liền muốn giải thích, là như vậy, lời còn không lối ra, nhưng là bị Tần tiên sinh khoát tay ngăn lại, cắt đứt. Chi Giao đúng không? Ta cùng các người hai cái nhà đầu nói, cái này lễ bái sư không cần, ta tuy là trong hồng trần người, nhưng đã sớm siêu thoát hồng trần ra, hôm nay xem một chút, người vậy mặt dây chuyền. Chỗ tối Diệp Thần nhưng là cười hì hì một cái, hóa ra diễn nửa ngày hí, là vừa ý cái này bạch hổ mặt dây chuyền, bất quá lấy hắn tu vi, mặc dù không gặp qua, nhưng có thể cảm nhận được vật này bất phàm, dẫu sao chủ kia sát phạt bạch hổ, hơi thở không phải như vậy dễ dàng hoàn toàn ẩn núp. Có chút môn đạo người, cũng có thể nhìn ra hắn bất phàm. Ngụy Chi Giao vội vàng đem mặt dây chuyền nhét hồi ngực, không được không được, người muốn bao nhiêu tiền đều được, mặt dây chuyền không thể cho ngươi. Lời vừa nói ra, lại là dẫn được ngàn người người xem một hồi không nói. Tần tiên sinh ít nhiều có chút lúng túng, dẫu sao nhiều người như vậy tại chỗ, cũng may hắn trong mắt vừa chuyển, người con bé này nghĩ gì vậy? Hắn ngón tay khe khẽ gõ một cái Ngụy Chi Giao chán. Cầm ta muốn trở thành là già mà không đáng tôn trọng người. Bất quá là mượn ngươi mặt dây chuyền dùng một chút, đây là đại hung vật, ta vì ngươi làm một tầng phong ấn, có thể bảo ngươi tâm tưởng sự thành, vận làm giàu suông sẻ. Tần tiên sinh lão thần nơi nơi phân tích nói. Quả nhiên là ái đồ nóng lòng à, tần tiên sinh thật là hồng trần tiên. Người tốt sao? Đám người rối rít giơ lên ngón cái tán dương tần tiên sinh. Cái này bạch hổ chính là thượng cổ tà vật. Sát phạt khí ngút trời, một mình ngươi cô gái mang theo vật này, định sẽ gặp tới kiếp nạn, vi sư có thể giúp ngươi luyện hóa vật này. Âm thầm Diệp Thần nhưng là không có động tĩnh, hắn có thể luyện hóa. Nửa câu đầu không giả, đúng là hung vật, nhưng sớm bị Diệp Thần xóa đi tai ách, tên này nửa câu sau, đơn thuần là vì đoạt bảo. Không cần quá nhiều ngày giờ, ước chừng cần 3 ngày, luyện hóa trong đó tà ma vật chất, mới có thể, đúng rồi, Chi Giao đổ nhi. Vật này ngươi là từ chỗ nào được? Tần tiên sinh tiếp tục dẫn dụ, ý đồ lừa gạt Ngụy Chi Giao, đem bạch hổ mặt dây chuyền ở dưới con mắt mọi người đoạt tới tay. Này cùng trọng bảo, nói không chừng có giúp với mình đột phá cảnh giới. Ngược lại là Ngụy Chi Giao nhưng là không có động tĩnh, không được, đây là Diệp Thần. Diệp đại ca cho ta hộ thân vật, hắn dặn dò, ai cũng đụng không được. Lời vừa nói ra, tần tiên sinh sắc mặt đại biến. Ngươi nói gì sao, Diệp Thần? Ngươi nói là, Diệp Thần cho ngươi mặt dây chuyền. Tần tiên sinh mắt lộ ra hung quang, có chút nặng nề nói.
Ngụy Chi Giao nhưng là gật đầu một cái, thế nào, người vậy biết Diệp đại ca. Một bên Giang Lãnh Hy nhưng là nghe được sư phụ giọng bên trong chất vấn thái độ, chợt mở miệng nói tiếp, sư phụ, Diệp thần cái này mấy ngày chính là cùng theo ta cái này Chi Giao muội muội cùng tới trước, liền ở tạm ở nhà ta. Tần tiên sinh cặn kẽ hỏi thăm Diệp thần tướng mạo, nghe Giang Lãnh Hy miêu tả, sắc mặt là bộc phát khó chịu. Hắn hôm nay có từng cùng các ngươi cùng tới? Tần tiên sinh hỏi ra mình quan tâm nhất vấn đề. Giang Lãnh Hy khẽ gật đầu một cái, chưa từng. Hắn muốn tới nơi đây, nhưng là bị đồ nhi khéo léo từ chối. Hôm nay tới trước, chỉ có chị em ta hai người. Tần tiên sinh nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ý thức được là ở ngàn trước mặt người, hắn cố làm trầm ngâm, căn cứ ngươi miêu tả, đúng là Diệp thần tự mình không thể nghi ngờ. À, sư phụ, Diệp thần hắn. Giang Lãnh Hy đã sớm tò mò Diệp thần lai lịch, hắn vậy đặc biệt tu luyện cách nhìn còn đã từng chỉ điểm qua mình tu hành, liền sư phụ thành tựu cổ võ môn phái chính thống đều là biết được hắn đại danh, xem ra cái này Diệp thần, khác có thân phận. Cứ như vậy cũng chỉ giải thích thông. Chỉ nghe được tần tiên sinh yên lặng hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, chớ sẽ cùng lão này tiếp xúc, cái này ma đầu, sẽ hại chết các ngươi. À, nghe lời nói này. Giang Lãnh Hy cùng Ngụy Chi Giao đều là trợn to con ngươi, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Diệp đại ca, ma đầu, Ngụy Chi Giao trợn to trong mắt, lão đầu, người có phải hay không lầm tình huống? Tần tiên sinh nghe vậy hơi có vẻ lúng túng, mình tuy không nói tuấn tú lịch sự, nhưng cũng là phong độ nhẹ nhàng, mặc dù qua năm 50, làm sao liền thành lão đầu. Hắn rõ vẻ mặt rõ ràng không vui, Giang Lãnh Hy thấy vậy, vội vàng ra để giải thích. Sư phụ, trong đó phải chăng có sai lầm sẽ, ta mặc dù đối với Diệp thần không rõ lắm rõ ràng, nhưng từ mấy ngày nay tiếp xúc tới xem, mặc dù cổ quái điểm, nhưng nói là ma đầu, có thể. Giang Lãnh Hy cũng là liền chuyện bàn về chuyện, Diệp thần là ma đầu. Làm sao xem cũng không xem à. Các ngươi đều bị hắn che mắt, cái này mặt dây chuyền chính là dùng để trấn áp các ngươi tà vật. Tần tiên sinh trong mắt bên trong sạch bóng chớp mắt, Bạch Hổ chính là thần vật thượng cổ, chủ sát phạt, hắn từng dùng vật này, tàn sát liền ta Tần ra cả nhà. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Cổ võ Tần ra, bị diệt môn. Vốn là đây là ta cổ võ bí văn, nhưng tùy thuộc đến Diệp thần cái này ma đầu, ta không thể nhẫn nhịn, ta bộ xương già này, sớm muộn có một ngày muốn tìm hắn trả thù. Tần ra bị diệt môn, thật có chuyện này. Đây vốn là năm đó Viên Đạo Phong vì tụ linh trận che người tai mắt thả ra tin tức giả, lâu ngày, vậy liền lưu truyền ra. Dẫu sao lớn như vậy cổ võ Tần ra đi về phía xa sút, gia tộc người vô cớ mất tích, đều là thật. Sau đó Diệp thần trấn áp Tần ra, chu diệt Tần ra gia chủ sau đó, Tần ra còn thừa lại bộ chúng, sớm bị quốc gia bí mật thu nạp và tổ chức, dĩ nhiên, những thứ này mới thật sự là bí văn. Hôm nay lão này lại đem cái này hai chuyện khác nhau giá họa Diệp thần, coi là thật lang tử dã tâm. Sư phụ, cái này, Giang Lãnh Hy có chút khó mà tiếp nhận, dẫu sao buổi sáng còn cùng Diệp thần mặt đối mặt ăn bữa ăn sáng, muốn thật là một ma đầu, mình đối với Diệp thần thái độ đó, đủ người ta giết mình trăm ngàn trở về. Nhưng mà Tần tiên sinh nói, khóc lóc kể lể, lại là đích thân trải qua, ngay trước ngàn người người xem mặt như này thất thố, đúng là không giống làm giả. Hừ. Ta xem các ngươi mới là ma đầu, Ngụy Chi Giao lúc này coi như là xem rõ ràng, những người này mới thật sự là người xấu, muốn giá họa gài tang vật Diệp thần, ở nàng trong mắt, đã đem vậy Tần tiên sinh xem làm là âm ma thiên thạch người. Ồ, người cái này bé gái tại sao như vậy không tán thưởng, người bị yêu ma che đôi mắt, sư phụ ngươi đây là vì cứu ngươi, mau đưa mặt dây chuyền giao ra đi. Dưới sàn có người la lên, nghe có người mở miệng. Tần tiên sinh cuối cùng là dư luận mục đích đã đạt thành. Chỉ cần là tường đổ đám người đẩy, vậy thì 10 phần chắc chín. Chi Giao, nghe sư phụ khuyên một câu, đem mặt dây chuyền cho ta, để cho ta tới luyện hóa lão này. Tần tiên sinh đúng lúc mở miệng, làm áp lực nói. Ngụy Chi Giao mắt xem lấy một đương thiên, chỉ sợ là trăm miệng cũng không thể bào chữa, nàng rõ ràng, mình trúng địch nhân bẫy. Giang Lãnh Hy mặc dù hồ nghi, nhưng ở đại nghĩa trên, nàng vẫn là dứt khoát quyết nhiên đứng ở bạn gái thân Ngụy Chi Giao bên người, chỉ bằng vào suy nghĩ chủ quan liền định nghĩa Diệp thần là ma đầu, vậy quá độc đoán, chuyện này tất nhiên có kỳ hoặc. Sư phụ, Lãnh Hy khẩn cầu sư phụ minh xem kỹ.
Giang Lãnh Hy cũng là mở miệng khuyên can Tần Tiên Sinh. Tần Tiên Sinh tay áo vung tay lên, các người thật là bị yêu ma che đôi mắt, Trần Khang, Khu Ma Kim. À, Trần Khang nhìn một màn trước mắt, nghe câu chuyện hắn còn ở nói chuyện say xưa, nhưng chưa từng nghĩ, một giây kế tiếp bị người kêu lên. Khu Ma Kim, cái gì Kim? Trần Khang có chút ngẩn ra, lúc nào cho ta Khu Ma Kim à? Nhưng nhìn Tần Tiên Sinh ngay lập tức muốn phùng mang trợn mắt diễn cảm, hắn lúc này mới hiểu, nguyên lai là nhiếp hồn kim. Như vậy là được mượn hài hước, Quang Minh Chánh Đại ra tay. Thật là sâu tính toán. Rõ ràng, Trần Khang nhẹ khẽ gật đầu, trong lòng bàn tay hai cây ngân châm hiện ra, hắn nặn ở đầu ngón tay, hai vị, xin lỗi, Tần Tiên Sinh tử sẽ vì các người khu trừ yêu ma ảnh hưởng. Bá, hai cây ốm dài ngân châm phá không tới, chạy thẳng tới Giang Lãnh Hy cùng Ngụy Chi Giao. Ngay tại ngân châm muốn chạm được hai người lúc đó, một cái bóng đen thoáng qua. Mà ngân châm kia giống như là bị loại nào đó thần lực khống chế ở. Chỉ như vậy trôi lơ lửng hậu thế. Ừ, Tần Tiên Sinh chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt, Giang Lãnh Hy cùng Ngụy Chi Giao trước mặt, nhưng là một bóng người ngăn ở hai cô gái trước người. Diệp đại ca, Ngụy Chi Giao thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới, trước một giây, nàng thật là gấp muốn khóc lên. Nhưng hôm nay Diệp Thần ở đây, đối với nàng mà nói, đó là tràn đầy cảm giác an toàn. Ngươi. Tần Tiên Sinh mắt gặp hai cây ngân châm bị Diệp Thần ngăn lại, lại là cái này khuôn mặt quen thuộc, hắn thật luống cuống, Cửu Long Sơn Diệp Thần thiết huyết chân áp Tần gia người mạnh nhất một màn còn ở trước mắt. Làm sao, ta cái này ma đầu đang ở trước mắt, ngươi không muốn giải thích chút gì sao? Diệp Thần nâng lên con ngươi, nhẹ giọng hỏi nói. Trước kia tung tin vịt bôi đen, hôm nay bổn tôn ngay tại này, tới, giải thích. Trần Khang mắt gặp tình thế không ổn, hô to một tiếng, các vị đạo hữu, lão này ngang ngược, lại là mưu toan chặn đánh Tần gia đại sư, chúng ta ngàn người hợp lực, chu diệt lão này, còn thế gian trời đất sáng trưng. Còn thật đừng nói, không rõ cho nên quần chúng bu quanh còn thì thật ăn cái này một bộ, ngàn đám người tình công phẫn, liền phải hướng Diệp Thần động thủ. Cái gì nổ bắp thịt? Đại biến sống loại người bằng môn tả đạo một khối mà đóng gói, một cổ não hướng Diệp Thần vung tới. À, dư luận thật là đáng sợ đồ. Chỉ gặp Diệp Thần than nhẹ một tiếng, lấy chỉ hóa đao, một chỉ điểm ra, vậy dài rộng mấy chục mét nước cất bùn cốt sắt đổ bê tông lôi đài, bị Diệp Thần chỉ một cái, chặn ngang cắt ra. Một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, khói thuốc tràn ngập toàn bộ hội trường. Tới, họ Tần. Hôm nay cho ta một cái giải thích. Diệp Thần chắp tay đứng ở trên hư không, mắt nhìn xuống bá tánh, nhẹ nhàng mở miệng. Cùng lúc đó, trong phòng giám sát và điều khiển, một tên mang mắt kiếng gọng vàng người đàn ông đứng dậy, hướng về phía sau lưng vậy tây trang dày ra người đàn ông to con mở miệng nói. Lão đại, có người phá rối, cái tên này kêu Diệp Thần người, còn có chút thực lực, phải chăng dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Người đàn ông kia sau lưng lão bản nghe vậy. Vẫn là không có động tĩnh. Lão đại, người đàn ông tính dò xét lần nữa hỏi. Thế nhưng cường tráng thân thể nhưng là không ngừng được điên cuồng run rẩy. Người đàn ông thấy vậy, cũng là ngậm miệng không nói. Hắn có biết lão đại mình nổi giận lên, đó cũng là đủ mình uống một bầu. Xem quản chế bên trong vậy Diệp Thần thủ đoạn, lão đại vậy là có thể làm được. Sau một lúc lâu, cường tráng người đàn ông trung niên than nhẹ một tiếng, nguyên kế hoạch có thể hủy bỏ. Yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Hủy bỏ, cái này Tần gia thứ bại hoại không giết. Người đàn ông trợn to con ngươi, không tưởng tượng nổi nhìn trước mặt to lớn nam tử. Hắn đắc tội điện chủ, sẽ không sống lâu dài, ngươi lại cùng ta tới. To lớn nam tử xoa xoa khóe mắt một giọt lệ nóng, xoay người gọi người đàn ông bước nhanh đuổi theo. Điện chủ, đồ chơi gì mà, đỡ mắt kiếng gọng và người đàn ông cũng là đầy mặt nghi ngờ. Nhưng lão đại mệnh lệnh hắn nhưng cũng không dám không vâng lời. Thời khắc này trên lôi đài, Tần Tiên Sinh hù được tê liệt ngồi dưới đất, tư thái kia tựa như bị sợ vỡ mật, còn kém tả vậy đầy đất vàng trắng vật, mới tính là hợp với tình thế. Dĩ nhiên, đều là người thu võ, vô luận lại như thế nào kinh hoàng, vẫn là không đạt tới loại trình độ đó. Diệp Tiên Sinh, ta! Họ Tần giờ phút này thật là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đây chính là vậy hai cái nha đầu nói, Diệp Thần chưa đến. Lần này ngược lại tốt, mới vừa bôi đen liền người ta, bổn tôn liền tới sát.
Dưới sàn ngàn người bị Diệp Thần vậy chỉ một cái có thể bể bầu trời thô bạo chấn nhiếp, làm trò đùa, ai không sợ chết. Giờ phút này ai còn dám kêu lùng bắt Diệp Thần, đó mới thật sự là chết đến nơi rồi. Liền liền một bên Trần Khang thấy vậy, cũng là quỳ xuống ở tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn thẳng Diệp Thần, rất sợ đại nhân vật này cũng cho mình chỉ một cái đầu. Làm trò đùa, có thể đối phương trong nhất niệm, đều đủ để cho mình xương nghiền thanh cho rắc, hạng nhân vật này, giờ phút này ai dám trêu chọc. Cho ngươi cơ hội, thật tốt giải thích rõ. Diệp Thần nhún nhún vai, thần sắc lãnh đạm, dửng dưng nhẹ giọng nói. Diệp đại ca, Ngụy Chi Giao giờ khắc này ở sau lưng nhẹ khẽ kéo kéo Diệp Thần ống tay áo, lúc này Diệp Thần mới chú ý tới, dưới sàn đám người nhìn về trong mắt hắn bên trong, không che giấu chút nào chính là vậy vô tận cuồng nhiệt vẻ. Liền liền Giang Lãnh Hy, giờ phút này nhìn về Diệp Thần ánh mắt đều là khó mà bày tỏ sùng bái. Người tu võ, thực lực phi tôn. Những lời này chính là vạn năm không đổi luật sắt, thêm tới trước mặt người đàn ông nhìn như bình thường không có gì lạ, quanh thân cũng không có linh lực phát ra, thậm chí còn là tuổi trẻ như vậy, lại có thủ đoạn như vậy. Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang, động thủ một khắc kia, hắn cũng biết ngày hôm nay cái này đầu ngọn gió mình là khẳng định ra định, còn không bằng thản nhiên tiếp nhận. Cái này bạch hổ mặt dây chuyền, sẽ dẫn được người ngoài mơ ước, chứ bị người ngoài thấy, một ít người cố ý, nhưng mà sẽ mượn này cơ hội, đại tố văn chương. Diệp Thần lời này ngoài mặt nói là cho Ngụy Chi Giao nghe, trên thực tế mà, hiểu cũng hiểu. Ta biết, Diệp đại ca, Ngụy Chi Giao khôn khéo gật đầu một cái. Cho nên một ít người, có phải hay không nên cho ta một cái giải thích hợp lý à? Diệp Thần mở miệng lần nữa. Vậy họ Tần người trung niên mắt gặp Diệp Thần mũi dùi thẳng chỉ mình, cũng không có muốn dự định ý bỏ qua cho hắn, sợ hãi lan tràn trong lòng. Một giây kế tiếp, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cốc 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 cho Diệp Thần bắt đầu dập đầu, vậy tiếng vang từng cơn nhập nhân tâm phi. Ta Tần ra đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần, bêu xấu Diệp tiên sinh, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng chó. Mọi người ở đây tất cả đều là ánh mắt khinh bỉ nhìn Tần tiên sinh. Cùng vậy trước khi thần sắc so sánh, khác xa lắc xa lơ. Dẫu sao lấy võ vi tôn trong thế giới, xem thường nhất đương kim cỏ đầu tường, đồ hèn nhát chi lưu. Nhìn dáng dấp, Tần gia trợ trụ vi ngược bị diệt trừ bữa trước, người chắc ở hiện trường, là gặp qua ta. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng hỏi nói. Hôm đó ta cũng ở hiện trường, nếu không phải hôm đó chính mắt nơi gặp Tần gia chủ thảm trạng, hắn vậy chưa đến nỗi vừa thấy mặt đã bị Diệp Thần dung mạo sợ vỡ mật. Ngươi tên gọi là gì? Tần Khôn. Hôm đó Tần gia toàn bộ tàn dư hẳn bị ám điện mang đi thu nạp và tổ chức, ngươi là như thế nào chạy trốn? Diệp Thần trong mắt bên trong trải qua một chút dùng mình, hy vọng hắn phán đoán sẽ không trở thành sự thật. Cái này, Diệp Thần từng cái đơn giản vấn đề dẫn dụ Tần Khôn thành thật trả lời, cũng không ngờ lâm vào liên hoàn khấu. Chén lớn mồ hôi hột liều mạng từ trán hắn gian nhỏ xuống, vùng vẫy mấy phen, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Nói, đến từ Diệp Thần cảm giác bị áp bách, làm được Tần Khôn toàn thân lông tơ chợt nổi lên, nhưng hắn cứng rắn là sinh đính, một chữ không yết hầu. Ám điện. Nghe cái này ám điện chính là tổ chức thần bí, thi hành đều là nhiệm vụ tuyệt mật. Còn có như vậy tổ chức. Cổ võ giới cũng tồn tại, ám điện chính là chính thức chấp trưởng cổ võ thế lực, như thế nói ngươi hiểu chưa? Như thế nói, cái này Diệp Thần thật là người tốt. Nói nhảm. Vậy khẳng định à, chúng ta trách lầm người nhà, cái này Tần gia mới có vấn đề. Người ở dưới đài nhiều hơn thiếu thiếu đều là tiếp xúc qua tu võ nhất mạch, đối với ám điện, cũng có nghe thấy, hôm nay bị Diệp Thần chứng thật quả thật tồn tại, ngược lại là từ chứng hắn trong sạch. Không nhìn ra, người như vậy cỏ đầu tường còn dám cứng rắn chịu đựng, xem ra người cũng có chút cái chuôi bị người cầm ở trong tay. Diệp Thần một lời vạch trần huyền cơ trong đó. Vậy Tần Khôn nhìn về Diệp Thần ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Chỉ gặp Diệp Thần bàn tay vung lên, vậy Tần Khôn bóng người lại là ở dưới con mắt mọi người, biến mất ở tại chỗ. Biến mất? Không đúng, hắn hẳn là bị Diệp tiên sinh lấy loại nào đó thuật pháp nhốt, sau đó chờ đợi điều tra xử trí. Này các thủ đoạn, có thể nói thần linh trợ giúp. Cái này, một mực cùng Ngụy Chi Giao đứng ở một bên Giang Lãnh Hy có chút trợn mắt hốc mồm. Một ngày này, trải qua quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là Tần gia đại sư lộ ra cổ võ truyền thừa, sau bị Diệp Thần chứng thật chính là giả danh lừa bịp giặc bán nước,
ngay sau đó là mình từng xem thường Diệp Thần, vậy phong tư chắc tuyệt. Tạm thời tới giữa, nàng Giang Lãnh Hy cũng không biết nên làm sao đối mặt Diệp Thần. Khán đài bên trên, trong một góc khác, đỡ mắt kiếng gọng vàng người đàn ông cùng to lớn người đàn ông trung niên Tịnh Lập, trước đây Diệp Thần vặn hỏi hắn cũng là nghe được. Ám điện, người khác không biết, nhưng làm là tâm phúc hắn nhưng mà biết được, mình lão đại, cũng chính là cả tòa hội trường sau lưng chân chính chủ nhân, chính là xuất thân từ cái tổ chức này. Gặp đồng nghiệp, người đàn ông trong lòng âm thầm nghi vấn, nhưng cũng không dám hỏi, bởi vì mình lão đại trước mắt tâm trạng cũng không quá vững định. Hắn dè đặt dương mắt liếc mắt một cái cả người khẽ run người trung niên. Hình ảnh quay về. Đi thôi. Diệp Thần quay đầu hướng về phía hai cô gái nhẹ giọng gọi, chợt liền muốn rời sân. Chậm đã. Ngay tại lúc này, lôi đài một bên trong góc, một cái nhìn như nho nhã hiền hòa người đàn ông từ trong bóng tối đi ra, hắn tay phải nhẹ nhàng nâng mang đỡ mắt kiếng gọng vàng, một bộ văn chất lịch sự hình dáng. Các hạ, họ Tần này, chính là lão đại chúng ta chỉ minh muốn, có được hay không trả lại. Ngoài ra, xem ở ngươi cùng lão đại ta có nguyên nhân quả phân thượng, nơi này làm tổn hại liền không cần ngươi bồi thường. Giao ra người sau đó, tự đi rời đi là được. Người đàn ông kia ngược lại là sững sốt cười một tiếng, không chút nào khẩn trương ý, nhìn vậy bị chỉ một cái ngay ngắn cắt ra lôi đài, như có chút cân nhắc nói. Hắn là người nào? Làm sao ngông cuồng như vậy? Xuyệt, các ngươi không muốn sống nữa, vừa thấy liền là lần thứ nhất tới này, người đàn ông này chính là nguyên nơi hội trường trên mặt nổi người chủ sự. Sau lưng hắn có một vị cao thủ thần bí, Diệp Thần thủ đoạn kia, vị kia vậy có thể làm được. Mọi người dưới đài một lời một hành động, khá nhiều tiếng nghị luận, ở Diệp Thần trong tai nghe tới, cũng không có qua nhiều hữu hiệu tin tức. Cái này Tần Khôn ta muốn mang đi, ngượng ngùng, hư hại lôi đài, ta có thể theo giá bồi thường. Còn như ngươi nói nhân quả, ngươi chỉ sợ là nhận lầm người. Diệp Thần cũng là khách khí đáp lại, nhưng giọng nói kia bên trong, lại có không cho phép nghi ngờ ý, hắn quay đầu tỏ ý hai cô gái, cùng đi. Còn như hội trường này chủ nhân là ai, hắn trong miệng nhân quả là ai, tại Diệp Thần mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng vào lúc này, một cổ bạo liệt hơi thở truyền tới. Diệp Thần nhướng mày một cái, đầu tiên là bàn tay phải bên trong vi mang chớp mắt, một cổ nhu hòa sức lực gió bao gồm Ngụy Chi Giao cùng Giang Lãnh Hy hai nữ, đem thổi lất phất ra, cách xa lôi đài. Một giây kế tiếp. Một tên đầu đội mặt nạ người đàn ông to con nhưng là lấy báo săn vậy tốc độ hướng Diệp Thần mãnh phát tới. Nháy mắt tức thì, như có một loại hồng hoang mãnh thú cảm giác. Cái này là trái đất chân chính tu võ người, vậy Tần Khôn cùng trước mặt người đàn ông to con thật muốn chém giết, sợ rằng bất quá ba chiêu, liền sẽ bị tại chỗ mổ bụng. Nhưng tiếc là, hắn gặp phải là Diệp Thần. Chỉ gặp vậy mãnh phát mà đến bóng người một cái quyền phải toàn lực đánh tới. Diệp Thần bóng người nhưng là không nhúc nhích như chung, một cái nghiêng người lấy vi diệu độ cong tiếng chuông tránh thoát nhất kích, ở đó người đàn ông to con ngẩn ra để gặp, nhưng là nhẹ nhàng bấu vào vậy có chừng cánh tay vai to cổ tay, nhẹ nhàng liền vung, đem té ra. Chân chính bốn lạng địch ngàn cân. Vậy mãnh thú vậy nam tử bị té bay có chừng mười mấy mét, tiếng chuông đứng yên ở bên cạnh lôi đài chỗ, nhưng hắn cũng không bị bất kỳ thực chất tính tổn thương. Có ý tứ. Diệp Thần khóe miệng vạch qua một nụ cười, vậy cùng vô cùng cái bùng nổ tính thủ đoạn công kích cùng vậy đặc biệt ký hiệu tính vóc người, mới vừa đối mặt, cũng đã khám phá người đàn ông to con thân phận. Tiếp tục, Diệp Thần nhẹ giọng nói. Bây giờ Diệp Thần vừa nghĩ đến, mới vừa người đàn ông kia nói nhân quả là vì ý gì. Chỉ gặp vậy bên cạnh lôi đài nguy hiểm mãnh thú nhảy lên một cái, dọn ra nhảy đến Diệp Thần phía trên, mượn quán tính cùng lực trùng kích. Hung hăng một cước hướng về phía Diệp Thần ngay đầu nện xuống. Vậy ẩn chứa vô tận linh lực một cước, hung hăng đạp xuống. Diệp Thần không tránh không tránh, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên cánh tay phải đón đỡ. Nguy rồi, cái này Diệp Thần quá mức khinh thường, một kích này, muốn xảy ra chuyện. Xong đời. Mọi người đang đây là đều là nhắm lại hai tròng mắt, không dám xem một màn kế tiếp, suy đoán hình ảnh chính là, Diệp Thần đem ở một cước này dưới. Tê là một bãi thịt nát. Liền liền Giang Lãnh Hy cũng là không nhịn được kinh hô thành tiếng, mặt đẹp tái mét, một đôi tay bụng chặt miệng. Toàn trường chỉ có Ngụy Chi Giao một người đầy mặt ổn định, dẫu sao nàng trải qua vậy gặp qua Diệp Thần càng kinh khủng hơn chiến đấu,
nếu như không phải là nguyên đạn bắn vào Diệp Thần trên mình, nàng là vạn sẽ không tin tưởng Diệp Thần thất bại. Dù là thật là như vậy, cấp vũ khí khác, đều sẽ không tổn thương hắn chút nào. Đây là Ngụy Chi Giao đối với Diệp Thần tự tin. Oanh! Tiếng nổ thật to rung động nguyên phiến hội trường, tại chỗ gần ngàn người đám người đều là bị một cước này mang theo dư âm lật trên đất. Ở đó trên đất trong quán rượu, một đám giải trí thanh niên trai gái đều là rối rít ôm đầu trốn chui như chuột, hô to kêu to, động đất rồi, cứu mạng nha. Vậy lay động đèn treo thủy tinh trùng trùng rơi xuống, đánh ngất 7-8 tên sống mơ mơ màng màng bậm nhậu. Trong chốc lát chu vi mấy trăm mét bên trong tất cả mọi người đều cảm nhận được liền mãnh liệt chấn cảm. Mà giờ khắc này dưới đất bên trong hội trường, nhìn lại vậy thọc sâu mười mấy mét có thừa cỡ lớn lôi đài, ở một kích này dưới, lại đã là bị rung cái nát bét. Phải biết, đây chính là thật xi măng cốt sắt đổ bê tông lôi đài, một chút không mang theo trộn lẫn liệu, lại là bị một cước đạp xuống dư âm, miễn cưỡng chấn vỡ, mà không phải là đánh rách. Miếng nhỏ đá vụn kích bắn lên, bắn về phía bốn phương tám hướng, dưới đài đám người coi như tao ương. Mặc dù phần lớn người đều có một kỹ chi trưởng bằng thân, thế nhưng bắn nhanh mà đến đá vụn, vẫn như cũ là đánh đám người sưng mặt sưng mũi. Đây cũng là ta Hoa Hạ tu võ giả thực lực sao? Người này là hội sở này chân chính chủ nhân, hắn mới là nơi này tạo dựng người. Khủng bố như vậy. Người ở dưới đài không để ý thương thế, cho dù là bể đầu chảy máu cũng là ở đó kích động cao giọng kêu gào, trên mặt cuồng nhiệt vẻ nhưng là không giảm mà lại tăng. Chi Giao, là ngươi cái này mặt dây chuyền bảo vệ chúng ta. Giang Lãnh Hy nhìn ngực chỗ vầng sáng trắng nở rộ Ngụy Chi Giao, lúc này mới nhớ nổi, nàng có Diệp Thần tặng cho Bạch Hổ mặt dây chuyền hộ thân, chính là bởi vì cái này đạo vầng sáng trắng, vậy kích động lên đá vụn mới không có thương tổn được các nàng. Nếu không, bằng vào hai nàng thể xác phàm tục, vậy tùy văng lên đá vụn đều có thể đem các nàng mặc trên người một cái lỗ máu. Vậy Diệp Thần, một kích này cho dù là kháng cự, vậy tuyệt mệnh không lâu vậy. Cái này cùng nhất kích, không người có thể ngăn. Đám người quần tình kêu gào, nhìn lôi đài chỗ sâu vậy khói thuốc không tản trung tâm chiến trường, bọn họ tuy có suy đoán, nhưng vậy đang đợi bị chứng thật. Chậm rãi tản đi khói dày đặc kẹp theo mọi người kỳ vọng, lôi đài chỗ sâu, hai bóng người đứng sừng sững, duy trì vậy mới vừa trung cực đánh một trận tư thế. Diệp Thần cánh tay phải đón đỡ ở phía trước, người đàn ông to con thân thể lơ lửng ở hư không, chân phải đạp ở Diệp Thần trên cánh tay. Thời gian tựa như vào giờ khắc này đông. Trời ơi, Diệp Thần lại không chút tổn hao nào. Hắn rốt cuộc là người nào, như vậy nhất kích, cho dù là một con voi, sợ rằng cũng sẽ bị đá cho một bãi thịt nát đi. Một giây kế tiếp, Diệp Thần lên tiếng, không sai, lực bộc phát ở trái đất người tu luyện bên trong, có thể nói hoàn mỹ. Xem ra ngươi những năm này, một chút cũng xa sút hạ võ đạo. Nói xong, Diệp Thần cánh tay phải dùng sức hoành đẩy. Đem người đàn ông to con thân thể cản đi ra ngoài, nam tử mới vừa đứng yên, muốn phải phản kích. Nhưng chính là thời gian một cái nháy mắt, vậy bị ánh mắt của hắn vững vàng tỏa định Diệp Thần lại từ trước mắt biến mất. Cũng không phải là vậy mau đến mức tận cùng lắc mình, mà là, đột nhiên biến mất. Cái này sững sốt một chút để gặp, người đàn ông to con chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua hai cây ngón tay thon dài. Cái gì, người đàn ông to con chỉ cảm thấy trước mắt chớp mắt. Vừa muốn làm chống cự tư thái, trong đầu mới vừa thoáng qua một chút ý thức, một giây kế tiếp nhưng phát hiện mình thân thể đã bay ra ngoài, trùng trùng đập xuống đất. Theo sát phía sau nơi ngực mới truyền tới là đau tê tâm liệt phế cảm. Hống! Liền nổ tung vô cùng hắn, giờ phút này đều là khó mà bày tỏ thống khổ, nếu là thời khắc này Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn ở chỗ này, nhất định là cảm động lây. Người ở bên ngoài trong mắt. Diệp Thần chỉ là hai ngón tay nhẹ nhàng điểm vào vậy người đàn ông to con ngực, nhẹ bỗng hai ngón tay thậm chí không có phát lực. Nhưng lại có uy năng như vậy. Hắn hơi thở, linh lực bị Diệp Thần hai ngón tay đánh tan. Cái gì? Tại chỗ có cổ võ người tu luyện sơ dòm cửa kính, có thể cảm nhận được người đàn ông to con hơi thở ở kịch liệt hạ xuống, vậy hai ngón tay đâm một cái, giải tán hắn quanh thân linh lực. Đáng tiếc, bị Diệp Thần phế bỏ. Liền liền dưới đài vậy trước sau như một nho nhã hiền lành giữ phong độ người đàn ông, giờ phút này nghe được lão đại bị phế tin tức, cũng là đứng không vững. Làm bộ liền muốn xông lên lên lôi đài trả thù. Đừng đi lên, người đàn ông to con vùng vẫy đứng dậy, làm một cái dừng lại động tác tay quay đầu hướng về phía người đàn ông gầm nhẹ một tiếng.
Người đàn ông sửng sốt một chút, nhưng là dừng bước, hai quả đấm nắm chặt, không dừng được run rẩy. Ngược lại là Diệp Thần mặt đầy phong khinh vân đạm, đi tới người đàn ông to con trước người, cẩn thận cảm thụ cái này cổ bị đánh tan linh lực, không nên bị thống khổ dẫn dắt đạo. Người muốn dẫn dắt cái này cổ tản mất linh lực, đánh vào quanh thân kỳ kinh bát mạch, vận chuyển đại chu thiên. Diệp Thần mặt lộ vẻ ngưng trọng, thời khắc quan sát người đàn ông to con biến hóa. Nam tử nhẹ khẽ gật đầu, lảo đảo bước chân run lên, lần nữa té ngã trên đất, có thể hắn nhưng một cánh tay chống đứng dậy, ngồi xếp bằng. Tình huống không đúng, Diệp Thần không có phế bỏ hắn, là ở hướng dẫn hắn tu hành. Linh lực đánh tan, là đột phá cảnh giới đường phải đi qua. Xem, hắn tình huống dần dần ổn định. Dưới đài vậy nguyên bản vành mắt sắp nứt người đàn ông, thấy một màn này, ngay tức thì có chút không nghĩ ra được. Hô! Thời gian một phần phân nhánh thệ, theo người đàn ông to con một tiếng sảng khoái thét dài, hắn chợt mở hai mắt ra, trong con người bắn ra một đạo tinh quang, lại là thực chất hóa linh lực. Linh lực ngoại phóng. Dưới đài có người kinh hô thành tiếng, lúc đầu cổ tịch bên trong ghi lại là chân thực. Người đàn ông to con đứng dậy, đi tới Diệp Thần phụ cận, cung kính quỳ một chân, thuộc hạ bái kiến điện chủ, đa tạ điện chủ hướng dẫn. Hành động này, kinh được mọi người tại đây miệng không thể nói. Tình huống gì, điện chủ, mới vừa nghe Diệp Thần nhắc tới ám điện, chẳng lẽ nói cái này Diệp Thần chính là ám điện chủ nhân? Trời ơi, cái này thân tu là, có thể nói thế gian tuyệt điên. Trung Ly, thật lâu không gặp, không nghĩ đến ở nơi này gặp, người hôm nay tu vi, so với Lục Lăng Phong, đều là không kém chút nào. Diệp Thần cười lên tiếng, hắn đem trước mặt người đàn ông to con kéo, nặng nề cho ôm một cái. Cố nhân gặp lại. Thật là kích động. Lục Lăng Phong, Trung Ly nghe được Diệp Thần nói tới người này, trong mắt bên trong nhưng là thoáng qua một chút lạnh ý. À, xem ra ngươi nơi này có tình báo. Diệp Thần xem ánh mắt này, liền biết trong đó có chút câu chuyện. Không dối gạt điện chủ nói, cái này Tần Khôn hôm nay, ta vốn là tới lấy hắn mạng chó. Trung Ly chậm rãi mở miệng, điện chủ lúc trước hỏi, người nào đem hắn mang ra khỏi ám điện, căn cứ ta nắm giữ đầu mối tới xem. Thả Tần Khôn rời đi, chính là Lục Lăng Phong. Diệp Thần không có lên tiếng cãi lại, yên lặng nghe Trung Ly giải thích. Lúc đầu, ngày xưa Diệp Thần phi thăng sau đó, nguyên bản đi theo tại Diệp Thần một nhóm bộ hạ cũ, giống như Lưu Khải vậy, rối rít lựa chọn giải ngũ. Nguyên nhân không phải hắn, bọn họ đều là đi theo Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên rời đi sau đó, tuy do Lục Lăng Phong tạm đời điện chủ một chức, nhưng mọi người đều là cùng phê tiến vào ám điện, đồng đội tình còn đang. Nhưng có cấp trên cấp dưới quan hệ sau đó, khó tránh khỏi sẽ có va chạm. Vì huynh đệ không khó làm, rối rít đều là lựa chọn quy ẩn, sự thật chính là Diệp Thần rời đi một đoạn kia thời gian, mặt ngoài hoa hạ vẫn là gió êm sóng lặng quốc thái dân an, cho nên vậy không cần thi hành bất kỳ nhiệm vụ tuyệt mật. Lục Lăng Phong tạm đợi ám điện đứng đầu, cũng là thừa dịp này huấn luyện một nhóm người mới. À, Lục Lăng Phong đã tới nơi đây? Diệp Thần hỏi. Trung Ly gật đầu một cái, đã tới, hơn nữa ta cùng hắn đã giao thủ. Trung Ly dừng một chút, trầm ngâm một lát, hắn rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Nhưng cổ khí tức kia sẽ không sai, tuyệt đối là hắn. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nhìn về phía dưới Ngụy Chi Giao, xem ra ta tới nơi này, cũng có người cố ý mà là. Hắn nghĩ tới vậy có thể tùy ý biến ảo dung mạo mô phỏng hơi thở âm ma thiên thạch. Người bị gạt. Thậm chí, ta cũng bị gạt, Diệp Thần nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn tới nơi đây, xem ra cũng cùng cái này âm ma thiên thạch thoát không khỏi liên quan. Ngươi lúc nào gặp phải Lục Lăng Phong? Diệp Thần dương mắt hỏi. Trung Ly hơi làm trầm tư, mấy ngày trước, ta âm thầm theo dõi Tần Khôn, nhưng là phát hiện bí mật và hắn liên hệ người, chính là Lục Lăng Phong. Ta bị hắn phát hiện, đánh đập tàn nhẫn, ta không địch lại, bỏ chạy. Cho nên ở chỗ này hôm nay thiết kế phục giết Tần Khôn. Trung Ly mở miệng đáp. Xem ra thật sự là hắn. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nói. Làm sao, chẳng lẽ trong này có kỳ hoặc? Trung Ly nhướng mày một cái, hỏi, đối với Diệp Thần, hắn vẫn là dùng mọi cách tin phục. Ta tới đây mục đích, cũng là vì đuổi giết một người, người trước nhìn thấy Lục Lăng Phong, rất có thể chính là hắn huyễn hóa thành. Diệp Thần một lời. Làm được Trung Ly kinh hãi. Còn có người cùng điện chủ tranh phong. Một,
Lục Lăng Phong những ngày qua vậy một mực giúp ta điều tra cái này, không hề từng tới đây. Hai, cùng là ta ám điện bộ hạ cũ, Lục Lăng Phong làm người ta là tuyệt đối tin tưởng. Thứ ba, hắn cùng ngươi giao thủ, thắng bại còn khó mà nói, ngươi nói ngươi không địch lại người nọ. Diệp Thần phân tích khá có đạo lý, Trung Ly cũng là than thầm một tiếng lỗ mãng, Lục Lăng Phong làm sao có thể làm ra cái này cùng bán nước chuyện. Ta, Trung Ly có chút ngại quá, Diệp Thần nhưng là khoát tay một cái, không trách ngươi, ngươi cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Cái này Tần Khôn ta muốn mang đi, Diệp Thần hướng về phía Trung Ly nhẹ giọng nói. Trung Ly gật đầu một cái, đây là tự nhiên. Tốt lắm, tối nay náo nhiệt đến đây kết thúc, chúng ta vậy cần phải trở về. Diệp Thần cười một tiếng, có thể thấy bạn cũ, cũng coi là không uổng chuyến này. Điện chủ lần này trở về, là vì cái gì? Trung Ly dĩ nhiên là biết một ít hoa hạ bí mật, nhưng ngại vì người ở tại tràng rất nhiều, nói ra sợ làm cho hỗn loạn. Diệp Thần gật đầu, thời gian cấp bách à, ta cũng được dáng lên cố gắng. Hắn nhẹ khẽ cười cười. Ta nguyện đi theo tại điện chủ. Trung Ly giờ phút này tỏ thái độ, hắn cũng coi là võ si. Hôm nay Diệp Thần lần nữa trở về, hắn là vô luận như thế nào cũng không chịu thả qua cơ hội này. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là khẽ gật đầu một cái, lấy ngươi cảnh giới trước mắt, đi theo ta, tùy thời sẽ gặp nguy hiểm. Trung Ly nghe được Diệp Thần nói, siết chặt hai quả đấm, vẫn còn quá yếu sao. Không cần khổ sở, tu võ một đường vốn là ngày sau phương dài, hôm nay ngươi mới vừa có một ít lực lượng, thượng không biết như thế nào điều động. Bế quan khổ tu đi. Hoa hạ cần ngươi. Diệp Thần đem một cái mã số để lại cho Trung Ly, chính là Ngô Môn lão gia tử phương thức liên lạc. Hắn chính là chi giao hộ đạo người, đường kim trái đất bên trên cũng có thể xếp trước mặt. Ngươi có thể đi trước tìm hắn chỉ điểm, lúc nào có thể thắng được lão nhân gia này, chính là ngươi ngày nổi danh. Trung Ly nghe vậy, trong mắt bên trong trải qua một chút cuồng nhiệt vẻ, hôm nay Diệp Thần giúp hắn đột phá, đã là phá vỡ nhiều năm qua khốn khổ mình cổ trai. Dẫu sao tu võ một đường, không có sư phụ chỉ điểm, dựa hết vào mình giác ngộ, sờ đá qua sông, vậy rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là tại sao võ si Giang Lãnh Hy nếu không phải là tới đây bái sư nguyên nhân. Cổ võ Ngô gia trưởng lão, Ngô Ngôn. Diệp Thần để lại một câu tục danh, xoay người gọi Ngụy Chi Giao hai nữ rời đi. Tất cả người nhìn Diệp Thần các người rời đi hình bóng, trong mắt bên trong tràn đầy kinh tiện. Trung Ly nhìn Diệp Thần đưa cho mình phương thức liên lạc, hốc mắt chỗ có chút đỏ thắm vẻ, thực tế bản mãnh nam rơi lệ. Tiểu Thiên, ngày sau, hội trường này liền do ngươi tới toàn quyền xử lý. Trung Ly hướng về phía vậy dưới đài đỡ mắt kiếng gọng vàng nam tử nhẹ giọng nói. Vậy ngươi đâu, lão đại? Nam tử đã là dự cảm được Trung Ly sắp muốn rời đi, sở dĩ hỏi, hoàn toàn là bởi vì không thôi. Trung Ly cười một tiếng, theo đuổi võ đạo trình độ cao nhất. Cùng lúc đó, ngồi thang máy một đường mà lên Diệp Thần các người, trở lại quán rượu bên trong đại sảnh, nhìn cái này đầy đất bừa bãi, không khỏi cảm khái lắc đầu một cái. Thời khắc này quán rượu, trừ mấy tên người hầu rượu quét dọn vệ sinh, đã là bốn bề vắng lặng. Mấy người thấy Diệp Thần các người chính là từ phía dưới đi lên, dĩ nhiên là không dám thở ơ, dẫu sao người trong võ đạo. Mấy vị quý khách, mới vừa có động đất, cho nên tối nay quán rượu đã đóng cửa. Rượu kia bảo gãi đầu một cái, rất không phải là không biết xấu hổ, bởi vì chấn cảm tương đối rõ ràng, cho nên bên trong quán làm tổn hại tương đối nghiêm trọng, mấy ngày gần đây đều phải dẹp tiệm, mong rằng quý khách tha thứ. Diệp Thần các người đều là cười biểu thị hiểu, dẫu sao bọn họ nhưng mà rõ ràng, tại sao sẽ có mãnh liệt như vậy động đất. À đúng rồi. Đột nhiên, Diệp Thần giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng bấm một cái mã số, Ngô Bá, xin lỗi trễ như vậy quấy rầy. Ha ha ha, cho ngươi thu một cái căn cốt tuyệt đẹp đệ tử, qua mấy ngày liền sẽ gặp mặt. Theo ta đối với hắn rõ ràng, có thể ngày mai sẽ đi tìm ngươi. Diệp Thần gọi thông hiển nhiên là cụ già Ngô Ngôn dãy số, từ cụ già bữa trước trên bong biểu hiện tới xem, võ đạo hiểu vượt qua mọi người. Có lẽ đối với tự mình tới nói, đối phương quá yếu, nhưng đối với rất nhiều hoa hạ võ giả mà nói, Ngô Ngôn là một cái sư phó tốt. Nếu thời gian dài, đột phá phi thăng không hẳn là không thể. Do hắn thành tựu Trung Ly sư phụ hướng dẫn tu hành, tuyệt đối là dư sức có thừa. Lão hủ hết sức chính là, cụ già bên kia cũng là sảng khoái đáp ứng nói.
Một bên Ngụy Chi Giao hiển nhiên nghe được điện thoại, trong nháy mắt mắt to, nói, Diệp đại ca, Ngô gia gia thật sự có ngươi nói như vậy lợi hại. Ừ, vẫn là câu nói kia, xứng đáng không thẹn hoa hạ võ đạo cường giả. Vậy ngươi đâu? Ta, không thuộc về cái thế giới này. Diệp Thần thành khẩn nói, chỉ phải giải quyết hoa hạ linh khí biến dị căn nguyên, đợi hết thảy các thứ này bụi bặm lắng xuống sau này, hắn cũng nên rời đi chứ. Ngụy Chi Giao nghe vậy, môi mỏng khẽ cắn, không nói gì nữa. Diệp Thần, ta muốn nói xin lỗi với ngươi, thật xin lỗi, trước là ta đường đột, còn lấy vì ngươi là. Giang Lãnh Hy giờ phút này ngược lại là thay đổi thường ngày băng sơn người đẹp hình tượng, phát biểu ấp a ấp úng, thùy mị. Cầm ta coi thành giang hồ phiến tử đúng không? Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, như là hoàn toàn không có đem cái chuyện này tình để ở trong lòng. Ừ, thật sự là thật xin lỗi. Giang Lãnh Hy lần này mười phần thành ý, hướng về phía Diệp Thần thật sâu cúi đầu một cái. Ngươi không cần nói xin lỗi, võ đạo một đường, vốn là như vậy, người thường thấy vậy đều khó miễn nổi lên nghi ngờ, người cái này cũng coi là tốt. Diệp Thần cười một tiếng, có một số việc, nhìn thấu không nói phá. Hơi một tí nói mình có thể lên trời xuống đất, người khác không được cầm ngươi làm kẻ ngu xem. Cái đó, Diệp Thần, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Giang Lãnh Hy lấy dũng khí, khao khát ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Nàng bản đối với lần này cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào, lúc trước lấy là Diệp Thần chính là một tên giang hồ lừa bịp, còn nghĩ Ngụy Chi Giao đơn thuần bị lừa gạt, thậm chí tuyên bố muốn mang người ta khai mở nhãn giới. Nghĩ tới đây, Giang Lãnh Hy sức lực cũng có chút không đủ, nhìn về Diệp Thần ánh mắt vậy bắt đầu né tránh đứng lên. Diệp Thần đối với con bé này tâm tư có thể nói là một mắt vọng mặc, nhưng nhìn thấu không nói phá, hắn vẫn là chịu nhịn tính tình giải thích, người hiện tại căn bản không cần bái sư học nghệ, trước cầm căn cơ đánh vững chắc liền tốt. Lời ấy, tương đương với khéo léo từ chối. Giang Lãnh Hy rất nhiều một bộ ủ rũ cúi đầu tư thái, nhưng ngay sau đó Diệp Thần tiếp tục nói. Ta có thể chỉ điểm một ít ngươi trong tu luyện thiếu sót, đưa ngươi chút đơn giản nhập môn tâm pháp phụ trợ. Nếu không ngươi như vậy qua loa luyện tiếp, muốn tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần nói xong câu cuối cùng nói thời điểm, cắn chữ phá lệ nặng, có thể gặp hắn đối với lần này để bụng trình độ. À, có thật không? Giang Lãnh Hy vốn là không ôm bất kỳ hy vọng nào trên mặt, lại là bất thình lình dương lên một nụ cười. Ừ, còn nhớ ta lúc trước buổi sáng cùng ngươi nói. Hội tụ đan điền tại một mạch sao? Ngươi trước từ cơ bản nhất bắt đầu đi, linh lực, nói, quy tắc, từng bước tới, chớ mong cầu cái viễn vông xa vời. Giang Lãnh Hy nghiêm túc nghe Diệp Thần một lời một hành động, lần này phá lệ nghiêm túc. Ở nàng trong mắt, thời khắc này Diệp Thần, giống như thần minh. Giang Lãnh Hy chỉnh trọng gật đầu, trong mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Mấy người trở về đến Giang Lãnh Hy chỗ ở thời điểm. Cũng đã trời sáng choang, Diệp Thần cùng Giang Lãnh Hy ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác. Giang Lãnh Hy tuy nói là mới vừa mới nhập môn, nhưng cũng coi là nửa người trong võ đạo. Chỉ có Ngụy Chi Giao, ngáp liền liền, vừa xuống xe liền chạy thẳng tới phòng ngủ đi. Diệp Thần ở dặn dò Giang Lãnh Hy một ít trong tu luyện chú ý sự hạng sau đó, liền ở trong sân nhìn thiếu nữ bóng người. Nhìn ánh sáng mặt trời hạ vậy tự cường không ngừng bóng người. Từng trận cảm khái, đã từng là mình cũng không là thế này phải không? Khi đó Côn Lôn Hư sư phụ Đoạn Hoài An không ngừng hướng dẫn mình, mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn chính là tín hiệu, vậy đúng là như vậy, mới tạo cho hôm nay mình. Có lẽ cũng nên xem sư phụ cùng với phụ mẫu đám người. Tích tích tích, một hồi điện thoại di động tiếng vang truyền tới, chính là Kim Lãnh Nhạn tin tức. Giáo quan, ta bên này vậy phát hiện dị thường. Có chưa rõ Lục Lăng Phong bóng người xuất hiện ở Hải Bắc Thị, nhưng kinh chứng thật, giờ phút này chân chính Lục Lăng Phong đang âm Bắc Hải vực bên trong đợi lệnh. Diệp Thần con người đông lại một cái, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, tắt điện thoại di động, xoay người liền đi ra ngoài. Đúng rồi, giống như là nghĩ tới điều gì, Diệp Thần bóng người đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt hướng phòng ngủ đi về phía. Sau một nén nhang, căn cứ, như thế nào? Có tin tức sao? Diệp Thần nhận được tin tức thời gian đầu tiên liền chạy tới cùng Kim Lãnh Nhạn hội họp, nhìn máy theo dõi bên trong cảnh tượng, lòng hắn bên trong như có điều suy nghĩ. Kỳ quái, mới vừa còn phát hiện hắn bóng người, làm sao ngươi tới một cái, lại là biến mất không thấy. Kim Lãnh Nhạn sắc mặt ngưng trọng,
thành tựu Hoa Hạ xuất sắc nhất tổ chức thần bí, bọn họ cũng là chưa bao giờ gặp phải qua như vậy đối thủ khó dây dưa. Chủ yếu là khoa học kỹ thuật hiện đại điều tra thủ đoạn, đối với những thứ này có thể lên trời xuống đất, tùy thời hóa hình yêu vật mà nói, quả thực có chút khó mà vào tay. Cũng ở đây tình lý bên trong, Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, ngồi ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Kim Lãnh Nhạn thì ở một bên, gấp đi qua đi lại, nguyên phòng bên trong vang vọng đều là nàng đi thanh âm. Giáo quan, ngươi một chút không gấp à? Kim Lãnh Nhạn rốt cục thì không nhịn được mở miệng nói. Trên ghế ung dung Diệp Thần giờ phút này mới là hơi hí ra hai tròng mắt, lại đợi một chút, còn chưa phải lúc. Cùng lúc đó, Giang Lãnh Hy biệt thự bên trong. Mới vừa dựa theo Diệp Thần chỉ điểm, tu luyện xong hai cái đại chu thiên đổ mồ hôi đầm đìa Giang Lãnh Hy từ phòng tắm đi ra. Trên mình là một kiện thật dài áo choàng tắm, bao lấy uyển chuyển vóc người, trên tóc tràn đầy giọt nước, nàng hai tay cầm khăn lông vừa đi vừa lau. Ồ, Diệp Thần ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Giang Lãnh Hy đối diện đụng vào, chính là từ bên ngoài trở về Diệp Thần. Ngụy Chi Giao ở gian phòng sao? Ta có chuyện tìm nàng. Diệp Thần diễn cảm đầu tiên là ngẩn ra, chợt hướng về phía Giang Lãnh Hy mở miệng hỏi nói. Hẳn đang nghỉ ngơi đi. Giang Lãnh Hy chỉ cảm thấy Diệp Thần có chút kỳ quái, vội vàng như vậy không muốn biết tìm cái gì. Đúng rồi, sáng sớm hôm nay ta dựa theo ngươi nói tâm pháp tu luyện, làm sao cả người có một cổ bị thiếu cảm giác. Giang Lãnh Hy gặp phải trong vấn đề tu luyện, dĩ nhiên là muốn tìm cái này nửa đường mà sư phụ hỏi rõ mới được. Diệp Thần ánh mắt né tránh. Mở miệng nói, tu luyện sự việc chờ một hồi hãy nói, ta có chuyện tìm Ngụy Chi Giao, việc gấp. Nói xong, Diệp Thần cũng không quay đầu lại hướng bên trong căn phòng đi tới. Ai, Giang Lãnh Hy lại là một tiếng kêu lên, gọi lại muốn rời đi Diệp Thần. Lại có chuyện gì, vậy Diệp Thần hơi có chút không nhịn được, giọng hấp tấp nói. Giang Lãnh Hy có chút ngạc nhiên, Diệp Thần vì sao đột nhiên lớn như vậy hỏa khí? Nàng thuận ngón tay chỉ bên kia hành lang, Chi Giao gian phòng ở bên kia. Diệp Thần nghe vậy, không nói thêm gì nữa, mà là thẳng hướng Giang Lãnh Hy chỉ Ngụy Chi Giao gian phòng đi. Ngụy Chi Giao, ta muốn cho ngươi chết ở Diệp Thần trước mặt, để cho hắn thật tốt xem ngươi sau cùng hình dáng. Chỉ chốc lát sau, trong phòng giám sát và điều khiển. Giáo quan, mau xem, hắn lại xuất hiện, Kim Lãnh Nhạn nhìn trên màn ảnh xuất hiện Lục Lăng Phong. Kinh hô thành tiếng. Diệp Thần chợt mở mắt ra, đứng dậy nhìn một mắt quản chế, tốt lắm, ta hiểu ý. Chợt đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Ta đi về trước, tùy thời giữ liên lạc. Kim Lãnh Nhạn nhưng là kéo một cái Diệp Thần cánh tay, giáo quan, tình huống gì, người cũng xuất hiện, không động thủ. Diệp Thần khẽ lắc đầu một cái, trong mắt nhưng là thoáng qua một chút ý định giết người. Kim Lãnh Nhạn có chút không nghĩ ra. Ta hỏi ngươi, gần đây tới ngươi theo dõi âm ma thiên thạch, trừ âm Bắc Hải vực đầu mối bên ngoài, nhưng còn có cái khác tung tích. Diệp Thần hỏi nói. Không có, Kim Lãnh Nhạn lắc đầu một cái. Lục Lăng Phong vậy đồng dạng là như vậy, liền giống như ngày hôm nay, ngươi nói phát hiện tung tích, hiện tại ngươi lại xem. Diệp Thần rời một chút môi, tỏ ý Kim Lãnh Nhạn lại cẩn thận xem, một lần thủ lúc đó, quản chế trên đã sớm là một phiến hoa tuyết. Đáng chết. Bị phát hiện, Kim Lãnh Nhạn làm bộ liền muốn đi bên ngoài truy đuổi. Diệp Thần nhẹ giọng mở miệng nói, không cần. Hắn làm hết thảy các thứ này, người nói, là vì cái gì? Diệp Thần nhìn Kim Lãnh Nhạn, mở miệng hỏi nói. Như thế nói, hắn là cố ý để cho chúng ta phát hiện tung tích, vì chính là dẫn người đi ra. Nhưng là hiện tại hắn không có động thủ, nói cách khác, điệu hổ ly sơn. Hậu chi hậu giác Kim Lãnh Nhạn cái này vừa nghĩ đến chút trên. Mặc dù đối mặt là yêu vật, hiện đại điều tra thủ đoạn mất đi hiệu lực cố nhiên sẽ ảnh hưởng, nhưng người phán đoán không nên chịu ảnh hưởng, cho dù là thần, suy tính phương thức vậy sẽ cùng thông thường tội phạm không khác, một điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Diệp Thần dặn dò. Điệu hổ ly sơn, như vậy giáo quan ngươi. Kim Lãnh Nhạn nhìn còn có nhàn hạ thoải mái cho mình đi học Diệp Thần, thúc giục. Có một chiêu. Kêu chim sẻ ở phía sau, Diệp Thần xoay người, thẳng đi ra ngoài, tên này hiệu suất thật chậm, để cho ta bữa tiệc này đắng cùng. Kim Lãnh Nhạn nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, lẩm bẩm nói, đây chính là bầy mưu lập kế sao. Cùng lần nữa trở lại biệt thự lúc đó, Giang Lãnh Hy đã đứng ở cửa sốt ruột qua lại ngắm nhìn. Mắt gặp Diệp Thần trở về,
Nàng vội vàng tiến lên, Diệp thần, mau, Chi Giao xảy ra chuyện, một mực sốt cao hôn mê bất tỉnh, vẫn còn nói mê sảng. Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, có người nào trước đã tới sao? Hắn mở miệng hỏi nói. Giang Lãnh Hy đem trước kia tình huống đều là cho Diệp thần kể một lần. Diệp thần không biết làm sao lắc đầu một cái, đó không phải là ta. À, Giang Lãnh Hy ngạc nhiên. Có người giả trang thành ta dáng vẻ, muốn đưa Chi Giao vào chỗ chết. Diệp thần ánh mắt bình tĩnh nhìn Giang Lãnh Hy, ta đi xem Chi Giao. Hắn ba bước cũng làm hai bước, hướng Ngụy Chi Giao gian phòng đi tới. Cót két. Đẩy ra cửa, trên giường Ngụy Chi Giao nhưng là sắc mặt đỏ lên, hôn mê bất tỉnh. Khặc khặc. Một tiếng cười quái dị vang lên, mép giường một đạo tàn ảnh hiện ra, lại là một cái Diệp thần. À, một bên Giang Lãnh Hy tựa như một bộ sống hình dáng gặp quỷ, cái này cùng tình cảnh, nàng là từ không trải qua. Diệp thần, vậy đạo bóng dáng mở miệng nói, hôm nay, ta muốn ngươi nếm thử một chút. Lời còn chưa dứt, Diệp thần bổn tôn chính là mở miệng nói, nhiệt xúc, nếu như ngươi là tới nói ẩu nói tả, ta khuyên ngươi thiếu phế chút miệng lưỡi đi. Ta sẽ đích thân tìm được ngươi, đem ngươi trấn áp. Nói xong, không cùng bóng người kia mở miệng, Diệp thần vung tay lên, đem vậy đạo tàn ảnh một cái lau đi liền đi. Đáng ghét, âm ma thiên thạch hóa thành Diệp thần tàn ảnh còn muốn nói gì, nhưng là lại cũng không mở miệng được. Cùng lúc đó, rất xa âm Bắc Hải vực. Diệp thần, ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Ngụy Chi Giao, ngươi liền cái đầu tiên thay Diệp thần đi chết đi. Một tiếng giống giận truyền tới, âm ma thiên thạch vốn định hài hước Diệp thần một phen, kết quả lại là bị người ta đem tàn ảnh không nói lời gì đánh tan đi. Ừ, có chập chờn, đang vùng lân cận vùng biển siêu tầm Lục Lăng Phong trong mắt ngưng mắt nhìn phương xa, xem ra điện chủ kế hoạch muốn bắt đầu khởi động. Lúc này, Ngụy Chi Giao bên trong căn phòng. Diệp thần, mau nghĩ một chút biện pháp à. Giang Lãnh Hy ở một bên thúc giục Diệp thần. Nhìn sốt cao vẫn đang không ngừng leo lên Ngụy Chi Giao, nàng có chút tuyệt vọng. Không sao, chờ một lát nữa. Diệp thần bình tĩnh nhìn trên giường Ngụy Chi Giao, không làm chút nào lo âu. Ta còn có hậu thủ, Chi Giao không có việc gì. Nghe được lời này, Giang Lãnh Hy treo tim đây mới là buông xuống. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua. Hụ hụ. Nằm tháp trên Ngụy Chi Giao bắt đầu một hồi ho khan kịch liệt. Nàng chóng mặt tựa hồ không cảm giác được ngoại giới hết thảy thanh âm, giọng chỗ một ngọt, một cổ màu đen đậm đặc máu khạc ra, tản ra từng cơn hủ vị. Giang Lãnh Hy bị một màn này kinh sợ tê liệt ngã xuống đất, một câu nói đều không nói được, nhìn sắc mặt dần dần tái nhợt Ngụy Chi Giao, nàng thật hoảng hồn. Diệp thần chau mày, còn có một hồi, lập tức là được rồi. Hắn cũng ở đây tùy thời tùy chỗ quan sát Ngụy Chi Giao tình huống. Không lâu lắm. Chỉ gặp Ngụy Chi Giao bề mặt dâng lên một chút màu xanh ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi quanh quẩn ở cơ thể đồng hồ. Cùng lúc đó, nàng nơi đan điền, một quả màu vàng kim đan dược xuyên thấu qua máu thịt mạch lạc, chiếu lấp lánh. Rất tốt! Diệp thần chờ đợi chính là giờ khắc này, đây là hắn lấy mình máu tươi luyện chế kim đan, có thể khỏi bệnh vạn vật, vượt 10.000 pháp. Diệp thần hành động này bày ra một cái hậu thủ lật bàn cục diện, đem kim đan đánh vào Ngụy Chi Giao trong cơ thể. Nàng bản là một giới phàm thể. Cho nên âm ma thiên thạch hạ độc lúc đó, cũng không nhận thấy được Ngụy Chi Giao trong cơ thể dị thường. Đây là... Giang Lãnh Hy nhìn trước một giây còn nguy ở sớm tối bạn gái thân, hôm nay nhưng là ở ánh sáng bao phủ dưới, tình huống dần dần chuyển biến tốt, liền trước vậy sắc mặt ảm đạm, đều là rất có liền mấy phần đỏ thắm cảm giác. Ở Giang Lãnh Hy nhìn soi mói, Diệp thần tay phải nhẹ nhàng giơ lên, mấy cái không biết tên bùa chú hội tụ. Chỉ gặp Ngụy Chi Giao vậy nơi đan điền kim đan ánh sáng đại thịnh, chậm rãi ở Ngụy Chi Giao bụng bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cổ màu vàng kim vòng xoáy. Trong thoáng chốc, từng cổ một hắc vật chất tối tam năng lượng bị vòng xoáy kia trung tâm mới sức hút tụ lại, chậm rãi hướng kim đan chỗ ngưng tụ. Diệp thần nơi trán từng giọt mồ hôi hột tràn ra, hắn đang cố gắng khống chế kim đan uy lực, đây nếu là ở trong cơ thể hắn, cứ toàn lực thúc giục. Nhưng hôm nay kim đan này chính là tá túc tại Ngụy Chi Giao phàm tục, chút nào chập chờn đều có thể làm hắn hương tiêu ngọc phấn. Diệp thần phải gợi lên 12 phân tinh khí thần. Từng tia màu đen vật chất năng lượng từ Ngụy Chi Giao kinh mạch toàn thân bị quất ra, thẳng dòng nước chảy hướng màu vàng kia vòng xoáy chỗ. Không lâu lắm, vậy sán màu vàng kim vòng xoáy,
đã là bị màu tím đen dị mang bao phủ, thậm chí chìm ngập. Hô, Diệp Thần khẽ hô một hơi, chợt sắc mặt lần nữa đông lại một cái, lên. Theo Diệp Thần tay phải nhẹ nhàng nâng dậy, vậy phân bố hắc mang kim đan bắt đầu chậm rãi từ ngụy chi giao trong cơ thể bay lên. Cách mạch lạc máu thịt, hóa thành một đoàn quang mang, nhập vào cơ thể ra. Hụ hụ, ngụy chi giao giờ phút này lại là một hồi ho kịch liệt, nhưng cái này lần, nhưng là cũng không ho ra máu dấu hiệu, nhưng ngược lại là dần dần khôi phục ý thức. Diệp đại ca, thành công không? Ngụy chi giao mở ra hai tròng mắt, suy yếu nhìn Diệp Thần, hết thảy các thứ này đều là nàng cầm chủ ý. Trên thực tế là hôm đó bong thuyền đánh một trận sau đó, ngụy chi giao cảm giác sâu sắc là mình kéo chân sau, mới đưa đến đuổi giết âm ma thiên thạch thất bại, bị hắn thoát đi. Nhưng lấy âm ma thiên thạch tính cách mà nói, vậy trước khi đi lập được hào ngôn, nhất định là sẽ nghĩ đủ phương cách thực hiện. Nếu hắn hành tung không đoán được, vậy dứt khoát tương kế tự kế, cùng hắn chủ động đến cửa, lúc này mới có Diệp Thần bây giờ hành động này. Như thế nói, Diệp Thần trước mấy ngày đối với chi giao nửa bước không rời, vì liền là cố ý để cho âm ma thiên thạch buông lỏng cảnh giác. Giang Lãnh Hy mới chợt hiểu ra. Thật ra thì ta cũng đối với chuyện này không có bao nhiêu nắm chặt, bởi vì ta cũng không quá xác định hắn có phải hay không thời khắc nhìn chăm chú chúng ta. Diệp Thần nhẹ giọng trả lời. Bất quá, hôm đó dưới đất hội trường phát sinh hết thảy, Tần Khôn xuất hiện cũng bất quá là hắn dám thì ta thủ đoạn thôi. Đến cuối cùng Trung Ly xuất hiện nói ra Lục Lăng Phong là một, ta mới rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đang bố trí. Ta càng lưu lại ở chi giao bên người, hắn hành động thì càng nhanh chóng, cho nên hắn mới sẽ cố ý thả ra tiếng gió, để cho Lục Lăng Phong và Kim Lãnh Nhạn các người phát hiện tung tích, vì chính là cầm ta dẫn ra. Diệp Thần nhẹ giọng nói, mà ta, vậy một mực cố ý phối hợp hắn. Hắn cầm trong tay vậy đen màu đen kim đan nhờ ở lòng bàn tay, hôm nay, nên chúng ta phản kích. Diệp đại ca, người dự định như thế nào làm? Ngụy Chi Giao ở Giang Lãnh Hy nâng đỡ chậm rãi ngồi dậy, bưng lên mép giường một ly nước ấm nhấp một miếng, hơi thở dần dần ổn định. Nếu như không có cái này Tần Khôn xuất hiện, ta nói không chừng còn được phí một phen tay chân. Diệp Thần khẽ cười một tiếng, tên này xa lưới, thật đúng là cho mình giúp bận rộn. Chỉ gặp Diệp Thần tay áo vung tay lên, trói gô Tần Khôn liền giống như là đại biến người sống như nhau, ra bây giờ trong phòng. Nhóm kia đầu tản ra Tần Khôn, đã là điên điên khùng khùng, rơi vào nửa hôn mê trạng thái, Giang Lãnh Hy thấy hắn liền tức lên, dẫu sao cầm mình lừa gạt thiếu chút nữa thì trước liền nói. Nàng đoạt lấy ngụy chi giao trong tay ly nước, nửa ly nước trực tiếp tạt vào liền Tần Khôn mặt bên trên, lúc này mới gặp hắn thong thả tỉnh lại. À, vừa nhấc mắt thấy là Diệp Thần. Tần Khôn hù phải gấp bận bịu lui về phía sau, giúp ở trong góc run lẩy bẩy, nào còn có trước vậy tiên phong đạo cốt hình dáng. Diệp Thần trong lòng bàn tay kim đan chớp mắt, một cổ bóng tối hơi thở thả ra, hướng Tần Khôn dâng trào đi, chợt đem cả người cũng chiếm đoạt đi. Cái này chính là âm ma thiên thạch trồng âm ma cổ. Cái này cổ độc rất là tà môn, một khi bị phá giải, thời gian đầu tiên cũng sẽ bị âm ma thiên thạch biết được, cho nên chỉ có thể lợi dụng cái này Tần Khôn làm văn chương. Hắn trước đầu trí nhớ sẽ cùng cái này cổ hắc ám năng lượng phát sinh đồng tình, hơi thở này, sẽ chỉ dẫn chúng ta tìm được âm ma thiên thạch. Diệp Thần nhìn vậy từng luồng phiêu tán ra hơi thở, hắn thả một đạo thần niệm ghé vào trên đó, không cần cái này Tần Khôn mở miệng, chờ một lát nữa, chúng ta tự nhiên biết rõ âm ma thiên thạch vị trí. Diệp Thần cầm lên trong tay điện thoại di động, bấm Lục Lăng Phong dãy số. Dựa theo kế hoạch làm việc. Các người phụ trách cùng trong chốc lát đem tất cả tụ linh trận linh khí tạm thời áp chế là được. Chờ đợi ta tin tức. Thời khắc này âm Bắc Hải vực chỗ sâu. Ha 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 ha, Diệp Thần ngươi năm đó ở Côn Lôn hư nhưng có y đạo thánh thủ danh hiệu, hôm nay cổ độc cuối cùng thời hạn đã qua, bây giờ ngươi hẳn ở cho ngụy chi giao vậy nha đầu nhặt xác đi. Âm ma thiên thạch cười như điên, cổ độc một tháo ra, hắn tử sẽ phát hiện. Hôm nay không có động tĩnh. Xem ra là thành công. Diệp Thần, cùng ta đối nghịch, không có kết quả tốt. Âm ma thiên thạch nhưng là đối với này khắc Diệp Thần an bài, không biết chút nào. Mà giờ khắc này Diệp Thần đột nhiên, hai tròng mắt sáng lên, tìm được. Diệp Thần bốn phía nhìn vòng quanh một phen, bày một nơi mạnh mẽ trận pháp, sau đó nói, các ngươi liền lưu lại ở trong phòng này, không muốn đi ra, bỏ mặc thấy cái gì, nghe được cái gì, cho dù là chính ta gõ cửa, cũng không cần để ý.
chỉ cần các ngươi không bước ra cái này gian phòng, không người có thể gây tổn thương cho các ngươi chút nào, ta đem trận pháp lưu ở chỗ này. Hai cô gái vừa nghe, vậy biết rõ Diệp Thần là muốn tìm vậy âm ma thiên thạch quyết chiến, cũng biết ngăn trở không được, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu đáp ứng. Chỉ như vậy, Diệp Thần mang Tần Khôn, rời đi. Âm Bắc Hải vực, giờ phút này gió biển gào thét, cuồng phong nổi lên. Âm ma thiên thạch ngồi xếp bằng tại đáy biển một nơi trong hang núi, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt, vẫn là thiếu chút nữa. Thương thế này thật đúng là khó giải quyết, bất quá cũng may hôm nay vùng biển bên trên có bão, hấp thu hắn năng lượng, đối với khôi phục thương thế, cũng có trợ giúp. Lại còn một đoạn thời gian, chờ ta hoàn toàn khôi phục, Diệp Thần, chính là ngươi ngày rỗ. Âm ma thiên thạch đen nhánh con ngươi bên trong không nhìn ra bất kỳ chập chờn. Thanh âm đạm mạc vang vọng ở yếu ớt vắng vẻ trong hang núi. Sợ rằng ngươi đợi không được cái ngày này. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Diệp Thần bóng người, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở cửa hang núi. Âm ma thiên thạch chợt xoay người, ở thấy rõ người tới khuôn mặt sau đó, đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhìn về Diệp Thần trong tay vậy chó chết giống vậy Tần Khôn. Tốt, 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 liền nói ba tiếng. Âm ma thiên thạch ánh mắt đổi được vô cùng rét lạnh, chỉ gặp được hắn tay áo bảo dưới ngón tay nhẹ nhàng run một cái, một đạo năng lượng trôi giạt đi, cái này dĩ nhiên chạy không khỏi Diệp Thần pháp nhãn, nhưng khác thường nhưng là, hắn không nhúc nhích chút nào. Diệp Thần, không thể không nói, thật là thủ đoạn. Âm ma thiên thạch ánh mắt híp một cái, nhẹ giọng nói. Đứng đối diện với hắn lãnh đạm người đàn ông tiện tay đem vậy xách theo Tần Khôn ném qua một bên, hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, lần này. Người không đường có thể trốn. Diệp Thần hơi thở đã là vững vàng phong tỏa âm ma thiên thạch, thời khắc này hắn, thật sự là lại cũng không cách nào thi triển tà mị thủ đoạn. Chỉ có thể là chống cự cái này một tràng ngạnh chiến. Lần trước khinh thường bị ngươi chạy đi, lần này, bó tay chịu trói đi. Diệp Thần cũng không có cho âm ma thiên thạch quá nhiều thở dốc cơ hội, hắn muốn một lần hành động có thể bắt được, dẫu sao tên này, quá xảo quyệt, chậm thì xanh biến. Một trường đẩy ra, âm ma thiên thạch sắc mặt âm tình bất định, Diệp Thần, cho dù là bổn tọa bị thương trên người, hôm nay ngươi như nhau nhất định thất bại. Không có làm bất kỳ né tránh, âm ma thiên thạch cùng Diệp Thần nuối tiếc hai trường tương đối. Oanh! Âm Bắc Hải vực bên trên, điện thiểm lôi minh, mưa xối xả mưa như chút nước xuống. Gió lớn cuốn lên sóng lớn, tựa như đem chân trời cắn nuốt đi. Đáy biển trong hang núi. Diệp Thần cùng âm ma thiên thạch đều thối lui ba bước, lẫn nhau nhìn chăm chú. Tên này, bất quá là mấy ngày không gặp, thực lực lại tăng trưởng nhanh như vậy. Đáng chết Diệp Thần, lấy trước mắt khôi phục thực lực cùng với hoa hạ quy tắc thích ứng trình độ tới xem, ai chết vào tay ai còn thật khó mà nói. Chỉ là dò xét lẫn nhau hai trưởng, hai nhân tâm bên trong đều là rét một cái. Ta thật là tò mò, người rốt cuộc vì sao cự tuyệt đế thích thiên. Dưới mắt hai bên cũng không có lại đầu tiên xuất thủ ý, âm ma thiên thạch tà mị cười một tiếng, mở miệng hỏi nói. Ta cũng thật là tò mò, các ngươi kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần không trả lời âm ma thiên thạch vấn đề. Thôi, ngươi vừa chết, cũng chỉ kết thúc. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không muốn cùng âm ma thiên thạch hơn phí miệng lưỡi, người này âm hiểm xảo trá, lòng dạ cực sâu, phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần bóng người lần nữa kích động ra. Ở trong nước huyền như du long vậy đánh ra, sau mấy hiệp, hai bên đều là không làm gì được rất đúng phương. Âm ma thiên thạch ánh mắt chớp mắt, một trường ngang trời phái ra mấy đạo quy tắc lực, chợt xoay người thoát đi. Diệp Thần mấy cái lắc mình né tránh, nhưng vẫn bị vậy tràn ngập không gian quy tắc lực hạn chế hành động, bị âm ma thiên thạch chạy trốn đi. Diệp Thần, ngươi nếu thật cảm thấy ngươi có thể thắng bàn cờ này, liền tới đi. Âm ma thiên thạch cố ý thả chậm bước chân. Tựa hồ là ở dẫn dụ Diệp Thần mắc câu. Mà hậu phương Diệp Thần tựa hồ cũng không có phát hiện âm ma thiên thạch dị thường, thẳng đi theo tới, hai người một trước một sau, xông lên ra mặt biển. Song song dựng thân tại mưa gió trồng chất ảm đạm trong hư không, đồ sộ khiếu sóng biển cuồn cuộn tiếng là giờ phút này giữa trời đất tấu vang lên cuồng tưởng khúc. Ha ha ha, âm ma thiên thạch giờ phút này nhưng là một số gần như điên cuồng tiếng cười truyền vào Diệp Thần trong tai, người trúng kế. Hắn tà cười một tiếng, dương ra cánh tay, nháy mắt tức thì toàn thân hơi thở bạo tăng. Ta phi phàm thân thể, từ vực ngoại ra đời tới, ta chính là cùng thiên đồng thọ thần thạch.
Hắn ngưỡng mặt thét dài, trên mình quần áo bắt đầu vỡ nát, da bên trên, chấm cam mú nảy sinh, bất quá là chốc lát tới giữa, cả người biến thành một khối toàn thân sáng, tản ra hắc ám khí tức đá lớn. Ta bản thể có thể chiếm đoạt tồn tại ở thế gian hết thảy năng lượng, ngày hôm nay, để cho ngươi cảm thụ một tí tuyệt vọng đi. Vậy toàn thân thấu lượng đá lớn bên trong, truyền tới thần hồn chập chờn thanh âm, ngay sau đó, ảm đạm bầu trời bên trong, mấy tiếng tiếng nổ vang lên. Vậy phủ kín nguyên phiến bầu trời văn lộ sấm sét lại là chợt lóe lên, hướng đá lớn bổ tới, sau đó đá chìm biển rộng yên lặng không gặp. Từng đạo sấm sét, vậy so với cây lớn còn lớn hơn tráng tàn phá tia chớp gầm thét chạy về phía đá lớn. Ha ha ha, thiên tinh vẫn. Âm ma thiên thạch nội bộ truyền tới một tiếng quát to, chỉ gặp hiện lên tại Diệp Thần trước người cự thạch kia, lại bắt đầu chậm rãi phồng lớn. Một trượng, hai trượng. Ngay tại Diệp Thần than thầm việc lớn không ổn để gặp, vậy trong hư không đá lớn, đã có chừng gần trăm trượng lớn nhỏ, trên đó sấm sét phân bố, tiếng nổ tiếng tràn ngập, rất là đáng sợ. Không cùng Diệp Thần phản ứng, vậy có chừng gần trăm trượng đá lớn kẹp theo lôi đình vô tận, bay lên trời, nó còn đang hấp thu tự nhiên năng lượng. Tốc độ nhanh, làm người ta chắt lưỡi. Diệp Thần không dám khinh thường, khí tức toàn thân bạo tăng, tận lực khống chế thực lực ở không ảnh hưởng hoa hạ trạng thái. Trận chiến này, mình phải chống được, thậm chí có thể so sánh kháng đế thích thiên phân thân lúc còn muốn khó giải quyết hơn. Trần bia hư khải, hiện, Diệp Thần chán chỗ nổi gân xanh, dưới mắt cũng không phải là che giấu lúc, không cầm ra đủ thực lực, nói không chừng cái này đá lớn nhất kích, trái đất đều là sợ bị đánh xuyên đi. Chỉ gặp vậy ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ Diệp Thần trên thân hình, bề mặt bắt đầu hiện ra từng tầng một thiết khải. Trong chốc lát, Diệp Thần mặc màu vàng chiến giáp dựng thân tại giữa trời đất. Mặc dù Trần Bia thực lực không cách nào ở hoa hạ toàn bộ phát huy, nhưng Diệp Thần vẫn có thể mượn một phần chia lực. Diệp Thần, đi chết đi. Vậy gần trăm trượng đá lớn giờ phút này đã là bị vô tận chạm sấm sét màu xanh ra trời bọc, trên hư không, theo một tiếng quát chói tai, một viên màu xanh thẳm đá lớn hướng về phía Diệp Thần trùng trùng đập tới. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, vui mừng không sợ. Nhìn đập hướng mình đá lớn, hắn cũng dậy kiếm chỉ, ngưng tụ kiếm ý, thẳng hướng to lớn đá lớn. Thử rồi. Màu vàng kim kiếm ý hư ảnh chém vào sấm sét bao gồm đá lớn bề ngoài, văng lên từng đạo tia lửa, chiếu sáng lên thương khung, vậy nhiều đốm lửa rơi vào biển khơi, dâng lên nồng nặc sương mù. Hủy diệt đạo Inca cầm. Diệp Thần chợt quát một tiếng, vận dụng một chút hoa hạ quy tắc có thể tiếp nhận hủy diệt đạo ấn lực lượng, bể thương khung. Nháy mắt tới giữa, Diệp Thần kiếm chỉ bên trên, bắt đầu hiện lên chấm màu đen khí tức hủy diệt. Từng tia khí tức hủy diệt quanh quẩn ở sấm sét bên trên, lại là bắt đầu đem vậy sấm sét cắn nuốt đi. Mở, theo Diệp Thần một tiếng quát chói tai, kiếm kia chỉ chợt dùng một chút lực, vô tận kiếm ý từ đá lớn trung tâm vạch qua. To lớn tiếng nổ tung truyền tới, đem nguyên phiến âm Bắc Hải vực tung lên vạn trượng thiên sóng, trực bức chân trời. Diệp Thần giờ phút này đứng ngạo nghễ tại hư không, thân thể cũng là ánh sáng tiệm xu ảm đạm, lẩm bẩm nói kết thúc. Bỗng nhiên, Diệp Thần cả người lông tơ đảo thụ, lại là một cổ hơi thở khổng lồ hối long tới. Ha ha ha, ta bản thể là bất diệt, Diệp Thần, ngươi thủ đoạn quả thật khủng bố, nhưng như cũng không làm gì được ta. Một tiếng cười như điên rung động vòng vũ, chỉ gặp vậy rối rít lên cao rơi xuống đá vụn, rốt cuộc lại lấy không tưởng tượng nổi tốc độ. Ngưng tụ lên. Vậy nguyên bản bị Diệp Thần vung tản từng đạo sấm sét, lại hóa thành một cái dao xà, màu xanh thẳm thân rắn bên trên, phiến phiến vảy rõ ràng, lấy tốc độ cực nhanh quấn quanh ở Diệp Thần trên thân hình. Đây là, sấm sét tê liệt. Diệp Thần thúc giục linh lực muốn tránh thoát, nhưng là phát hiện thân thể đều là không khỏi được từ mình sai sử. Vậy chậm rãi tán lạc đá vụn lại là chậm rãi ngưng tụ, hóa thành âm ma thiên thạch thân người. Khắc khắc. Diệp Thần, người vẫn thua. Hắn khẽ cười một tiếng, tay phải hơi nắm chặt, vậy quấn quanh ở Diệp Thần trên mình màu xanh thẳm dao xà cả người vừa phát lực, đem vậy khôi giáp đánh tan đi. Mặc dù thắng, nhưng âm ma thiên thạch thời khắc này trạng thái cũng không khá hơn chút nào, tán loạn mái tóc dài theo gió biển múa lên, nhợt nhạt sắc mặt lộ ra một cổ quỷ dị lạnh lẽo hơi thở, vậy Diệp Thần nhất kích, nhưng mà thực đánh tại hiện trường bổ ra hắn bổn tôn. Hụ, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi. Tình huống rất là nguy cấp. Bầu trời bên trong mưa xối xả tàn phá, sóng biển cuồn cuộn. Bổn đài đưa tin,
hôm nay buổi chiều 17 giờ lúc rất nhiều, âm Bắc Hải vực khu vực có ngàn năm không gặp bão thời tiết lan tràn, tại vùng biển chỗ sâu cuốn tới, dự trù một tiếng sau đến thành phố Giang Bắc khu, hy vọng rộng lớn dân thành phố không muốn xảy ra phải, khóa kỹ cửa sổ, an tâm chờ đợi. Giang Lãnh Hy cùng Ngụy Chi Giao nhìn bên trong căn phòng trên TV radio, hai cô gái không khỏi được một hồi lòng rung động, vậy âm Bắc Hải vực, chính là Diệp Thần chiến trường. Diệp Thần hắn không có việc gì mà chứ. Giang Lãnh Hy có chút lo âu, khẩn trương đang nhìn mình tốt bạn gái thân, thời khắc này Ngụy Chi Giao, sắc mặt đã là khôi phục như thường. Nghe vậy, nàng khẽ cắn hàm răng, Diệp đại ca rất mạnh, hắn hẳn. Lời còn chưa dứt, nhưng là nghe được phốc thông một tiếng. Một đạo lảo đảo bóng người lại là lặng yên không tiếng động lên lầu, ngã xuống các nàng trước cửa phòng, cả người vết máu phân bố, thở dốc thô trọng, mắt xem liền muốn rơi vào hôn mê. Chi Giao, đạo nhân ảnh kia, chính là trọng thương Diệp Thần. Hắn suy yếu mở miệng, chúng âm ma thiên thạch quỷ kế, các ngươi chạy mau. Tay kia chỉ run rẩy chỉ hướng ngoài cửa. Diệp Thần, Giang Lãnh Hy kêu lên một tiếng, liền muốn chạy chậm đi ra cửa đỡ Diệp Thần. Một cái cánh tay ngó sen đưa ra, nhưng là ngăn lại Giang Lãnh Hy, chính là Ngụy Chi Giao. Nàng môi đỏ mọng cắn chặt, vẫn lắc đầu một cái, ngươi quên Diệp đại ca trước khi đi, đối với chúng ta đã nói liền sao. Giang Lãnh Hy sửng sốt một chút, Diệp Thần trước khi dặn dò còn rành rành trong mắt. Các ngươi liền lưu lại ở trong phòng này, không muốn đi ra, bỏ mặc thấy cái gì, nghe được cái gì, cho dù là chính ta gõ cửa, cũng không cần để ý. Chỉ cần các ngươi không bước ra cái này gian phòng, không người có thể gây tổn thương cho các ngươi chút nào. Nhưng mà, Giang Lãnh Hy muốn nói lại thôi, nàng nhìn về vậy đã đổ ở trước cửa, hôn mê bất tỉnh Diệp Thần. Không cho phép đỡ hắn, Ngụy Chi Giao cũng là tình thế khó xử, sau một lúc lâu vẫn là cắn răng mở miệng nói. Giang Lãnh Hy gấp thật dậm chân, vậy té xuống đất Diệp Thần hơi thở đã càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy nữa, sẽ chết người, Chi Giao. Ngươi không phải tu võ người, ngươi không cảm giác được hắn hơi thở. Giang Lãnh Hy vội vàng mở miệng. Ngụy Chi Giao giờ phút này thần sắc cũng là quấn quýt vô cùng, nhưng nàng không dám đánh cuộc, lần trước đã là kéo mọi người chân sau, lần này, giờ phút này, nàng lại do dự. Hụ, vậy cũng hôn mê Diệp Thần nhưng là búng máu tươi lớn hụ ra, sau đó sẽ lần mất đi ý thức, bỏ mặc hai cô gái như thế nào kêu gọi, đều là không phản ứng chút nào. Chi Giao. Giang Lãnh Hy sốt ruột ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bạn gái thân, Ngụy Chi Giao vẫn là động tâm, cứu người. Nàng cuối cùng còn chưa nhẫn, tùng miệng. Giang Lãnh Hy một cái bước nhanh về phía trước, đem Diệp Thần kéo vào phòng bên trong, hắn mất máu quá nhiều, ta trước ngừng ngoại thương. Nàng xoay người liền muốn đi lấy dương y dược, nhưng là hoảng sợ phát hiện Ngụy Chi Giao chặt chẽ nhìn chằm chằm mình. Xác thực nói, là nhìn chằm chằm mình sau lưng. Chẳng biết lúc nào. Vậy cả người vết máu hôn mê bất tỉnh Diệp Thần, đã là đứng lên, lạnh như băng lãnh đạm ánh mắt nhìn hai nữ. Có các ngươi, Diệp Thần, nhất định phải thất bại. Âm ma thiên thạch phân thân hóa thành Diệp Thần hình dáng, tới bắt hai nữ, lấy hắn xảo trá trời xanh tính đa nghi tính cách, cái này cùng an bài, cũng ở đây tình lý bên trong. Con tin nơi tay, Diệp Thần còn không phải là tùy ta xẻ thịt. Vậy ở trong phòng đứng, thần sắc lạnh như băng Diệp Thần mở miệng nói. Ngụy Chi Giao trong mắt lóe lên lau một cái đoạn tuyệt vẻ, ta quả nhiên vẫn không thể nhìn ngươi ở ta trước mặt xảy ra chuyện, ta không hối hận cái quyết định này, nếu như có kiếp sau, tạm biệt. Nàng một đầu liền muốn đánh về phía bên cửa sổ vách tường tự vận. Thế cũng không thể để cho mình trở thành âm ma thiên thạch uy hiếp Diệp Thần tiền đặt cuộc. Hừ, rốt nát, âm ma thiên thạch phân thân liền phải ra tay bắt, không ngờ nhưng là Ngụy Chi Giao ngực chỗ vầng sáng trắng chớp mắt. Thượng cổ bốn hung thú một trong bạch hổ nhưng là giờ phút này chọc thủng mặt dây chuyền phong ấn. Nó hóa thành hình người, ước chừng 2 mét thân cao, một đầu tự nhiên tóc trắng hạ, là một bộ khuôn mặt lạnh như băng. Là ngươi à, âm ma thiên thạch không ngạc nhiên chút nào, ở đã từng cùng đế thích thiên tâm ma phân thân hợp tác lúc đó, hắn là gặp qua cái này bạch hổ. Bắt lại cái cô gái này mà, cùng ta đi thôi. Âm ma thiên thạch chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ra lệnh. Sát phạt khí ngập trời bạch hổ không nói, ngắm nhìn bốn phía, là đã hôn mê Ngụy Chi Giao cùng kinh hãi quá độ sững sờ tại chỗ Giang Lãnh Hy. Trừ cái này ra, chính là một kiện thông thường gian phòng. Không đúng, chợt bạch hổ liền phát giác khác thường,
cái này âm ma thiên thạch phân thân thực lực vậy, dĩ nhiên là không cách nào khám phá cái này huyền cơ trong đó. Là thượng cổ trận pháp cùng với Diệp Thần bổn mạng máu tươi hơi thở. Bạch hổ theo bản năng sợ hết hồn hết vía. Người khác không biết, nó nhưng mà trong lòng rõ ràng, ban đầu Thanh Long cùng Chu Tước là chết như thế nào. Vậy cổ sát gần chết mùi vị, nó là không thể quen thuộc hơn nữa. Tuy nói bạch hổ chủ sát phạt, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không sợ chết. Người đang suy nghĩ gì, còn không mau hành động, âm ma thiên thạch phân thân có chút không vui, lần nữa trách mắng, hắn cho là bạch hổ bị Diệp Thần phong ấn, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Ừ, bạch hổ lần nữa xác nhận không thể nghi ngờ, đích xác là Diệp Thần vậy khí tức cường đại, đây là người phân thân. Người bổn tôn ở chỗ nào? Bạch hổ mở miệng hỏi nói, giọng bên trong có chút chất vấn ý. Âm ma thiên thạch gặp là người mình, vậy không suy nghĩ nhiều, nói thẳng, đang cùng Diệp Thần kịch chiến. Hắn nhưng mà không biết cái này bạch hổ cùng Diệp Thần tới giữa hận yêu tình cừu, dẫu sao đế thích thiên tâm ma phân thân đã bỏ mình, âm ma thiên thạch cũng chỉ theo bản năng cảm thấy, cái này bạch hổ là bị Diệp Thần phong ấn, hôm nay mình chỉ là giúp hắn thoát khốn thôi. Nào ngờ, cái này thượng cổ hung thú, sớm bị Diệp Thần sợ vỡ mật. Nghe lời nói này, bạch hổ trong lòng đã là có một cân đòn. Được, vậy đi thôi. Bạch hổ thấp kém con ngươi, nhún vai, âm ma thiên thạch nắm lên hôn mê ngụy chi dao, đi ra ngoài. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một cán tuyệt thế hung súng từ âm ma thiên thạch sau lưng xuyên ngực mà qua. Ngươi, âm ma thiên thạch không tưởng tượng nổi quay đầu nhìn bạch hổ, hắn nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, người mình sẽ đổ mâu. Xin lỗi. Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết, đắc tội ai, cũng không thể đắc tội Diệp tiên sinh. Bạch hổ lãnh đạm hai tròng mắt nhìn cái này thượng cổ đại trận bao phủ gian phòng. Nào ngờ, Diệp thần không có ở đây, không cách nào thúc giục, đại trận này chỉ có thể tạo được phòng ngự tác dụng, vật vô chủ, mới có thể có ích lợi gì. Nhưng bạch hổ, có thể là không dám cầm mệnh đi thử, nhất là ở trải qua đồng bạn chết thảm kết quả sau đó. Hắn nhìn sững sờ tại chỗ Giang Lãnh Hy cùng hôn mê ngụy chi giao, nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn một mắt đại trận, lẩm bẩm nói, Diệp tiên sinh, cái này trăm năm ước hẹn, ta định sẽ tuân thủ. Chợt hóa thành lau một cái lưu quang, lần nữa biến thành mặt dây chuyền, tán lạc ở gian phòng sàn nhà bên trên, phát ra thanh thúy đinh tiếng. Cùng lúc đó, âm Bắc Hải vực chỗ sâu, trăm trượng giao xà giữ tợn khạc lưỡi, tựa như muốn một hơi nuốt vào Diệp thần đầu. Nó chỉ là đang đợi âm ma thiên thạch ra lệnh một tiếng. Trong hư không, vậy sắc mặt nhợt nhạt âm ma thiên thạch bổn tôn giữ tợn cười một tiếng, hết thảy đều kết thúc, bí mật của nơi này đều là ta. Hắn phát ra một tiếng cười như điên, tay phải dùng sức nắm chặt. Vậy trăm trượng giao xà miệng to như chậu máu hướng Diệp thần nuốt tới. Phốc, ngay tại lúc này, âm ma thiên thạch giống như là được tổn thương nặng vậy, phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở ngay tức thì uể oải. Vậy đã dương ra miệng to như chậu máu mà đến giao xà bóng người, cũng là một hư. Hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở trong nháy mắt, Diệp thần khóe miệng hoa dậy lau một cái độ cong, trong nháy mắt đó dị động, hắn đã cảm giác được nhân quả. Lớn như vậy đầu rắn cắn xé không còn một mống, Diệp thần nhỏ bé bóng người nhưng là tay áo vung tay lên. Theo Diệp thần nhẹ nhàng hất tay một cái, một cổ mang theo hủy diệt lực lượng kích động ra. Xuyên thấu to lớn màu xanh thẳm giao xà đầu lâu, thẳng tắp đóng vào âm ma thiên thạch trên thân hình. Cổ xưa phạm văn lưu động quanh thân, phong tỏa âm ma thiên thạch hết thảy hành động. Phốc, lại là phun ra một ngụm máu tươi, Diệp thần thở dài một cái, nhìn về giờ phút này thất thố âm ma thiên thạch. Tại sao? Hắn lớn tiếng gầm thét. Diệp thần giờ phút này nhưng là mở miệng nói, ngươi cũng không phải là bại bởi ta, ngươi thua cho mình cẩn thận một chút. Nhất biết rõ ngươi, không phải chính ngươi, là ngươi kẻ địch. Diệp thần lời nói bên trong, thần sắc cũng là khá là ngưng trọng, nếu không phải vậy phân thân xảy ra chuyện, âm ma thiên thạch cũng không tốt như vậy đối phó. Đáng tiếc thực tế không có nếu như. Âm ma thiên thạch hừ lạnh một tiếng, vẫn là mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, ngươi thật sự là cái kinh khủng đối thủ, thực lực tâm trí cũng đạt tới kinh người nghe trình độ. Ngươi đã sớm coi là đến ta phân thân sẽ xảy ra chuyện. Lúc này âm ma thiên thạch ngược lại thì bình tâm tĩnh khí, cùng Diệp thần chuyện trò. Ngươi thật sự là cái rất đối thủ khó dây dưa, ngươi cẩn thận một chút để cho người bất kỳ cũng không đoán được ngươi hành tung. Nhưng là,
trăm bí mật nhất định có sơ. Nếu như không phải là ngươi vì cho mình lần trước đạo bảo hiểm đi bắt Ngụy Chi Giao, ta bây giờ nói không chừng bị trọng thương. Diệp Thần nói đúng sự thật, cùng địa đấu, cùng thiên tranh, quay đầu lại, vẫn là thua mình. Ha ha ha, giỏi một cái trăm bí mật nhất định có một sơ. Diệp Thần, là ta xem thường ngươi. Âm ma thiên thạch hôm nay bị bắt, nhưng vẫn là một bộ trên cao nhìn xuống ngạo mạn hình dáng. Loạn thế bên trong, luôn sẽ có người mơ ước, nhà ta vườn, bên người ta hết thảy, nhưng không sao, ta sẽ từng cái giết liền. Diệp Thần thời khắc này con mắt bên trong, sát ý hiện ra hết. Cho dù ngày hôm nay không có ngươi, cũng sẽ có những người khác tới. Ta chỉ muốn bảo vệ ta quý trọng hết thảy các thứ này. Diệp Thần ánh mắt như đuốc, chán tới giữa, trước mắt kiên định. Âm ma thiên thạch ngược lại là đối với Diệp Thần lời nói này khá là tán thưởng. Diệp Thần, ngươi cùng ta không cùng, nhưng ta ngày hôm nay cuối cùng vẫn là phải giết ngươi. Đã lâm vào là tù nhân âm ma thiên thạch giờ phút này nhưng là miệng ra cuồng ngôn, mưu toan lau đi người thắng viết hoa chương. Đúng như ngươi nói, vốn là loạn thế khói lửa đốt. Cái này thế gian dù sao phải có người làm loạn thần tặc tử, ta cũng không tin số mạng do trời định, nếu như hôm nay ta đao chiếc ngươi bên cổ, cũng giống vậy sẽ không lưu tình. Ta chí không là quân tử, nhưng cũng không ngông làm người tốt, chuyện hôm nay, ta muốn ngươi Diệp Thần, để mạng lại để. Âm ma thiên thạch giờ phút này một số gần như điên cuồng tiếng gào thét vang khắp ở nơi này phiến ảm đạm không ánh sáng sâu biển đen vực bên trong. Vô tận hào môn bị tàn phá bừa bãi gió biển thổi tán, lại không gặp bóng dáng. Hắn vui mừng không sợ, đột nhiên nói, tụ linh trận, lên. Âm ma thiên thạch sau cùng lá bài tẩy, chính là tán lạc tại hoa hạ các nơi không cách nào áp chế lau đi tụ linh trận. Vậy để cho Diệp Thần khá là nhức đầu lại hành tung bí ẩn trận pháp. Giờ phút này lại là ở hoa hạ không cùng xó xỉnh chỗ sáng lên. Tụ linh đại trận, vì chính là lúc này một khắc. Diệp Thần, người đã là nỏ hết đà, hoa hạ khí vận sẽ hết, còn như ngươi, tùy ngươi mến yêu hết thảy hóa là bụi đất đi. Âm ma thiên thạch hơi thở bắt đầu không ngừng tăng trưởng, lấy yếu ớt độ, vậy linh lực bồi bổ trình độ, xa xa thì không bằng linh lực phép tắc ân cần săn sóc nhanh chóng. Quả nhiên như vậy, đây chính là ngươi lá bài tẩy. Diệp Thần con người đông lại một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, thời khắc này hắn như thần xuống trần. Đáng tiếc, Diệp Thần. Âm ma thiên thạch xâm nhiên cười một tiếng, cảm thụ tự thân hơi thở chậm chạp leo lên, lại không lâu lắm, vậy cắm vào thân thể mình phong tỏa hành động lực lượng, đem lại không có hạn chế lực. Cái này tụ linh trận, bản là vì dụ đạo biến dị linh khí tăng nhanh độ tiến triển mới thiết lập, hôm nay dùng ở trên mình ngươi, ngươi đủ để kiêu ngạo. Âm ma thiên thạch thời khắc này ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, tựa hồ đã là ăn chắc Diệp Thần. Chỉ gặp Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, thật xin lỗi, người bước này, ta cũng coi là đến. Ngay tại âm ma thiên thạch nghe vậy ngẩn ra trong nháy mắt tới giữa, Diệp Thần một đạo ý niệm liên lạc Lục Lăng Phong. Lập tức xác định vị trí, điều động vùng lân cận cổ võ người tu luyện, nhanh chóng đến chiến trường, áp chế linh lực phóng thích. Cùng lúc đó, Lục Lăng Phong trong tay điện thoại di động chớp mắt, linh lực tham chắc nghi khởi động, nhanh chóng xác định vị trí. Lớn như vậy bên trong một gian phòng làm việc, mấy chục tên nhân viên làm việc đồng loạt gật đầu, bắt đầu ở trên bàn phím truyền vào số liệu. Linh lực này tham chắc nghi, chính là Diệp Thần bị Linh Nhi truyền thụ vậy chú ấn dẫn dắt, dùng chế tạo vậy theo dõi đá giống nhau nguyên lý, thoát khỏi Lục Lăng Phong kết hợp khoa học kỹ thuật hiện đại máy, chế tạo nhất khí giới mới. Tham chắc nghi nguyên vật liệu đến từ Cửu Long Sơn tụ linh trận, Diệp Thần từ dưới núi mang xuống cái đầu tiên tụ linh trận hạch tâm, đem hơi thở hoàn mỹ phục khắc. Chỉ cần vừa xuất hiện giống nhau chập chờn, tham chắc nghi sẽ lập tức xác định vị trí. Hôm nay âm ma thiên thạch vì giết ngược Diệp Thần, vận dụng sau cùng thủ đoạn, cưỡng ép thúc dục bí mật ở hoa hạ các nơi tụ linh đại trận, như muốn linh hối long tại thân mình, lần nữa chiến đấu. Tích tích tích, Lục tiên sinh. Hướng Tây Bắc Chín Hoa Sơn phát hiện dò xét tín hiệu. Lục tiên sinh, hướng Tây Bắc Hỏa Diệm Sơn phát hiện dò xét tín hiệu. Hướng Tây Nam vị Nam Hải chỗ sâu vậy phát hiện phản ứng dị thường. Trong chốc lát, tất cả loại tin tức giao hội, hoa hạ khoa học kỹ thuật lực lượng vào lúc này triển hiện tinh tế. Lập tức truyền tin các môn phái cổ võ giới truyền nhân cùng với Côn Lôn hư cường giả, liền gần chạy tới. Lập tức chuẩn bị máy bay trực thăng.
ám điện tất cả nhân viên và long hồn dựa theo điện chủ phân tổ, mỗi người trở về vị trí cũ. Lần này, âm ma thiên thạch ngươi không đường có thể trốn. Lục Lăng Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay áo vung tay lên, dẫn đầu xoay người, nghênh ngang mà đi. Ngô Ngôn mang Trung Ly, hai người bóng người xuất hiện ở liền gần hỏa diệm sơn đỉnh, ở lão gia tử sau lưng, chính là cổ võ giới Ngô gia toàn bộ chiến lực. Tất cả Ngô gia con em, nghe ta hiệu lệnh, điều động lực lượng toàn thân, đem nơi đây linh lực áp chế, chỉ cần áp chế là được, hết sức cố gắng kiên trì thời gian, là Diệp Tiên Sinh thu được một đường ý định giết người. Gần trăm người tiếng gầm nhỏ truyền ra, từng đạo linh lực ở trong hư không xoay tròn xen lẫn, xếp thành một tấm lưới lớn, đem vậy khắp nơi phiêu tán linh lực vây hãm trong đó. Vậy hối long hướng phương xa linh lực bị trói buộc, bắt đầu điên cuồng vùng vẫy. Dẫu sao linh lực đan vào lưới lớn, cũng chỉ có thể vây khốn tạm thời, sớm muộn sẽ bị tránh thoát, nhưng chỉ cần có thể là Diệp Thần trì hoãn một đoạn nhỏ thời gian, liền vậy là đủ rồi. Điện chủ, Trung Ly nhìn về ra sức đám người, trong lòng kính nể cảm tự nhiên nảy sinh, có thể để cho rất nhiều người phàm đoàn kết lại, đây cũng là lực lượng của lãnh tụ sao. Phải biết, chỉ là nơi này trăm người tu luyện, ở Hoa Hạ, là như thế nào khó mà tìm, có thể nói mỗi một tên đều là ngạo thị một phe cao thủ. Cái này chỉ là Hỏa Diệm Sơn một nơi tụ linh trận trung tâm. Ngô gia đã ra tay, cũng không thể yếu đi ta Vương gia danh tiếng, các huynh đệ, xông lên. Vương gia gia chủ một tiếng giống giận, linh lực dẫn đầu từ hắn trên mình hiện lên, ở sau lưng hắn, trăm tên Vương gia con em rối rít tụ lại nguyên lực, lại là một tấm lưới lớn vẩy hướng bầu trời. Tạm thời tới giữa, các nơi môn phái rối rít xốc hết toàn tộc lực, bắt đầu đối với tụ linh trận làm khó dễ. Thời khắc này Hoa Hạ bầu trời, vừa nhìn vô tận xanh thẳm bầu trời lại là bị màu vàng kim lưới lớn nơi toàn bộ bao phủ. Trong thiên hạ, tứ hải đều kinh hãi. Nhân dân cả nước nhìn cái này ngàn năm không gặp kỳ quan, đều là mở ra máy thu hình, chụp ảnh tại Livestream thanh âm, vang vọng ở mỗi người trong lòng. Lúc này Hoa Hạ chính thức yếu viên đều là tề tụ một đường, tóc muối tiêu người đàn ông ở một gian cao nhã sáng ngời bên trong phòng làm việc, đi qua đi lại. Nhìn giờ phút này tơ vàng phân bố thương khung, hắn lẩm bẩm nói, có này Diệp Thần, ta Hoa Hạ vạn thế không lo. Đúng vậy, Diệp Thần bày một cái di thiên đại cuộc, lại là đem Hoa Hạ tất cả người tu luyện chiêu mộ tại dưới quyền, đồng thời phát lực, cho dù là âm ma thiên thạch mọi thứ xem thường con kiến hôi, hiện tại nhưng là muốn từng bước xâm chiếm hắn cái này con voi. Cùng lúc đó, âm Bắc Hải vực. Âm ma thiên thạch bỗng nhiên cảm nhận được liền linh lực truyền lục tục cắt ra. Sinh lòng không ổn cảm giác. Diệp Thần nhẹ giọng nói, đê dài ngàn dặm bị hủy bởi ổ kiến, Hoa Hạ tấc đất tấc vàng đất đai bên trên, phân bố đều là không muốn bị cắn nuốt người. Lão Tổ Tông lưu lại đại trí tuệ, không phải ngươi cái này cùng may mắn mở khéo léo ngoan thạch có thể suy đoán. Đoạn hồn. Diệp Thần biết rõ âm ma thiên thạch khủng bố, hôm nay chỉ là tạm thời áp chế linh lực lan tràn, đồng thời vậy mượn cơ hội xác nhận tất cả tụ linh đại trận phương vị. Đã là có thể nói công đức viên mãn. Dưới mắt khẩn yếu nhất chính là giải quyết hết âm ma thiên thạch. Diệp Thần, ta còn có một bí mật phải nói cho ngươi. Âm ma thiên thạch mắt gặp tình thế không ổn, bắt đầu chiến thuật quanh co, hắn phải cho mình tranh thủ thời gian. Cái này Hoa Hạ linh khí biến dị căn nguyên. Âm ma thiên thạch giờ phút này trên mặt vẻ mặt có chút mất tự nhiên, ném ra như vậy nặng ký bí mật đều là ngăn cản không được Diệp Thần nửa bước. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, đối với âm ma thiên thạch nói nhưng là bịt tai không nghe thấy, những thứ này, không cần ngươi nói. Phai mở đi, cổ xưa Phạm Văn vững vàng phong tỏa âm ma thiên thạch hành động, thời khắc này hắn chân chính có chút hoảng hốt, Diệp Thần ngút trời sát ý để cho hắn lần đầu cảm thấy tuyệt vọng. Tựa như đến từ cửu địa ngục sát ý. Ha 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 ha, âm ma thiên thạch cuối cùng phát ra một tiếng gầm điên cuồng, Diệp Thần, vì chém ta ngươi đã nhập ma. Ta tùy thân tử đạo tiêu, nhưng đem ngươi trở thành cái kế tiếp ta. Âm ma hồn bất diệt, ha ha ha. Âm ma thiên thạch cười lớn một tiếng, chậm rãi nhìn trên người mình lưu động Phạm Văn, hắn cũng biết, Diệp Thần đã ra tay. Màu đen hơi thở bắt đầu ở hắn trên thân hình tràn ngập, chính là Diệp Thần hủy diệt vạn cổ lực. Đau kịch liệt cảm truyền tới, không chết khu âm ma thiên thạch về tinh thần thừa nhận vô tận lột ra vọt bẻ vạn cổ cảm giác. Hắn ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã, nhìn ngút trời sát ý Diệp Thần, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Sắc hồn, hắn cuối cùng định cách ở hình ảnh trước mắt,
là Diệp Thần hét lớn một tiếng, tay phải niết ấn. Hồ thời khắc này Diệp Thần hai tròng mắt đỏ bừng, nhìn lơ lửng ở trước mặt mình cách đó không xa ma thạch, hắn mệt lả trên đất. Giờ phút này đã không phải là âm ma thiên thạch, chỉ là một khối tản mát ra hơi thở mãnh liệt ngoan thạch thôi. Âm ma thiên thạch ý thức đã bị Diệp Thần hoàn toàn lau đi. Vào thời khắc này, dị biến nổi lên. Điện chủ, giáo quan, ám điện Lục Lăng Phong cùng Long Hồn Kim Lãnh Nhạn các người, cảm giác được âm ma thiên thạch hơi thở đã tiêu trừ, biết đại chiến đã kết thúc, thời gian đầu tiên lái du thuyền trước tới đón tiếp Diệp Thần. Hai người nhìn Diệp Thần ánh mắt so vừa mới bắt đầu ngạc nhiên mừng rỡ dần dần thay đổi là sợ hãi. Đi mau, Lục Lăng Phong gào thét nói. Diệp Thần cảm thấy không ổn, muốn thời gian đầu tiên thoát đi, nhưng đại chiến đã sớm lực kiệt hắn, giờ phút này lơ lửng ở mặt biển đều là miễn cưỡng, nơi nào còn có thể nhúc nhích. Trận chiến này, Diệp Thần không chỉ đối kháng đến từ vực ngoại âm ma thiên thạch, mạnh hơn được hấp thu hai người đại chiến đối với Hoa Hạ ảnh hưởng. Hắn không hối hận, chỉ gặp Lục Lăng Phong tung người một cái nhảy vào biển, hướng Diệp Thần chạy như bay đến. Đừng mới vừa khạc ra một chữ. Diệp Thần liền trước mắt tối sầm, cái gì cũng xem không thấy vậy không nghe được. Lục Lăng Phong, trở về. Kim Lãnh Nhạn hét lớn một tiếng, vậy trên mặt biển Lục Lăng Phong cũng là sợ ngây người hai tròng mắt, nhìn hết thảy trước mắt không biết làm sao. Cái này Kim Lãnh Nhạn cũng là không tưởng tượng nổi nhìn hết thảy trước mắt, không có nghĩ xem bên trong trời long đất lở, ngược lại thì hết thảy vô cùng bình tĩnh. Nguyên bản âm trầm ảm đạm vô tận hải vực giờ phút này nhưng là tinh không vạn dặm. Nào còn có trước cuồng phong thổi loạn, mưa xối xả vỗ vào dấu vết. Nháy mắt tới giữa, mọi âm thanh yên lặng, hải âu hí. Biến mất, Lục Lăng Phong khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, hắn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đúng vậy, hết thảy đều biến mất. Gào thét sóng biển, âm trầm mặt biển, vô tận gió lớn, dĩ nhiên, còn có Diệp Thần cùng vậy ngoan thạch. Điện chủ, hết thảy cũng giống như là chưa bao giờ phát sinh hình dáng. Nhưng bao phủ ở đám người trong lòng nhưng là vẫy không ra khói mù. Một ngày này, lần nữa cứu Hoa Hạ chiến thần Diệp Thần, biến mất tại mặt biển. Đám người tìm kiếm mấy ngày không có kết quả. Ngụy Chi Giao sau khi tỉnh lại, biết được là Diệp Thần tặng cho Bạch Hổ mặt dây chuyền cứu mình và Giang Lãnh Hy, nội tâm mọi thứ phức tạp, ở sau đó, Giang Lãnh Hy bắt đầu điên cuồng tu luyện. Đáng liền nói chính là, bên trong căn phòng Diệp Thần bày ra đại trận. Chẳng biết lúc nào đã tán loạn. Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn, không lúc nào lại nữa tìm kiếm Diệp Thần rơi xuống, nhưng người là ở dưới con mắt mọi người biến mất, liên ti chút nào đầu mối cũng không có. Cổ võ giới gia tộc và Côn Lôn hư thế lực biết được Diệp Thần rơi xuống không rõ sau đó, rối rít bắt đầu sao động, mặc dù trên mặt nổi có Ngô Môn lão gia tử áp chế, nhưng lén lút động tác nhỏ nhưng là không ngừng nảy sinh. Không biết qua bao lâu, trên mặt biển gào thét sóng lớn vẫn đang cuồn cuộn, gió lớn cuốn mưa xối xả, tích tí tách lịch đánh vào Diệp Thần trên mình. Lúc này Diệp Thần bình thản theo sóng biển mãnh liệt cuồn cuộn, ở mờ mịt trên mặt biển tràn đầy không mục đích phiêu lưu trước. Một hồi sóng lớn đem Diệp Thần tung lên, trùng trùng nện ở đá ngầm bên trên. Hụ hụ, đau kịch liệt cảm kích thích Diệp Thần thần kinh, thời khắc này hắn trong mắt nhẹ nhàng lay động, rốt cục thì tỉnh lại. Đây là... Diệp Thần lúc này mới nhớ lại vậy sau cùng kinh thiên đánh một trận, âm ma thiên thạch bị mình hoàn toàn lau đi liền ý thức. Rồi sau đó, khối kia ngoan thạch, Diệp Thần lơ lửng ở trên mặt biển, thần sắc có chút ngưng trọng. Diệp Thần, Diệp Thần, Diệp Thần, từng tiếng kêu gọi từ phía chân trời xa xôi tới, có thể cùng Diệp Thần bốn phía nhìn lại, lại là không thu hoạch được gì, trừ phiên trào sóng biển, cái gì cũng không gặp. Lục Lăng Phong. Diệp Thần từ bỏ nghĩ bậy, từng luồng hồi tưởng trước hôn mê phát sinh hết thảy, cuối cùng hình ảnh như ngừng lại Lục Lăng Phong vào nước cứu mình ngay tức thì. Thời khắc này hắn mới là bừng tỉnh hiểu ra, hắn vội vàng giơ hai tay lên, chừng nhìn mình vậy hai tay. Một khắc sau, Diệp Thần hơi thở bạo tăng, tựa như muốn xông phá chân trời vậy. Oanh! Một tầng phong ấn vỡ vụn tiếng nổ vậy thanh âm ở Diệp Thần vang lên bên tai, hắn dọn ra mở hai mắt ra. Nơi nào còn có trước hải vực cảnh tượng. Quả nhiên là ảo cảnh, từ vừa mới bắt đầu Diệp Thần liền đã phát hiện dị thường, trận chiến ấy mặc dù tiêu hao to lớn, nhưng hắn lại cũng không bị nghiêm trọng vết thương, chỉ là linh lực tiêu hao quá độ mà thôi. Giữ lẽ thường mà nói, cho dù là rơi vào hôn mê, hắn linh lực vậy sẽ tự động khôi phục,
nhưng mà mới vừa rồi Diệp Thần muốn tra xem tình huống, mới phát hiện vùng đan điền linh lực lại là khô kiệt. Mà lấy hắn thân thể, đi qua vô tận đánh giết lịch luyện lọc sạch, làm sao có thể bị nước ngập xem người thường như nhau phát sưng. Lại thêm tiếng kia kêu gọi, hắn tin chắc, là chúng chiêu. Tránh thoát ảo cảnh Diệp Thần lúc này mới vội vàng đứng dậy, kiểm tra tình trạng thân thể của mình, dứt khoát cũng không đáng ngại. Đây là địa phương nào? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, liếc nhìn lại là vô tận hắc ám. Nơi đó có chập chờn. Diệp Thần lỗ tai động một cái, chợt dưới chân sinh gió, hướng một nơi vực sâu chạy đi. Một viên to lớn đá lớn yên tĩnh lơ lửng ở trong hư không, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, cách thật xa, Diệp Thần liền thấy được cái này trong bóng tối duy nhất quang. Đây là, lao đi liền ý thức âm ma thiên thạch bản thể. Diệp Thần đi tới phụ cận, lấy tay sờ một cái đây phảng phất là sơ sinh đá lớn. Vậy nhàn nhạt thánh khiết chói lọi bên trong, có một chút không giống tầm thường ý. Ta chỉ sợ là bị cái này đá lớn dẫn tới cái này mảnh không gian, nếu không thu phục, rất có thể không tìm được đường đi ra ngoài. Lúc trước vậy tụ linh trận, chỉ sợ cũng là âm ma thiên thạch lợi dụng mình lực lượng làm được quỷ, như ta đánh bại phục cái này ma thạch, nói không chừng có thể hoàn toàn giải quyết những cái kia tụ linh trận. Diệp Thần nghĩ đến đây, trước mắt sáng lên, thế nhưng mắt sáng dưới, nhưng là thoáng qua một chút đỏ thắm vẻ, liền chính hắn đều là chưa từng nhận ra được. Diệp Thần! Diệp Thần! Diệp Thần! Từng tiếng kêu gọi từ phía chân trời xa xôi tới, lại là vậy thanh âm quen thuộc, thanh âm này, ta thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Đáng ghét, chẳng lẽ lại là ảo cảnh? Diệp Thần lắc đầu một cái, nhưng hắn lần này nhưng là tương đương chắc chắn, mình cũng không có rơi vào ảo cảnh. Bỏ mặc, trước thu phục cái này thần thạch nói sau. Diệp Thần tay chậm rãi đè ở vậy tản ra dịu dàng sáng bóng thần thạch bên trên. Ở tiếp xúc nháy mắt tới giữa, ánh sáng đỏ tươi từng tia từ cự thạch kia bên trong thấm ra, chốc lát tới giữa, huyết quang che trời. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch đang cháy, à. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, máu đỏ hai tròng mắt bắn ra sạch bóng, tựa hồ phải đem nguyên mảnh hư vô hắc ám thắp sáng. Hụ hụ. Diệp Thần liền trước mấy tiếng lớn hụ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một cái dịu dàng bàn tay kéo hắn, Diệp Thần, người rốt cuộc thanh tỉnh. Diệp Thần lúc này mới chú ý tới, luân hồi huyền bi Linh Nhi đang một mặt lo âu nhìn hắn. Ngươi không phải cần phải tĩnh dưỡng sao? Tại sao lại ở chỗ này? Cái này thế gian không có ta không địa phương có thể đi. Linh Nhi giờ phút này nhưng là giải thích. Đúng rồi, Diệp Thần, người mới vừa rồi cặp mắt đỏ lên. Hướng về phía vậy ma thạch liền xông lên, khuyên như thế nào cũng không khuyên được. Linh Nhi nói sang chuyện khác, phân tích nổi lên Diệp Thần mới vừa rồi dị thường. Diệp Thần cũng là một mặt ngưng trọng, giờ phút này dưới mắt tình thế, mới là nguy cấp nhất. Ngươi nói là, ta tình trạng có chút dị thường. Đúng vậy, không biết vậy ma thạch đối với ngươi làm cái gì, ngươi liền đem bàn tay đè lên, ngay sau đó cái này ma thạch liền bị kích hoạt, đi vào bên trong cơ thể ngươi. Linh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Diệp Thần im lặng, mình lực lượng chỉ có thể phong ấn cái này ma thạch tạm thời, sợ rằng phải không được bao lâu, nó liền sẽ lần nữa làm khó dễ. Diệp Thần vậy đưa tay một cái, đã cùng hắn thành lập nối liền, là quả quyết không thể nào cắt ra, trừ phi mình bỏ mình. Xem ra phải nghĩ biện pháp thu phục cái này ma thạch. Diệp Thần lẩm bẩm, thu phục, ngươi vẫn là muốn biện pháp mình tại sao thoát khỏi nó đi. Linh Nhi bĩu môi, liền luân hồi huyền bi đều không thể trấn áp nó, ngươi còn nghĩ thu phục. Cái gì, Diệp Thần cả kinh. Linh Nhi đây là cắt đứt hắn, nói chính xác, là luân hồi huyền bi ở hoa hạ trấn áp không được cái này tà tính đá. Luân hồi huyền bi vốn cũng không phải là hoa hạ sản vật, hoa hạ quy tắc không chịu nổi luân hồi huyền bi phần lớn lực lượng. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hiếu kỳ nói, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở hoa hạ? Chẳng lẽ cũng là ta kiếp trước bố trí? Linh Nhi gật đầu một cái, lại lắc đầu, ta tồn tại tương đối phức tạp, cũng có thể nói ta là người bầy bố. Ở rất dài trong năm tháng, ta đi qua rất nhiều địa phương, thật ra thì vậy không nhất định toàn ở Hoa Hạ. Ta đi qua vực ngoại, đi qua Linh Võ Đại Lục, đi qua Thần Quốc, thậm chí còn đi qua Thái Thượng Thế Giới. Cũng ở đây rất nhiều địa phương để lại ta tên chữ. Thí dụ như ta ở Thần Quốc gặp được một cái kêu là Kim Thư Tuệ cô gái, cũng ở đây vực ngoại gặp qua ngươi. Diệp Thần ngẩn ra, người gặp qua Sách Tuệ.
Sau đó Diệp Thần lúc này mới nhớ tới cái gì, Kim Thư Tuệ năm đó nhắc qua, nàng ở thần quốc thành tựu người bảo vệ thời điểm, gặp qua một cái bé gái, kỳ danh là Phạm Tim. Người cũng gọi Phạm Tim. Linh Nhi ánh mắt linh động chớp chớp, nói, xem ra Kim Thư Tuệ đem một vài chuyện và ngươi nói. Ta tồn tại ở luân hồi huyền bi bên trong, cực kỳ đặc thù, ta cũng không thích hợp chiến đấu, thậm chí hiện tại còn không bằng ngươi thăng cấp viên mãn luân hồi huyền bi. Bất quá, ta có thể đánh vỡ không gian những ràng buộc, thậm chí sáng tạo không gian quy tắc. Ta đản sanh vu hư không, tồn tại ở vạn thế hư không, ở luân hồi huyền bi bên trong, ta được gọi là giả bia, hư không bia. Diệp Thần mặc dù trước đây thì có hoa hạ luân hồi huyền bi nắm trong tay không gian suy đoán, nhưng thực tế nghe được, vẫn là có chút rung động. Có thể đi bất kỳ địa phương. Vậy có phải hay không ý nghĩa có thể vượt qua phi thăng khoảng cách, đi thái thượng thế giới? Nếu thật sự là như thế, khối này luân hồi huyền bi có thể nói nghịch thiên. Tựa hồ đoán được Diệp Thần suy nghĩ trong lòng, Linh Nhi mở miệng nói, ta trạng thái cũng không tốt, hôm nay có thể không đi được thái thượng thế giới. Hơn nữa ta muốn hấp thu năng lượng cùng với tài nguyên là hết sức hắn kinh khủng, ta mặc dù rất dài 5 tháng một mực ở Hoa Hạ, nhưng Hoa Hạ năng lượng quả thực quá ít, ta bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng đi những địa phương khác. Hơn nữa thái thượng thế giới vách không gian chướng đã không giống ngày xưa, ta như phải phá, phải bỏ ra cực kỳ lớn giá phải trả. Dưới mắt vẫn là đừng cân nhắc những thứ này, âm ma thiên thạch ý thức mặc dù lau đi, nhưng dưới mắt, ngươi trạng thái cũng không tốt. Diệp Thần nghe vậy, đầu tiên là trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, chúng ta tựa hồ còn ở ảo cảnh bên trong. Hụ hụ, Diệp Thần thân thể một hồi kịch liệt run rẩy, vậy tinh ánh sáng màu đỏ từ Diệp Thần dưới chân chậm rãi bay lên, xương máu ngay tức thì đem hai người bao phủ. Nơi đan điền ánh sáng bắn nhanh, tựa như muốn xua tan cái này huyết vụ đầy trời. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tám bộ phù đồ khí, phá cho ta. Nơi này nếu không thuộc về Hoa Hạ, vậy hắn liền không cần kiêng kỵ vận dụng võ đạo. Sau đó, Diệp Thần bàn tay bỗng nhiên vung lên, Phật quang đấu khí bạo dũng, hóa thành một tòa ngàn tầng cao bảo tháp, ùng ùng đi hư không chấn rơi xuống đi. Chỉ gặp Phật tháp bên trên, mơ hồ tới giữa, hiện ra một đạo cổ xưa thánh Phật bóng người, đó là truyền thuyết bên trong, đại biểu Phật môn đấu khí đỉnh cấp đấu chiến thắng Phật. Xua tan, chỉ gặp Diệp Thần toàn lực dưới sự thúc dục, thân Phật tản mát ra vạn trượng kim quang. Cần phải thắp sáng cái này thương khung. Diệp Thần trong cơ thể ma thạch giờ phút này hung quang đại thịnh, đỏ thắm huyết quang từ Diệp Thần thân thể nhập vào cơ thể ra. Tạm thời tới giữa, lại là đấu chiến thánh Phật vậy ảm đạm thất sắc. Làm sao có thể? Diệp Thần lâm vào tuyệt vọng, tình huống này, đã vượt ra khỏi dự liệu. Không đúng, nhất định có sai lầm chỗ nào, chấn định. Diệp Thần nhìn mình vậy dần dần hắc hóa hai tay. Trong cơ thể tan vỡ kinh mạch cũng ở đây lần nữa ngưng tụ, cái này cổ bóng tối lực lượng, không thể địch nổi. Vĩnh rơi hắc ám. Diệp Thần trong lòng vang lên một câu chỗ sâu nhất kêu gọi. Âm ma thiên thạch. Diệp Thần giống như là bắt rơm giả cứu mạng vậy, hôm nay tình huống này phát triển tiếp, mình sẽ bị đá này nắm trong tay thần thức, hắn đem trở thành cái kế tiếp âm ma thiên thạch. Diệp Thần, ta còn có một bí mật phải nói cho ngươi. Diệp Thần. Vì chém ta ngươi đã nhập ma, ta tuy thân tử đạo tiêu, nhưng đem ngươi trở thành cái kế tiếp ta. Âm ma hồn bất diệt, ha ha ha. Âm ma thiên thạch cuối cùng chết lời khi trước tiếng nói, vẫn là in ở Diệp Thần trước mắt, hắn tự lẩm bẩm, nhất định có phương pháp phá giải. Âm ma hồn. Diệp Thần đỏ tươi con mắt bên trong, thoáng qua vẻ khao khát thần vận. Đạo tâm không tiêu tan, Phật ma thì như thế nào? Ta hiểu ý. Ta tim không thay đổi, Phật ma lực, đều có thể là ta sử dụng. To lớn thân Phật trong phút chốc vỡ nát, Diệp Thần toàn bộ thân thể bị đỏ tươi hung quang chìm ngập, ở đó mãnh liệt huyết hải trung ương, hắn trôi dạt đứng. Vạn trượng xương máu che khuất bầu trời, lại là chậm rãi hóa thành một to lớn hư ảnh, đầu lâu chỗ dữ tợn đáng sợ, thất khiếu bên trong phun trào ra đỏ tươi chất lỏng, vạn trượng thân thể màu đỏ như máu trường bào thêm thân. Khô héo tay trái chỗ một chùm vạn thú đầu lâu xếp thành vòng tay đeo ở cổ tay. Tay phải chỗ, một chuôi hung quang lóng lánh đại kích để ngang trước ngực, nơi buồng tim chính là một cái thấu lượng lỗ máu, tựa hồ khi còn sống bị cao nhất đại năng miễn cưỡng móc đi. Dưới chân biển máu bên trong, mấy cái màu máu đỏ dao long tước nhảy bàn lượn quanh, đòi vui tựa như bò lổm ngổm ở hư ảnh dưới chân, thật là khôn khéo.
Vậy vạn trượng hư ảnh nhìn thẳng huyết hải trung ương Diệp Thần, lãnh đạm thanh âm mở miệng, ngươi có thể đi đến chỗ này. Vậy trước bị hung quang chìm ngập Diệp Thần, bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, thời khắc này vẫn là dáng người thẳng, hắn sững sốt cười một tiếng, không nghĩ tới đá này bên trong, lại có như vậy vực sâu biển máu chi địa. Ta có thể ban cho ngươi lực lượng, bỏ qua ngươi vậy võ tổ đạo tâm, ta lực lượng, chính là ngươi. Thanh âm đạm mạc không ngừng dẫn dắt Diệp Thần. Vậy ta cũng cho một mình ngươi cơ hội, ta biết ngươi có kẻ địch cường đại, ngươi thần phục với ta, một ngày kia, ta có thể vì ngươi trả thù. Diệp Thần nhưng là đúng mực, nói ra như thế một câu hoành hoang. Thừa kế ngươi lực lượng, bất quá là tái tạo một cái ngươi thôi. Vạn cổ năm tháng trôi qua, ngươi đối thủ, vượt xa ngươi năm đó lực. Ta Diệp Thần, đạo tâm không tiêu tan, cái này đại thế giới 3000 Phật ma lực, có thể hết sức thêm ta thân, luân hồi vạn kiếp. Ta từng cái giết. Diệp Thần giờ khắc này ở vạn trượng hư ảnh xem ra, vậy nhỏ bé như ở trước mắt ai thân thể nhưng là vô cùng tự tin. Xuyên vì sao? Bảo vệ. Cuối cùng đối thoại của hai người, chỉ có bốn chữ, một hỏi một đáp. Ta ban cho ngươi ma khu, trong vòng trăm năm, để cho ta thay đổi ý tưởng. Vậy đạo thanh âm đạm mạc ở Diệp Thần vang lên bên tai. Ngay sau đó, vạn tượng quay về khư, hết thảy tiêu tán. Diệp Thần vừa muốn đáp lại, chỉ gặp được Linh Nhi hoảng sợ nhìn hắn. Thì ra là như vậy, đỏ thắm hai tròng mắt Diệp Thần giờ phút này lại giống như có thần trí, hắn giữ tợn bề ngoài hạ, vẫn là lúc đầu Diệp Thần. Ngươi, Linh Nhi rất sợ Diệp Thần bị âm ma thiên thạch chiếm đoạt. Ma khu, ma ý. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, ta vốn là ta, Phật ma đều là bề ngoài. Ma thạch, thành công luyện hóa. Thì ra là như vậy. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, mình mới vừa lâm vào thà nói là ảo ảnh, ngược lại không như nói là trải qua một loại khảo nghiệm. Cái này âm ma thiên thạch bản thể ý chí, tìm ký chủ. Từ vậy ma thạch bắt đầu phát ra tia sáng một khắc kia, Diệp Thần cũng đã lõm sâu trong đó, dĩ nhiên, nhân vật chính là Diệp Thần. Nếu như không có thông qua khảo nghiệm, vậy ta có thể đã bị lao đi liền ý thức, trở thành cái kế tiếp âm ma thiên thạch, vì báo thù, đi nhân gian. Giờ khắc này Diệp Thần có chút vẻ bi thương, cái này cùng hắn chưa từng giống nhau, nếu như hắn nơi quý trọng hết thảy bị hủy, Diệp Thần mình vậy sẽ làm ra lựa chọn giống vậy đi. Đây cũng chính là tại sao vậy hư ảo trong không gian thấy đại ma, lại sẽ bỏ qua cho Diệp Thần, cũng là bởi vì là, nó vậy còn sót lại một chút chấp niệm, cảm thấy đã từng là mình. Cho nên nó mới sẽ chọn Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, là chân chánh âm ma thiên thạch đứng đầu. Mà không phải là âm ma thiên thạch như vậy, bị cừu hận thúc đẩy con rối. Ngươi, Linh Nhi kinh ngạc nhìn vậy sát phạt ý ngập trời Diệp Thần, nếu như nói trước khi Diệp Thần là giống như tiên giáng trần xuống trần, như vậy thời khắc này hắn chính là một tôn sát thần. Bây giờ Diệp Thần, cho người cảm giác chính là, cái thứ hai âm ma thiên thạch. Thoát khỏi ảo cảnh bọn họ hai người, dựng thân tại ở giữa thiên địa, vẫn như cũ là vậy phiến quen thuộc vùng biển, bầu trời xanh thẳm hạ. Gió biển thổi phất. Trở về. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Thời khắc này hoa hạ cổ võ giới nhưng là nổ tung nồi. Cảm nhận được dị thường sát phạt hơi thở, cùng âm ma thiên thạch nhất trí. Có nhân vật thần bí hạ xuống hoa hạ. Lục Lăng Phong ánh mắt híp một cái, lập tức chạy đến phòng chỉ huy tác chiến, tra rõ phát ra hơi thở ngọn nguồn địa điểm sao. Thủ hạ một tên nhân viên làm việc bắt đầu điên cuồng ở trên bàn phím gõ, ở âm Bắc Hải vực. Cái gì, Lục Lăng Phong có chút kinh hãi, chẳng lẽ là âm ma thiên thạch lại sống lại? Một cổ vô hình khói mù bao phủ ở hắn trong lòng. Thời khắc này phòng chỉ huy bên ngoài, một đạo bóng đẹp đẩy cửa vào. Lão Lục, người không cần lo lắng, phải biết, giáo quan cũng là ở khu vực kia biến mất. Người tới chính là long hồn người quyết định cao nhất, Kim Lãnh Nhạn. Ý ngươi là, Lục Lăng Phong ánh mắt vừa chuyển, hắn vậy rõ ràng liền Kim Lãnh Nhạn ý. Chợt khẽ gật gật đầu, phong tỏa nơi đây tin tức, hai chúng ta người đi một chuyến. 15 phút sau đó, một chiếc máy bay trực thăng võ trang chậm rãi lái rời, mục tiêu âm Bắc Hải vực. Hình ảnh quay về. Diệp Thần, người. Linh Nhi nhìn Diệp Thần, cảm nhận được trên người hắn tản ra sát khí nồng nặc, tạm thời tới giữ lại có chút im miệng. Cho người cảm giác chính là, trước mặt Diệp Thần tùy thời sẽ động thủ đánh chết mình, nàng không nghi ngờ chút nào. Diệp Thần giờ phút này cũng là ý thức được chuyện mình trạng thái,
Liền liền Linh Nhi nhìn về phía mình trạng thái đều là, tùy thời có thể đường chạy vậy. Hắn lúc này mới ý thức được, thời khắc này mình vẫn như cũ là nhập ma tư thái. Xin lỗi, có thể để cho ngươi cảm thấy không quá thoải mái, nhưng loại trạng thái này ta còn không tìm được giải trừ bí quyết. Diệp Thần gãi đầu một cái, có chút hơi không biết làm sao. Linh Nhi chính là nghi ngờ nhìn hắn, ngươi thật sự là Diệp Thần. Không phải âm ma thiên thạch. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, ta là Diệp Thần, nhưng từ trình độ nào đó nói, ta cũng là âm ma thiên thạch. À, Linh Nhi diễn cảm có chút cổ quái, tựa hồ không cách nào hiểu. Ta bây giờ là âm ma thiên thạch chủ nhân. Diệp Thần cười nhạt, nhìn Linh Nhi rất là đáng yêu một bộ hoảng sợ hình dáng, hắn không khỏi mỉm cười. Diệp Thần ở Linh Nhi không rõ cho nên ánh mắt bên trong, từ đầu tới đuôi đem sự việc kể một lần. Nói như vậy, ma thạch ý chí lựa chọn ngươi. Linh Nhi nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong, thêm mấy phần ngưng trọng sắc thái. Trước mắt tới xem, là như vậy. Diệp Thần đáp. Linh Nhi nhưng là có chút bất an, chiếu bây giờ tình huống phát triển, cái này ma thạch có thể là có đoạn không muốn người biết qua lại, cho nên binh không máu nhận, lựa chọn ngươi. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, nếu có một ngày, bên trong cơ thể ngươi âm ma thiên thạch sao động lên, muốn cắn trả ngươi đâu? Diệp Thần không nói, Linh Nhi mà nói, đúng là lý. Nhưng kết hợp thực tế tới xem, cái này ma thạch trước mắt đối với Diệp Thần mà nói, cũng không có ra hại hắn ý, tướng ngược lại thì nhiều một loại thủ đoạn, âm ma thiên thạch, ma bia, thái thượng thiên ma thể, thánh ma thần mạch, chắc hẳn hiện tại nhập ma, thực lực đều có liền chất bay vượt. Cái này, ta có thể cảm giác được, ma thạch sẽ không hại ta, chúng ta có cùng chung mục tiêu, là tinh tinh tương thích đồng bạn. Diệp Thần hơi chần chờ, mở miệng trả lời. Lời vừa nói ra, vậy nơi đan điền ma thạch tản mát ra một loại dịu dàng ánh sáng, tựa như cùng Diệp Thần thân mật chào hỏi. Thế nhưng ma thạch chỗ sâu vạn trượng đại ma, từ vậy theo mặt sau đó, lại không có gặp qua tung tích. Ta đang suy nghĩ, hôm nay nắm trong tay ma thạch lực, lúc trước trận chiến ấy, Hoa Hạ nơi còn sót lại tất cả tụ linh trận vị trí đều đã bại lộ ra. Linh khí này biến dị sự việc, là thời điểm có thể giải quyết. Diệp Thần lộ vẻ được có chút hưng phấn, từ vực ngoại trở về tới nay, ở tất cả loại thế lực bên trong hòa giải đã lâu. Hôm nay rốt cục thì thủ được vén mây gặp trăng sáng. Linh Nhi nhưng là con người xoay tít chuyển động, yên lặng không nói. Ngay tại hai người tranh chấp ma thạch lợi hại lúc đó, phía chân trời xa xôi chỗ máy bay trực thăng tiếng nổ. Là Lục Lăng Phong và Kim Lãnh Nhạn. Bọn họ hai người hơi thở, Diệp Thần cảm giác rõ ràng đến. Điện chủ, giáo quan, hai người nhận được quốc gia theo dõi mật điện, lập tức lên đường tới, cho là âm ma thiên thạch lại đi ra làm loạn, không nghĩ tới lại là biến mất đã lâu Diệp Thần. Cũng khó trách các người biết nhận sai, ta bây giờ đích xác thực có âm ma thiên thạch hơi thở. Diệp Thần lại là đem vậy chuyện đại khái cho hai người kể một lần. Linh Nhi ở một bên bĩu môi một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm, cái đó phá thạch đầu coi là cái gì, luân hồi huyền bi mới thật sự là thần vật. Như thế nói, giáo quan, linh khí biến dị có thể giải quyết. Kim Lãnh Nhạn lớn nháy mắt một cái nháy mắt, hỏi. Lục Lăng Phong cũng là mặt đầy vui mừng. Trên lý thuyết nói là như vậy, có được hay không, phải đi hiện trường mới biết. Diệp Thần vậy thật không dám bảo đảm, chỉ là trước chuyện này bởi vì âm ma thiên thạch lên, hôm nay họa khó khăn ngọn nguồn giải quyết, đoán không sai mà nói, nơi đây chuyện, cũng nên chấm dứt. Lên đường, Cửu Long Sơn, Diệp Thần tay áo vung tay lên, hướng về phía mấy người nói. Thời khắc này Cửu Long Sơn thủ phủ, đá hoa cương thể từ xác bên trong nhô lên đầy đất đồng hồ. Cộng thêm lâu dài nước mưa sông lên soát và dài ngắn không đồng nhất trình độ tiết lý cắt kim loại các ngoại lực tác dụng, hình thành kỳ phong trùng điệp, quái thạch cao ngất cảnh, lại ở linh lực bồi bổ dưới, nham bề mặt mặt dâng lên nhàn nhạt ánh sáng bảy màu chiếu rọi. Đủ mọi màu sắc nghê hồng dưới, ẩn núp nhưng là vô tận ý định giết người. Nói riêng về cái này cảnh sắc, cũng là nhất tuyệt. Kim Lãnh Nhạn thở dài nói, hôm nay nàng và Lục Lăng Phong tu vi ở Diệp Thần chỉ điểm cùng dưới sự giúp đỡ, cũng là đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Hai người linh lực trong cơ thể dù chưa đạt tới Diệp Thần năm đó ở Côn Lôn hư trình độ, nhưng linh khí này biến dị chi địa, đặt chân vẫn là không thành vấn đề. Đáng tiếc, nếu như lại dựa theo tình huống bình thường, phát triển trăm năm, có lẽ cái này biến dị linh khí đối với Hoa Hạ mà nói,
quả thật chuyện may mắn. Diệp Thần nói ra thật tình. Nhưng là bây giờ linh lực, chỉ cần người bình thường vào cơ thể, phải là đại họa, thiếu lấy đan điền dẫn khéo léo tu hành giai đoạn, linh khí này chính là độc dược, dính hẳn phải chết. Diệp Thần hành động này, là vì bá tánh. Nếu chỉ bàn về nơi này linh khí trình độ đậm đà, Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn các người đại khả ở chỗ này bế quan, đối với người tu hành mà nói, chính là phúc địa. Nhưng đại quy mô linh khí một khi tiết lộ đến nội thành, trong điện ảnh Resident Evil cảnh tượng chỉ sợ cũng không xa. Trước đem những thứ này tụ linh trận phong ấn đi, cùng trăm năm sau đó, người trái đất nhóm cũng đặt chân tu luyện nhất mạch sau đó, lại đem hắn bỏ phong tỏa, đến lúc đó, chính là phúc trạch đất. Linh khí dị biến chủ yếu nguy hại vẫn là âm ma thiên thạch ma sát khí, bây giờ không có ma sát khí, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Diệp Thần lần nữa nhìn vòng quanh cái này quen thuộc trùng điệp thủ phủ, không khỏi có chút cảm khái, vực ngoại như vậy phúc trạch chi địa, sợ rằng xuất hiện một cái, đều phải bị các thế lực lớn cướp đoạt đi. Ngay tại Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn tán gẫu để gặp, Diệp Thần bên kia đã là bắt đầu ra tay. Âm ma lực, mở. Nháy mắt tới giữa, Diệp Thần quanh thân ma khí càng tăng lên, lúc trước vẫn là trước mắt lạnh nhạt Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn, ở Diệp Thần động thủ trong nháy mắt, nhưng là thần tình hoảng sợ phù bây giờ trên mặt. Chỉ là hơi thở, cũng đã để cho hai người cảm thấy như lâm vực sâu, dưới chân tựa như đều có chút run rẩy. Cái này đây là điện chủ. Lục Lăng Phong nhìn về Diệp Thần ánh mắt có chút mất tự nhiên, dẫu sao máu kia đỏ hai tròng mắt Diệp Thần, là hắn lần đầu tiên thấy. Nếu như không phải là biết được Diệp Thần làm người, sợ là ai thấy, phản ứng đầu tiên chính là một tôn đại ma. Có thể, đúng không, Kim Lãnh Nhạn cũng là trước mắt hoảng sợ, lắp bắp nói. Hừ, bất quá là thủ đoạn nhỏ thôi, Linh Nhi nhưng là đầy mặt khinh thường, thậm chí là nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong, đều có chút bất đắc dĩ ý. Đối với cái này thần bí bé gái thân phận, Kim Lãnh Nhạn cũng là biết được phân nửa, nhưng có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết. Dẫu sao lần đầu gặp mặt một màn còn ở đầu óc bên trong vạch qua. Thời khắc này Diệp Thần trong mắt bên trong lau một cái đỏ thắm, diệt thế vậy khí tức kinh khủng phún ra ngoài, tựa như đem cái này hoàn vũ cũng bao gồm đi. Mới vừa rồi còn tinh không vạn dặm hình dáng, trong thoáng qua nhưng là thiên hôn địa ám. Tạm thời tới giữa, toàn bộ hoa hạ đều bị khói mù bao phủ. Mau, đừng đưa tới xôn xao, Lục Lăng Phong vội vàng hô lớn. Bổn đài sáp bá mới nhất khẩn cấp đưa tin, cả nước các nơi xuất hiện nhật thực toàn phần hiện tượng, kéo dài thời gian thượng không rõ ràng, mời các vị dân thành phố không cần lo lắng, tiến triển mới nhất ký giả bổn đài kéo dài trong báo cáo. Gái gian đeo bạch hổ mặt dây chuyền chớp mắt, cô gái nhấn tắt trong tay remote, xem phương này mới tinh không vạn dặm giờ phút này nhưng là đưa tay không thấy được năm ngón bầu trời, tự lẩm bẩm Diệp đại ca, là ngươi trở về sao? Cụ già nhưng là mặt đầy ngưng trọng, này cùng ma ý ngút trời, nhưng tin tức hiển nhiên là lấy được loại nào đó nội tình tuyên bố không ngại, chẳng lẽ là Diệp Thần. Bên người lão nhân Trung Ly không nói một lời, nhưng nghe đến nói tới Diệp Thần, thân hình nhưng là run lên bần bật, nhìn xa cái này sâu hắc thương khung. Liền liền lúc này thành phố Giang Bắc Khu, Giang Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc trong phòng làm việc cũng là truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, trợ lực đẩy cửa vào nhẹ giọng nói. Lạnh Hy tiểu thư, mới vừa tin tức nói là ngàn năm khó gặp hiện tượng tự nhiên, không cần lo lắng. Ta biết, mở đèn, người đi làm việc đi. Mở miệng cô gái chính là Diệp Thần bị chỉ điểm qua nhỏ nửa đồ đệ, Giang Lãnh Hy. Là ngươi sao? Giang Lãnh Hy bóng người cách trọn không cửa sổ sát đất ngưng mắt nhìn cái này vô tận hắc ám, dù gì nói. Tình huống giống nhau ở cả nước các nơi đều là đưa tới chú ý, dứt khoát tin tức lực lượng là nổ tính. Biết được nguyên do mọi người ngược lại là cũng không có đưa tới hỗn loạn, ngược lại thì kỳ nguyện đứng lên. Tạm thời tới giữa, các loại phong thủy đại sư Livestream đều là đầy ắp cả người, lời công kích các đại thần bắt đầu nói chuyện say sưa đứng lên. Cửu Long Sơn nội địa Diệp Thần, nhưng là chưa từng biết được ngoại giới tình huống. Ma dẫn. Theo một tiếng quát to, cả tòa Cửu Long Sơn linh khí bị tụ lại lên. So với lúc trước âm ma thiên thạch cuối cùng đánh một trận vậy lá bài tẩy hấp thu tốc độ, nhanh vô số lần. Bất quá là chốc lát tới giữa, cũng đã đem toàn bộ linh khí toàn bộ tụ lại. Diệp Thần tay phải khống chế linh khí, tay trái nhẹ nhàng rạch một cái, kiếm chỉ mà động, hư không lực, cắt kim loại. Tay trái chỉ một cái cua múa, Diệp Thần đem trận kia linh hạch tim ra linh khí mạch lạc một cái cắt đứt,
chợt lại là ở trong hư không cắt ra một kẽ hở, đem toàn bộ linh khí toàn bộ dẫn dắt vào không gian chảy loạn bên trong. Thời khắc này Bạch Hổ nếu là ở bên cạnh, định sẽ run lẩy bẩy, bởi vì đồng bản của nó Chu Tước, chính là chết tại đây chảy loạn bên trong. Mắt gặp trận linh bị hủy, lại nữa phát ra bất kỳ ánh sáng, một bên Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn hít sâu một hơi, xem ra là giải quyết. Như vậy noi theo, chỉ cần đem toàn bộ tụ linh trận trừ bỏ là được. Xem ra thật có thể. Khôi phục tầm thường trạng thái Diệp Thần từ trong hư không chậm rãi rơi xuống, rốt cuộc là tìm được đường giải quyết. Giáo quan, mới vừa người bộ dáng kia, hù giết chúng ta. Kim Lãnh Nhạn ở một bên vỗ vỗ run run ngực, mắt gặp sự việc có thể rõ ràng, tự nhiên cũng là mặt vui vẻ. Lục Lăng Phong ở một bên phụ họa nói. Tiếp theo chỉ cần là, Diệp Thần vừa muốn an bài kế tiếp hành động, trong thoáng qua đổi sắc mặt, như lâm đại địch. Đáng ghét, hắn hét lớn một tiếng, tại sao vẫn là không được? Bởi vì Diệp Thần phát hiện, cho dù là trận linh trừ bỏ bị hủy, cả dãy núi linh khí bị tụ lại táng nhập hư không, sự việc như cũ không có giải quyết. Nơi này hoa hoa thảo thảo, đã được linh khí bồi bổ, bắt đầu từng bước thai nghén linh trí. Linh Nhi giờ phút này mở miệng nói. Cho dù là không có trận linh, nơi này hoa cỏ vậy sẽ lại lần nữa ngưng tạo linh khí. Linh khí này tại người bình thường mà nói là độc dược, nhưng đối với vạn vật cùng người tu luyện mà nói, là phúc địa. Linh Nhi một lời vạch trần trong đó chân lý. Cho nên hiện ở chỗ này hoa cỏ ở khải linh dưới trạng thái, vậy sẽ tự đi diễn sanh linh khí, đây là đại thế, không thể nghịch. Trừ phi đem ngươi cả tòa Cửu Long Sơn hủy diệt. Cái này tụ linh trận không chỉ một chỗ, cái này thì đồng nghĩa với, hơn nửa thậm chí toàn bộ hoa hạ đều phải bị hủy bởi tay ngươi. Linh Nhi lời ấy, Diệp Thần không nói, thế nhưng tức giận thần sắc nhưng là tràn đầy không cam lòng, hắn nắm chặt hai quả đấm, chẳng lẽ trời muốn diệt hoa hạ. Hắn không cam lòng gầm thét. Vô luận như thế nào, mảnh đất này sinh linh, ta cũng phải bảo vệ. Không quá nửa thưởng, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, Diệp Thần thu hồi mới vừa vậy thất thố dáng vẻ, lần nữa là thẳng tắp sống lưng. À, ngươi có đường giải quyết. Linh Nhi ý vị sâu xa nhìn một cái Diệp Thần, tựa hồ là cảm thấy không tưởng tượng nổi, hoặc như là một loại đồng ý. Dù sao Linh Nhi thời khắc này diễn cảm nhưng là khó mà danh trạng, rất là vi diệu. Diệp Thần không nói, trầm ngâm hồi lâu, không trả lời Linh Nhi vấn đề, nhưng là đột nhiên mở miệng nói, gần đây hoa hạ cổ võ giới chỉ sợ là không quá bình chứ. Hắn Diệp Thần thân ở, vạn sự an khang. Chỉ cần hắn bổn tôn không có ở đây. Khó tránh khỏi sẽ có dị động. Lục Lăng Phong ấp úng, có chút tình huống. Diệp Thần thở dài một hơi, ta liệu được, yên tâm đi, trước khi đi, ta sẽ đem các ngươi hai người tu vi lên giọng trình độ cao nhất, không khó lắm, đủ để trấn áp trái đất võ đạo. Cái này trăm năm tới giữa, sẽ có một đoạn hòa bình phát triển kỳ hạn, nhưng linh khí biến dị sau này, dẫn tới chính là vô hạn cướp đoạt, có thể hay không có thực lực bảo vệ cái này hoa hạ, liền xem trăm năm sau các ngươi. Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cảm giác không nghĩ ra, làm sao một bộ muốn nói rõ hậu sự dáng vẻ. Diệp Thần nhìn một cái Kim Lãnh Nhạn và Lục Lăng Phong, thần sắc ngưng trọng nói. Ta không lâu sau liền sẽ rời đi hoa hạ. Hoa hạ sự việc phải ở ta trước khi rời đi giải quyết, ta muốn thử nghiệm phong ấn linh khí chỉ hoãn tốc độ, cái này bên trong, không xác thực định sẽ có cái gì giá phải trả. Lời vừa nói ra. Hai người lúc này ngăn cản. Không thể. Ta không đồng ý. Diệp Thần con người đông lại một cái, hướng về phía hai người khoát khoát tay, ý ta đã quyết, nếu không thể trừ tận gốc, vậy không bằng theo đại thế mà là. Ta đem lưu lại một ít công pháp, các ngươi hai người dẫn hoa hạ cổ võ giới giới cùng với Côn Lôn hư cường giả, mở bảo vệ thời đại. Đến lúc đó, như thế nào lợi dụng cái này phúc trạch chi địa mạnh mẽ tự thân, chính là chuyện của các ngươi. Diệp Thần để lại cho hai người chỉ có một cái tịch mịch hình bóng, quay đầu lại hắn đều là một người ở một mình tác chiến, cho dù là giờ phút này, đều là vô cùng thê lương. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần cảm giác được hư không chập chờn. Một giây kế tiếp, Linh Nhi vậy thanh âm quen thuộc chính là vang lên. Thật ra thì, cũng không cần. Lúc trước Diệp Thần bộ kia hào ngôn tráng trí dáng vẻ, cái này ghim đuôi sam thần bí khó lường bé gái nhưng là một bộ có nhiều hứng thú hình dáng. Không có ngăn trở Diệp Thần, thậm chí là cười gật đầu một cái. Nhưng là, cũng không người chú ý tới,
mọi người đều đắm chìm ở bi thương bên trong. Thời khắc này Linh Nhi lên tiếng, mới cắt đứt tất cả mọi người suy nghĩ, chẳng lẽ còn có biện pháp? Linh Nhi, người có biện pháp giải quyết. Diệp Thần không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thần bí luân hồi huyền bi. Đây là thiên cơ bất khả lậu, bé gái nhưng là lên bí hiểm. Giải quyết trái đất linh khí biến dị vấn đề, nói khó không khó, nói đơn giản vậy không đơn giản. Diệp Thần vội vàng mở miệng nói, Linh Nhi ngươi ngược lại là nói à. Ta bản thể, ngươi cũng biết, là luân hồi huyền bi. Luân hồi huyền bi nhưng mà thần vật, huống chi ta ở Hoa Hạ ẩn núp nhiều năm, đối với Hoa Hạ biết rõ, vượt xa ngươi các loại. Linh Nhi mở miệng, liên quan tới luân hồi, thật ra thì có một đạo trận pháp, ưng ý hạ tình huống hữu dụng, đó là niêm phong ở trong cơ thể ta mấy đạo trận pháp một trong, có một đạo kêu cổ sáu đạo bảo vệ tinh trận, chỉ là... Diệp Thần trong mắt trợn to, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, ngươi nói là, thượng cổ sáu đạo bảo vệ tinh trận. Diệp Thần đã từng rất nhiều trận pháp truyền thừa, tự nhiên đối với cái này nghịch thiên trận pháp có nghe thấy. Không tệ, hiện tại ngươi đã thu phục căn nguyên, nếu như lại thi lấy phương pháp này, tất có thể giải quyết. Chỉ là... Linh Nhi nhẹ giọng nói. Chỉ là cái gì? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Linh Nhi thở dài một tiếng, ta nắm trong tay không gian quy tắc, di động khắp các nơi không gian bên trong, vì hồi phục mình thương thế, ta huyền bia bản thể xông vào một nơi, bị người tạm thời vây khốn. Ta hiểu ý. Diệp Thần giờ phút này mới rõ ràng, hắn rốt cuộc có trường biết bao biến thái lá bài tẩy, hiện tại đặt ở trên mặt đài vấn đề chính là, như thế nào tìm hồi luân hồi huyền bi bản thể. Linh Nhi tiếp tục nói. Trước mắt người cần phải giải quyết chính là linh khí này biến dị vấn đề, cho nên chỉ cần thu góp vật liệu, để cho thượng cổ sáu đạo bảo vệ tinh trận lại xuất hiện là được. Còn như ta bản thể, bị kẹt ở chỗ đó, là không có biện pháp, chờ ngươi tương lai thực lực cao hơn một tầng lầu, có lẽ có thể lấy lại. Linh Nhi mặc dù cười nói, nhưng là trên mặt vẻ thất vọng thần sắc nhưng là bị Diệp Thần tinh chuẩn bắt được. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, trận pháp kia rốt cuộc cần những thứ đó. Linh Nhi do dự mấy giây, nói, như vậy trận pháp cường đại, yêu cầu vật liệu liệu trên trái đất tự nhiên không có, bởi vì cần chính là thượng cổ linh thảo cùng khí vật, thậm chí vực ngoại vậy cực kỳ hiếm thấy, nhưng ta bị kẹt chỗ kia địa phương ngược lại là có. Diệp Thần thần sắc kiên định, vậy ta bước vào là được. Linh Nhi mở miệng nói, ta phải nhắc nhở ngươi phải, đó là một cái và địa tâm vực không sai biệt lắm màn hình, và thái thượng thế giới có chút đến gần, tương tự hắc ám cấm hải. Bên trong sinh linh tu vi đều rất khủng bố, trăm giả cảnh cường giả đều không thiếu. Cái gì? Diệp Thần kinh hãi, ngược lại là không nghĩ tới, Linh Nhi sẽ đi cái loại địa phương đó. Cho nên ngươi nếu như phải đi, cần phải chú ý. Linh Nhi dặn dò. Bản thể của ngươi, là ở trăm giả cảnh trong tay cường giả. Diệp Thần không có đóng trong lòng cổ sáu đạo bảo vệ linh trận vấn đề, ngược lại thì nhìn Linh Nhi nói. Ừ đám kia lão gia rất khó đối phó, chuyện này từ dài bàn lại đi. Chỉ cần ngươi còn sống, sớm muộn có một ngày có thể cầm về. Bé gái đối với chuyện này mà ngậm miệng không nói, rất hiển nhiên, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, mạnh không đoạt nổi là chịu chết thôi. Diệp Thần im lặng, thời khắc này hắn thật đang cảm thấy mình nhỏ bé. Có một ít vật liệu có thể đi địa phương núi sâu bên trong khai thác, ta sẽ liệt một cái danh sách, nhưng có mấy cái vật kiện mà. Người được phí chút tay chân. Linh Nhi ánh mắt giờ phút này nhưng là híp một cái, Diệp Thần lần đầu tiên ở cái này cái trên người của cô gái cảm thấy sát ý. Tinh huyết thạch, lục đạo cốt. Nàng ở nói tới cái này hai vật lúc đó, cũng là cắn răng nghiến lợi. Diệp Thần không nói, xem ra nàng lúc trước là ở chỗ đó xảy ra không ít chuyện, xem như vậy hiển nhiên là bị thua thiệt. Có thể, lập tức lên đường. Diệp Thần hỏi. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Linh Nhi sắc mặt ngưng trọng, nếu như đúng hạn không về được, ngươi liền được vĩnh viễn ở lại nơi đó. Ta lực lượng bây giờ, chỉ đủ một lần cuối cùng mở không gian. Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn nghe vậy, lại là không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Giáo quan, điện chủ, chúng ta cùng ngươi đi. Hai người đều là hai miệng đồng thanh nói. Quá nguy hiểm, các ngươi Diệp Thần theo bản năng liền muốn cự tuyệt hai người thỉnh cầu. Nhưng giờ phút này nhưng là Kim Lãnh Nhạn mở miệng hỏi nói. Giáo quan, ta mới vừa gặp ngươi có thể nắm trong tay linh khí này. Diệp Thần gật đầu một cái, đúng, là âm ma thiên thạch lực lượng. Ý ngươi là,
Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, nếu có thể nắm trong tay linh khí này, đem táng nhập không gian, không bằng đem bộ phận linh khí tụ lại, dùng để đề thăng bọn họ thực lực. Có thể coi là đem thực lực các ngươi tăng lên vậy xa xa không được. Diệp Thần ngưng trọng nói. Kim Lãnh Nhạn và Lục Lăng Phong nhưng là hai miệng đồng thanh nói, chúng ta không thể cả đời dựa vào ngài, nếu là có cơ hội đối mặt cường địch, có lẽ đối với chúng ta bảo vệ Hoa Hạ mà nói, có nhiều chỗ tốt hơn. Diệp Thần trầm tư chốc lát, cảm thấy hai người nói có đạo lý, chợt liền nói, thuận tiện, đi cầm Ngô Ngôn kế đó. Không lâu lắm, Lục Lăng Phong, Kim Lãnh Nhạn, Ngô Ngôn, ba người dựng thân tại Tây Bắc Hỏa Diệm Sơn Đỉnh. Nơi này linh khí cũng là khá là sung túc, ta đem một ít dẫn đầu tại Hoa Hạ công pháp truyền thụ cho các ngươi, để tâm cảm ngộ. Trong đó ta sẽ điều động dãy núi này tất cả linh khí toàn bộ tụ lại ba ngươi người thân. Cực kỳ cảm ngộ, cái này cơ hội cũng không nhiều, sớm đột phá. Diệp Thần dặn dò, chợt ngón tay bắt pháp quyết, ba đạo phù văn phiêu tán ở trong lòng ba người, Ngô lão gia tử dẫn đầu ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan. Đại thế sẽ tới, trước thời hạn chế tạo tốt Hoa Hạ người bảo vệ, cũng có cần thiết. Linh Nhi nhẹ giọng nói. Loạn thế bên trong, bảo toàn ta cố thổ, bọn họ vậy có thể làm được. Muốn không được bao lâu, ta sẽ rời đi, hy vọng ta sau khi đi, cái này cố thổ, vẫn có cường đại người bảo vệ trấn giữ. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Như thế hào hùng linh khí, chỉ vì đào tạo ba vị cường giả. Ngươi như vậy phô trương lãng phí, bị những cái kia lão bất tử biết, khí quan tài bản cũng không đè ép được. Linh Nhi nhưng là trêu ghẹo nói. Cá ngồi tại nước, chim ngồi tại gió, người ta bao gồm bọn họ, ngồi tại lúc. Diệp Thần trong mắt bên trong ánh sao lưu chuyển, nếu đại thế không thể nghịch, vậy thì thuận thế ngồi gió nổi lên. Đã như vậy, cũng được. Linh Nhi nhưng là lên mặt cụ non gật đầu một cái, rất có một phen chỉ điểm giang sơn ý. Diệp Thần tay áo vung tay lên, chuyện trò vui vẻ gian đem nơi này linh khí toàn bộ tụ lại, tạm thời tới giữa, thiên địa làm biến sắc. Thật là không cúi đầu luân hồi chi chủ, Linh Nhi lầm bầm một tiếng. Diệp Thần nhưng là từ chối cho ý kiến, có vài người, quỳ lâu liền không đứng thẳng. Không giống ta, một mực không học biết làm sao quỳ. Hắn cười nhạt, như là cười cái này vô tình hồng trần có thể ca thật đáng tiếc. Đầy trời linh lực gió bão tàn phá. Đem vô cùng hư không cắt kim loại ra từng cái kẽ hở, ở Diệp Thần phía sau là bế quan ngồi xếp bằng ba người. Linh Nhi ngồi ở đỉnh núi bên bờ, dưới chân là vực sâu vạn trượng, tiểu nha đầu cước nha lúc ẩn lúc hiện, thật là không lo lắng. Bản thể của ngươi bị nhốt, còn có thể như thế không lo lắng. Ta sợ cái gì, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn chính là, Linh Nhi đáp lại. Ta bất quá là một khối bia, cũng không sẽ vọng tưởng cứu thế giới. Lúc này tâm trạng lúc này trời, vô sự tiểu thần tiên. Linh Nhi thon nhỏ hình dáng rất là đáng yêu, le lưỡi một cái, hướng về phía Diệp Thần nói. Không biết qua bao lâu. Diệp Thần sau lưng truyền tới chập chờn bộc phát mãnh liệt, trong hư không tích chứa linh khí ở lấy điên cuồng tốc độ trôi qua. Kim Lãnh Nhạn dẫn đầu mở mắt ra, quanh thân nổ bể ra, linh lực phún ra ngoài. Đột phá ba cái lớn cảnh. Không sai. Hôm nay thực lực ngược lại là xưa không bằng nay. Diệp Thần khá là tán thưởng gật đầu một cái, con bé này tốc độ đột phá, có thể nói yêu nghiệt. Bọn họ, Kim Lãnh Nhạn nhìn một chút vẫn đang bế quan không gặp đột phá dấu hiệu Lục Lăng Phong cùng Ngô Ngôn hai người, không khỏi có chút lo âu. Linh khí nồng nặc như vậy gia trì, cưỡng ép đột phá mấy cái lớn cảnh, cũng không dễ dàng, cần lại chờ đợi mấy ngày. Từ lúc Kim Lãnh Nhạn sau khi đột phá, nguyên vùng núi đỉnh linh khí trôi qua tốc độ bắt đầu tràn vào chậm xuống, dựa theo Diệp Thần phỏng đoán, Lục Lăng Phong hai người đột phá, cần mấy ngày thời gian. Kim Lãnh Nhạn, người trở về chuẩn bị một ít thứ. Diệp Thần dặn dò, nói không chừng trên trái đất sản vật, sẽ công dụng ở trên. Chia nhau hành động, Kim Lãnh Nhạn gật đầu một cái, xoay người bước nhanh rời đi. Ba ngày bên trong, Diệp Thần chưa từng rời đi nửa bước. Cảm thụ quanh thân thiên địa linh khí phun trào bộc phát chậm chạp, thiên địa thậm chí đều là ngừng thở vậy, Diệp Thần lẩm bẩm nói, đến lúc rồi, ta lại giúp các ngươi giúp một tay. Chợt Diệp Thần hai tay một tấm, đem cả ngọn núi đỉnh còn thừa lại toàn bộ linh khí tập trung vào ngón trỏ phải đầu ngón tay, từng luồng chói mắt ánh sáng bắt đầu lóe lên, hãy theo trước thời gian trôi qua, độ còn ở càng sâu. Phá! Diệp Thần cách không một chỉ điểm ra,
một chút tinh mang từ Lục Lăng Phong cùng Ngô Ngôn trên thân hình đầu thể ra. Hụ hụ, hai người đều là một hồi ho kịch liệt, một hơi máu đen khạc ra, chợt liền cảm giác được tự thân hơi thở bắt đầu dần dần leo lên. Diệp Thần chỉ một cái, đem hai người cảnh giới gông xiềng miễn cưỡng đánh văng ra, đến đây, Lục Lăng Phong cùng Ngô Ngôn, vậy hoàn thành lột xác. Trái đất hoàn cảnh đưa đến các ngươi trong cơ thể kinh mạch có ứ trận tình huống, bất quá phía sau sẽ lục tục cải thiện, không cần lo âu. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Đây cũng là ta bây giờ thực lực sao? Lục Lăng Phong run rẩy đang nhìn mình hai tay, hắn giờ phút này cảm thấy vô cùng lực lượng bắt đầu xông ra. Ngô Ngôn lão gia tử thần sắc cũng là lại không những ngày qua phong khinh vân đạm, giờ phút này hắn đem lực lượng ngưng tụ vào giữa trường, toàn lực bổ ra. Trước mặt vách núi ngay tức thì bị lột hơn nửa, đồng loạt sụp đổ rơi xuống, văng lên ngàn trượng khói thuốc, đây nếu là thả lúc trước, là tuyệt đối không làm được. Nhưng hôm nay, nhưng là hời hợt vậy ung dung. Đây là thần lực lượng, lão nhân gia khó có thể tin đang nhìn mình hai tay, này cùng thần cảnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Thật ra thì cái gọi là thần, bất quá là lấy hoa hạ dân chúng xem nhiều để cân nhắc, giữ này mà nói, người lực lượng đích xác có thể gọi là thần. Nhưng là, từ người tu luyện góc độ tới xem, người bất quá vừa mới bắt đầu bước vào võ đạo thế giới. Diệp Thần kiên nhẫn giải thích, bọn họ thực lực ở trước mắt hoa hạ tới xem, cũng coi là trên là cao cấp cường giả. Đây cũng không phải là võ đạo cuối, nhớ lấy không thể ỷ mình ngạo cốt. Ở đó trên rất nhiều cảnh giới, liền ta đều là chưa từng gặp qua hắn uy năng. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng nói ra lời nói này, ngược lại để cho bọn họ trong lòng lại là kính sợ. Ta bộ xương già này, mấy năm sống có thể đặt chân loại cảnh giới này, toàn dựa vào cùng Diệp tiên sinh cơ duyên, tranh đoạt thiên địa tạo hóa là một, vẫn là để lại cho các ngươi những thứ này tràn đầy vô hạn có thể người tuổi trẻ đi. Ngô Ngôn lão gia tử cười lắc đầu một cái, ở hắn gặp phải Diệp Thần trước, cũng đã quyết định an hưởng tuổi già, lúc này mới một mực canh giữ ở Ngụy Chi Giao bên người. Lão gia tử không cần tự khiêm nhường, người đi thẳng ở võ đạo tu hành hàng trước nhất, chỉ vì ngươi không chấp niệm. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Chấp niệm, ông cụ ánh mắt híp một cái, chợt tựa hồ là ngộ được một ít thứ, khẽ gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Chúng ta rời đi cái này một thời gian, lão gia tử xin nhờ ngài bảo vệ tốt hoa hạ. Audio điện tử võ tấn bền. Còn có là một, cái này hoa hạ võ đạo, chính là một đám cát rời rạc. Diệp Thần nói ra hắn mục đích chủ yếu. Lão gia tử chính là người biết. Diệp Thần vừa mở miệng, hắn cũng đã biết được Diệp Thần ý. Ta hiểu ý, Diệp tiên sinh, ta sẽ đích thân xuất thủ. Cụ già trả lời. Như vậy thứ nhất, liền phiền toái Ngô lão. Diệp Thần ôm quyền trầm giọng nói, hắn còn đang vải một bàn đại cuộc, đủ để ở loạn thế an thân lập mạng căn bản. Vậy do mượn một mình hắn, xa xa không đủ. Hắn còn cần nhiều người hơn lực lượng. Thời khắc này Linh Nhi cũng là lần nữa biến dạng hư không xuất hiện. Nhìn một chút Lục Lăng Phong cùng Ngô Ngôn, nàng cũng không nói lời nào, ngược lại là quay đầu hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, lời nên nói, ta đã nói qua, các ngươi chuyến này đi trước, cần phải chú ý. Vậy nhất giới ta không thể đặt chân, một khi hạ xuống, sẽ bị một ít lão gia cảm ứng được, dẫu sao luân hồi huyền bi không có bia linh, cũng không có tác dụng quá lớn, đến lúc đó sợ rằng nửa bước khó đi, ta chỉ ở bên bờ chờ các ngươi, chỉ có 3 ngày. 3 ngày không thuộc về. Ta liền lại không thủ đoạn đem các ngươi cứu ra. Linh Nhi 5 lần 7 lượt luôn mãi dặn dò, nàng rất sợ Diệp Thần sẽ làm cái gì yêu con bướm, lúc trước Diệp Thần vậy hỏi một chút, nàng trong lòng có chút không có chắc. Yên tâm đi, ta trong lòng tự có đúng mực, nếu không phải có thể là, ta sẽ không mạnh lấy. Diệp Thần gật đầu đáp ứng nói, nhìn Linh Nhi ánh mắt hoài nghi, hắn lại là bổ sung nói, lần này đi trước, chỉ là thu góp thượng cổ 6 đạo bảo vệ tinh trận vật liệu. Còn có một chút nói, Diệp Thần không thể nói ra, hắn có mình tính toán, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thử nghiệm, dĩ nhiên, hắn không phải mãng phu, chuyện ở người là, nếu không có thể là, vậy liền mặc cho số phận thôi. Linh Nhi nhìn miệng đầy đáp ứng được làm như vậy giòn Diệp Thần, không khỏi có chút hoài nghi, nhưng lại vậy không suy nghĩ nhiều, nàng biết Diệp Thần không ngốc, cái này an nguy của địa cầu, còn cần hắn bỏ ra mặt giải quyết. Ngày mai sáng sớm tập hợp. Chúng ta đi gặp một lát những cao thủ khác. Diệp Thần mặc quần áo trắng mặt hướng dương, lạnh nhạt nói. Linh Nhi mắt gặp Diệp Thần đã an bài thỏa đáng,
lại mở miệng dặn dò một ít thông thường sự hạng, chuẩn bị xong kim lãnh nhạn cũng là thời gian đầu tiên về hàng. Giáo quan, ta mang theo một ít có thể sẽ cần đến hắc khoa học kỹ thuật, dĩ nhiên, đồ chơi này chỉ có thể làm là bằng môn tả đạo sai khiến, có lẽ có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng còn muốn xem tự chúng ta. Kim lãnh nhạn tới một cái, liền mở ra mình ba lô, để cho Diệp Thần nhìn một mắt. Có thể, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, chợt lãnh đạm con ngươi nhìn về Linh Nhi. Linh Nhi nhẹ khẽ gật đầu, ta đưa các ngươi tới chỗ sau đó, ta sẽ ở ngoài cửa bảo vệ, vậy nhất giới ta bất tiện đặt chân, cho nên chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Bé gái mắt sáng chớp mắt, rất sợ Diệp Thần sẽ làm ra cử động thất thường gì tới. Diệp Thần nghe vậy, mi gian treo lên một món gió mát phất qua vậy buồn tơ, nhưng là chớp mắt rồi biến mất, hắn gật đầu nhẹ nhàng nói, rõ ràng, đa tạ nhắc nhở. Linh Nhi lần nữa thật sâu nhìn một cái Diệp Thần, chợt chắp hai tay, giữa trưởng màu tím nhàn nhạt tinh mang hiện lên, chém. Một tiếng non nớt đồng tiếng vang lên, chỉ gặp Linh Nhi sau lưng hư không lại từ từ mở ra một kẽ hở, bên trong đen nhánh một phiến, không biết thông hướng nơi nào. Lại không có không gian chảy loạn. Diệp Thần có chút nghi ngờ, Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn hai người cũng là gặp qua Diệp Thần thủ đoạn, Diệp Thần tê liệt không gian bên trong, chính là tàn phá bừa bãi thời không chảy loạn mới đúng. Linh Nhi cười nhạt, người bất quá là sơ khuy không gian chi lực quy luật mà thôi, nắm giữ cũng bất quá là quy luật mảnh vỡ, mặc dù có thể ở trái đất và vực ngoại cắt ra không gian, nhưng ở thái thượng thế giới, người có thể liền không gian chuyển vị cũng không làm được. Những thứ này người sau này sẽ rõ, cùng ta đi thôi. Bên trong là an toàn. Linh Nhi dẫn đầu lên đường, một cái tránh nhảy nhảy vào không giữa khe hở bên trong. Diệp Thần ba người nhìn nhau, cũng là đồng loạt tung người mà vào. Ở sau đó, kẽ hở bắt đầu khép lại, bất quá trong chớp mắt, chính là lại thuộc về tại hư không, như là bầu trời xanh như giặt bầu trời, chưa bao giờ bị gợn sóng tung lên qua rung động. Lão gia tử Ngô Ngôn nhìn bốn người biến mất bóng người, hít một hơi thật sâu. Xem ra ta cái này di dưỡng thiên niên mơ ước, còn muốn lại lùi sau đẩy lên mấy năm rồi. Hắn bấm Ngô gia đương đại gia chủ điện thoại di động, liên lạc mình thân tử, ba ngày sau, ta muốn triệu tập Hoa Hạ cổ võ giới nghị sự, thông báo tất cả nhà, chưa tới người, chết. Nơi này ngược lại có chút xem thất lạc không gian. Diệp Thần có chút nghi ngờ, hôm nay cái này phiến đen ngòm vô tận bên trong không gian, lại là yên lặng lạ thường. Linh Nhi trả lời, mới không phải thất lạc không gian, người có thể đem nó hiểu thành một cái trạm trung chuyển, nơi này không có bất kỳ sinh mạng nào, nhưng là sẽ không bị chảy loạn xâm nhiễu, cần thi người phẫu thuật có đối không gian cực cao hiểu, kế tiếp là được. Xé ra một giới này, đưa các ngươi đến mục tiêu. Diệp Thần còn muốn đặt câu hỏi, nhưng là bị Linh Nhi ánh mắt ngăn lại, chỉ gặp lần này, nàng toàn thân bắt đầu tản mát ra một chút khác thường chập chờn, hư vô kia hắc ám bên trong. Ngưng tụ xảy ra chút điểm tinh quang, dần dần bắt đầu tụ lại. Từng giọt một chút xíu, xếp thành một tòa phong cách cổ xưa hơi thở màu đậm cửa. Lại là vô căn cứ hội tụ ra, vậy trên cửa u ám không lưu loát ký hiệu tản mát ra dị thường mãnh liệt hơi thở. Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, nếu như mạnh xông cửa này, sẽ bị tại chỗ vặn cổ. Tinh không chìa khóa. Theo Linh Nhi một tiếng quát to, nàng tự thân hóa thành một cái màu vàng tím chìa khóa. Kẹp theo không gian quy luật lực, phụ tại trên cửa. Mở. Chỉ nghe được giữa trời đất một tiếng nổ vang, hai phiến phong cách cổ xưa cửa từ từ mở ra, ở đó sau cửa, là vừa nhìn vô tận cát vàng, bụi đất tung bay. Chỉ có ba ngày, cửa này một khi đóng cửa, bằng ta còn sót lại hồn lực, đem không cách nào lần nữa mở, các ngươi sẽ bị buồn ngủ chết ở đó nhất giới, nhớ lấy, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần ba người gật đầu một cái, bóng người chớp mắt. Bước ngang qua mà vào. Cùng lúc đó, tu di giới rừng trúc tía bên trong, từng cái chim quanh quẩn ở trên bầu trời cao, nhưng là không phát ra bất kỳ một tiếng kêu to, liền vậy cành trúc lên tước nhi, trong cơ thể đều là ẩn chứa từng tia linh lực. Một vị tiếp theo một vị, mặc cẩm y hoặc làm sợi bông trai gái chậm rãi bước vào rừng trúc, ở đó chỗ sâu, là một tòa hòn đảo, trên đó, tiên sương mù tràn ngập, không được dòm ngó gặp hắn thật hình dáng. Thiên Diệp Phật Tổ đến. Theo Linh Đồng Đích một tiếng thông báo, tạm thời tới giữa, cả tòa hòn đảo mỗi cái đỉnh đài bên trong, bóng người rối rít đi ra. Tại chỗ ước chừng 20 đám người, già trẻ trai gái, đều là đứng dậy, cung nghênh Đại Phật tới.
Làm ngoài ý người bình thường chính là, cái này dáng vẻ khác nhau 20 người đám người, quanh thân nhưng không tản mát ra nửa điểm hơi thở, xem hắn cử chỉ, giống như phàm tục. Tinh nguyệt các dương tháng mang theo trọng bảo bảy màu lưu ly ly dâng lên, nguyện nghe Phật tổ dạy bảo. Thiên hạ thương hội tiền gió mang theo trọng bảo cửu chuyển thiên tinh đan dâng lên, nguyện nghe Phật tổ dạy bảo. Xem ra vì những thứ này rất nhiều cảm ngộ, đều là dùng hết gia tài à. Một bộ cẩm y tử sam hoa bào nam tử mở miệng nói, đã như vậy, ta Vân Sơn Vương Triều cũng không thể yếu đi khí thế. Nam tử ánh mắt híp một cái, hừ lạnh một tiếng. Cung nghênh Phật tổ, Vân Sơn Vương Triều vì sao dọn ra mang theo trọng bảo luân hồi huyền bi dâng lên, nguyện nghe Phật tổ dạy bảo. Lời vừa nói ra, nhưng là làm được toàn trường xôn xao. Hình ảnh quay về, một phiến trên cánh đồng hoang vu, ba người bóng người rơi xuống, dẫm ở thật dày đất cát bên trong, tung lên đầy trời gió cát. Giáo quan, chỗ này thế nào thấy không một bóng người? Kim Lãnh Nhạn bĩu môi, cảm giác cùng trên trái đất sa mạc chỗ sâu độc nhất vô nhị, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện dị thường, mình lại không cách nào bay lên không. Lục Lăng Phong cũng là thời gian đầu tiên liền phát hiện dị thường. Nơi này không khí bên trong, cũng đã là ẩn chứa linh khí. Diệp Thần một lời vạch trần huyền cơ trong đó. Các ngươi cảnh giới không yên, còn không quá thích ứng, thói quen là tốt. Giáo quan, ngươi trước phi thăng thế giới cũng giống là thế này phải không? Kim Lãnh Nhạn tò mò hỏi, dẫu sao 5 năm trước Diệp Thần rời đi trái đất, ở lúc ấy nhưng mà chấn động toàn bộ Hoa Hạ cao tầng và ám điện. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá nơi này linh khí muốn so với vực ngoại còn muốn đậm đà, địa tâm vực thậm chí vậy yếu đi vài tia. Sợ rằng và hắc ám cấm hải kém không nhiều, xem tới nơi này chắc có rất nhiều ngày mới. Hai tiếng thời gian, các ngươi thích ứng một tí cái này trong thiên địa quy tắc, sau đó chúng ta bắt đầu hành động. Diệp Thần cũng là lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh mình hơi thở, dĩ nhiên, ở chỗ này chờ đợi hai tiếng, tự có dụng ý của hắn, đoán không sai mà nói, định sẽ có người tới này kiểm tra. Dẫu sao mới vừa rồi phủ xuống động tác nhưng mà không nhỏ. Luân hồi huyền bi, bất kể như thế nào, ta nhất định phải đạt được, 10 khối luân hồi huyền bi, phải cũng là luân hồi chi chủ chấp trường. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Ngay tại Diệp Thần các người ngồi xếp bằng dưỡng thần để gặp, tu di giới rừng trúc tía đang cử hành một tràng hội họp lớn. Cái này vì sao dọn ra lão ra, một bó to tuổi, rốt cục thì muốn mở ra. Lại có thể bỏ phải đem mới vừa lấy được luân hồi huyền bi lấy ra làm tiền đặt cuộc. Đồ chơi kia tuy là trọng bảo, tương truyền và luân hồi chi chủ bố trí có liên quan, hắc ám cấm hải vô thiên và thái thượng thế giới vũ hoàng cổ đế cũng muốn có được, có thể vật này lơ lửng không chừng, không có bất kỳ tìm cơ hội, bất quá ở trong tay hắn cũng không gặp chút nào tác dụng, dẫu sao là thiếu bia khéo léo huyền bia. Đáng tiếc, rừng trúc tía bên trong mọi người đều là mang trong lòng khác nhau, tính toán những người khác cùng ý tưởng, không lâu lắm, một tên bộ dáng thiếu niên tiểu hòa thượng đi vào. Mọi người ở đây đều là đứng dậy, hướng về phía cái này trăm già cảnh tiểu hòa thượng cúi người hành lễ. Phổ hóa tôn giả, dám hỏi Thiên Diệp Phật Tổ. Cẩm y tử sam vì sao dọn ra dẫn đầu mở miệng trước đặt câu hỏi, giọng bên trong tràn đầy vội vàng cảm giác, nhưng trên mặt nhưng là cung kính có thừa. Vì sao dọn ra, người tên này lại không đột phá, sợ là ngày giờ không nhiều liền đi. Khác một thế lực gia chủ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng dùng mọi cách nhắc tới. Cái khác 20 người đám người, cũng là mỗi người đánh trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Tiểu hòa thượng nhìn vòng quanh mọi người tại đây, âm thầm lắc đầu, nhưng thần sắc nhưng lại như là thường, nhẹ giọng nói tất cả vị tiền bối, theo ta tới. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ kinh điệu cằm, ở vực ngoại đều không từng xuất hiện qua trăm giả cảnh trung kỳ cao thủ, ở chỗ này, lại là tụ tập mấy chục đám người. Đều là Văn Thiên Diệp Phật Tổ một lời. Cầu được khai ngộ pháp môn, đắc đạo mà thăng. Ở chú tiểu dưới sự hướng dẫn, mọi người đều là bước lên hòn đảo chỗ sâu một nơi suy bại đình đài bên trong, trong đó bụi bặm phân bố thạch đài ghế ngồi tròn bên trên, một vị mặt đầy nếp nhăn nhưng là mặt mũi hiền lành tố y lão hòa thượng ngồi xếp bằng, ngạch gian vậy màu xám cho mi đỉnh nhưng là dị thường sắc bén. Một hồi gió nhỏ nhẹ nhàng phất qua, muôn vàn chim yên tĩnh dựng thân tại đầu nhánh, không tái phát ra nửa điểm mà gáy vang. Như là đều là Phật tổ cầu giải thích nghi hoặc tới. Lão hòa thượng mặc tàn phá cà sa, hai tròng mắt đóng chặt, nhưng mặc cho ai cũng không dám coi thường trước mặt cái này tôn Phật sống. A-di-đà Phật,
Lão hòa thượng vừa mở mắt, ngắm nhìn bốn phía, sau cùng ánh mắt dừng lại ở Vân Sơn Vương Triều đứng đầu, vì sao dọn ra trên mình. Cái này làm vì sao dọn ra dùng mọi cách mừng rỡ, chẳng lẽ Phật Tổ nhận vì mình có thể đắc đạo. Hắn chợt tự tin mở miệng nói, Thiên Diệp Phật Tổ, vãn bối vì sao dọn ra đây xin chào. Vì sao dọn ra chắp hai tay, cung kính một bái. Lão hòa thượng như là mi mắt tới giữa cười trúng chím, nhưng lại lộ vẻ được vẻ lo lắng ở bên, nhìn cung kính xá một cái vì sao dọn ra, hắn thanh âm già nua mở miệng nói. A-di-đà Phật, thí chủ lần này tới, ta đã biết được ý đồ. Vì sao dọn ra nghe vậy, lại là một bái, chợt cung kính mở miệng nói, nếu Phật Tổ đã biết, có thể hay không minh giám, như thế nào đắc đạo. Lão hòa thượng khẽ mỉm cười, thí chủ lấy là. Cầu đạo tại không môn mà nói, cũng là cầu Phật. Vì sao dọn ra trực tiếp mở miệng nói, Phật chú trọng tứ đại giai không, không người nào muốn không thể sống, cầu Phật người cũng là cầu muốn vậy, vì sao là Phật, vì sao là nói, đều là hồng trần người, nói gì ngoài thân nói. Càn rỡ, vì sao dọn ra, người dám nghi ngờ Phật Tổ. Tinh Nguyệt Các Dương Tháng nghe vậy, chân mày cau lại. Lão hòa thượng nghe vậy, nhưng là một mặt bình tĩnh mở miệng nói, trên phố lưu truyền một câu chuyện như vậy, từ trước có người, một lòng là cầu Phật, cửu thế tu công đức đầy, thứ 10 đời chuyển kiếp, vẫn như cũ là thập lý bát hương nổi tiếng người lương thiện. Nhưng dù vậy, hắn cũng là vẫn không cách nào thành Phật, rốt cuộc có một ngày, tay hắn cầm đồ sát đao tìm được Phật Tổ nói, tại sao ta làm như thế nhiều, nhưng vẫn không thành được Phật. Lão hòa thượng lúc này ánh mắt nhìn về vì sao dọn ra, hắn cũng là mê mang nhìn lão hòa thượng, vọng Thiên Diệp Phật Tổ không tiếc dạy bảo. Lão hòa thượng cười một tiếng, Phật Tổ đáp, thời khắc này thập phương thiên đường, thế giới cực lạc đã là đầy trời ra Phật, lại không có bất kỳ Phật vị có thể lưu tích chữ dư ngươi, không bằng ngươi giết ta, thì có ngươi vị trí. Lời vừa nói ra, ngồi đầy yên tĩnh, chỉ nghe được lão hòa thượng tiếp tục nói. Vị này người lương thiện sao, giơ lên đồ sát đao rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hay là đem hắn buông xuống, ngay tại hắn buông tha ở một chớp mắt kia, chính là Phật âm tràn ngập, kim quang bàng thân. Hắn đã thành một vị Phật sống. Đám người nhưng là không rõ ràng, nơi đây rốt cuộc ý gì, cùng vậy vì sao dọn ra nghi ngờ có gì tương quan. Lão hòa thượng chắp hai tay, nhẹ giọng dù gì nói, A-di-đà Phật. Đây cũng là cái gọi là buông xuống đổ sát đao lập tức thành Phật, không phải nói khuyên người muốn hết sức sửa sai, mà là chỉ đánh vỡ. Nếu như làm xong chuyện là vì có mưu đồ, như vậy đây chính là chấp niệm, có chấp niệm liền không cách nào đắc đạo, làm người lương thiện buông xuống thành Phật ý niệm. Cũng chính là buông xuống 10 đời chỉ có chấp niệm, vậy là được Phật. Đời người, phải hiểu được buông xuống, nhiễu loạn chúng ta, cũng không phải là thế gian hồng trần chuyện, mà là thân mình không tĩnh tâm. Tim không yên tĩnh, nói gì đạo? Lão hòa thượng từ từ mà nói. Vì sao dọn ra tựa hồ là rõ ràng liền cái gì, hắn nhưng là há mồm cãi lại nói, ta chấp niệm bất quá cái này luân hồi huyền bi, hôm nay đã buông xuống, phải chăng sẽ thành đạo? Lão hòa thượng chỉ là bực mày râu khều một cái, vì sao dọn ra thí chủ, làm ngươi cố ý nói tới lời này đề, liền đại biểu ngươi cũng không có chân chính buông xuống. Mang theo này trọng bảo tới, bất quá là cầu cái an lòng thôi, nhưng lão nạp muốn chỉ điểm ngươi. Cái này huyền bia, không thuộc về ngươi Vân Sơn Vương Triều, càng không thuộc về ngươi Hà Gia, chỉ thuộc về luân hồi chi chủ, cưỡng ép đoạt, chỉ sinh kiếp nạn. Vì sao dọn ra nghe vậy? Trong mắt bên trong sạch bóng chớp mắt, à, gặp nạn. Lão hòa thượng nhưng là khẽ mỉm cười, kim lăng há là vật trong ao, người trẻ tuổi này, thật là hậu sinh khả úy à. Vì sao dọn ra nhưng là đối với lão hòa thượng sau cùng một lời khá là không rõ ràng, nhưng lần này đối thoại, chữ bên trong hành gian đều là khuyên can, cái này làm lòng hắn sinh nổi nóng, nhưng lão hòa thượng chính là vượt qua mình tồn tại, không phải hắn cái này một cái vãn bối có thể chống đối. Vãn bối thụ giáo, đi trước cáo từ. Vì sao dọn ra chắp tay một cái, phất liễu phất ống tay áo, xoay người rời đi. Đi ra đổ nát đình đài vì sao dọn ra khai ra bên người mấy tên tùy ý, mở miệng nói, lần này trò chuyện với nhau, Phật Tổ nói, có một người tuổi trẻ chỉ sanh sự bưng, gần đây nghiêm ngặt kiểm tra, nếu như phát hiện ngoại giới xông vào người, thời gian đầu tiên thông báo ta. Vì sao dọn ra là bực nào thông minh? Mặc dù Thiên Diệp Phật Tổ nói chính là khuyên hắn từ thiện, nhưng dẫu sao chính là tu di giới đồng đội, sao sẽ ra hại cùng hắn.
cuối cùng một lời, đã là chỉ điểm. Đình đài bên trong, tinh nguyệt các dương tháng nhưng là đối lão hòa thượng hơi khom người, thiên diệp Phật tổ, luân hồi huyền bi là một. Lão hòa thượng nhưng là làm như không nghe, đáp một nẻo, nghìn năm thay đổi đếm, tu di giới tuy đến gần thái thượng thế giới, bình an hồi lâu, nhưng hôm nay, tựa hồ muốn hỗn loạn. Đám người không biết giải thích sao, nhưng luôn cảm giác, một giới này phải có xảy ra chuyện lớn. Thời khắc này Vân Sơn Vương Triều. Cái gì, thiên diệp Phật tổ chắc chắn đại ca sẽ gặp cướp, liền nói bừa, chúng ta làm sao biết sợ một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Giữa chán cùng vì sao dọn ra mấy phần tương tự người trung niên chân mày cau lại, trách mắng. Vương gia bất giận, mấy tên tùy tùng đều là cả kinh, vội vàng quỳ xuống nói. Nhị ca, người cũng không cần sinh này giận dữ, thiên diệp cổ Phật một lời, tất nhiên có trong đó chân ý ở. Một người khác bạch sam chàng thanh niên từ đại điện sau tấm bình phong đi ra, đem mấy tên tùy tùng đều là quát lui, quay lại nhẹ giọng nói. Tam đệ, người thấy thế nào? Rất rõ ràng, cái này hai người chính là Vân Sơn Vương Triều vì sao dọn ra hai người huynh đệ, Vân Sơn Vương Triều đương kim hai người vương gia. Thiên diệp cổ Phật chắc chắn, vì sao dọn ra chiếm đoạt luân hồi huyền bi, tất xanh sự bưng, chúng ta không thể ngồi nhìn Vân Sơn Vương Triều dậy loạn mà không cố. Chàng thanh niên khinh thường nghiêm nghị, rất có một phen khí phách, hắn trầm giọng nói, cái này Vương Triều, nên đổi chủ. Tam đệ, vì sao dọn ra là thực lực cực mạnh. Bằng ta ngươi tu vi, sợ rằng không địch lại chứ. Người đàn ông trung niên nhưng là giờ phút này có chút do dự, nhưng giật tại bày tỏ động tâm vẻ nhưng là không giảm mà lại tăng. Thiên diệp Phật tổ chắc chắn, sẽ có một người tuổi trẻ tới đây. Chàng thanh niên hí hư nói, không hổ là đại Phật. À, tam đệ, chẳng lẽ, người đàn ông trung niên trong mắt bên trong sạch bóng đại thịnh. Chàng thanh niên cười một tiếng, nhàn nhạt nói, đúng vậy. Mới vừa rồi thám tử báo lại, tu di giới đông hoang sa mạc chỗ sâu có một món chập chờn, như là ba tên người ngoại lai. Chẳng lẽ là vậy huyền bia linh? Người đàn ông trung niên hỏi. Chưa từng cảm nhận được cô bé kia hơi thở, cho nên không phải bia linh tới trộm bản thể. Chàng thanh niên khẽ gật đầu một cái, nhưng là mi mắt cười trúng chím. Ngươi là chỉ, thiên diệp Phật tổ chắc chắn người, đã tới. Người đàn ông trung niên thấy mình tam đệ lần này diễn cảm. Chính là nghĩ tới điều gì. Cho nên ta lập tức phong tỏa tin tức, đông hoang sa mạc chính là ta lãnh địa, ta lập tức đứng dậy đi trước dò xét, như người này thật là Phật tổ dự liệu người. Như vậy lôi kéo tới, chung nhau khởi sự cũng không từng không thể. Chàng thanh niên ánh mắt híp một cái, lạnh giọng nói. Người đàn ông trung niên nghe vậy, nhưng là nhẹ khẽ gật đầu. Đông hoang sa mạc chỗ sâu. Diệp thần hồn nhiên không biết mình xuất hiện. Khuấy nơi này mưa gió. Như thế nào, mảnh thiên địa này không gian, đã thích ứng chứ? Diệp thần mở ra hai tròng mắt, hai giờ trôi qua, Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn cũng là điều chỉnh xong hết rồi. Tuy không thể ngang dọc thiên địa, nhưng đi đường vẫn có thể làm được. Kỳ quái, Diệp thần tự lẩm bẩm, lâu như vậy, còn không gặp động tĩnh. Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn hai người nhìn Diệp thần như vậy thần thần thao thao, có chút không nghĩ ra. Lục Lăng Phong đang muốn mở miệng, điện chủ, chúng ta. Phương xa truyền tới nổ thật to tiếng, một đóa to lớn cát vàng cuốn lên chọc trời mây hình nấm bạo tán ra, mãnh liệt sóng nhiệt lại là liền ngoài trăm dặm Diệp thần ba người, đều là lật ngược đi. Thật là mạnh chập chờn. Mặc dù Diệp thần không biết đối phương thực lực, nhưng hắn trên đất tim vực cũng có thể chém chết mấy vị trăm giả cảnh cường giả, hắn rất biết mình là vạn vạn đạt không tới như vậy chiến huống. Tới. Liền đi nơi đó, Diệp thần khóe miệng khều một cái, vội vàng gọi Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn hai người đuổi theo, lại là hướng vậy nổ trung tâm chạy đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp thần các người chính là đi tới vậy cướp sóng trung tâm, giờ phút này đã là đầy trời cát vàng tẫn tán, chưa từng thấy một cái yêu vật, chỉ có một bộ bạch sam nam tử nằm ở trên sa mạc, cát vàng lôi cuốn hắn máu tươi kia nhuộm đỏ áo quần. Nam tử không nhúc nhích nằm ở trong sa mạc. Trước kia chiến đấu đã là long trời lở đất, thời khắc này hắn đã mất ý thức. Giáo quan, chúng ta nếu không cứu tỉnh hắn chứ? Chỗ này nơi đây không quen, muốn tìm đồ cũng không có hướng đạo, nói không chừng hắn có thể giúp được chúng ta đây. Kim Lãnh Nhạn suy tính chốc lát nói. Lục Lăng Phong cũng là gật đầu một cái, ở nơi này đầy trời cát vàng che đậy mặt trời sa mạc bên trong, có thể gặp phải một cái bản xứ dân địa phương, đã là ông trời có mắt.
Diệp Thần cười một tiếng, nhẹ khẽ gật đầu, từ mình luân hồi mộ địa bên trong tiện tay móc ra một viên thuốc, yêu kiểu sáng bóng giống như là sa mạc bên trong một viên phồn tinh vậy lóng lánh. Giáo quan, đây là đan dược gì à? Kim Lãnh Nhạn cũng là mở to tò mò con ngươi, nàng chưa bao giờ thấy qua Diệp Thần cái này một mặt. Bất quá là tiện tay luyện chế đan dược thôi, cho hắn ăn vào đi cho giỏi. Diệp Thần dửng dưng mở miệng, nhưng giờ phút này nhưng lòng ở giọt máu. Đây chính là có hắn một giọt máu tươi, lại phối hợp bát quái thiên đan thuật cùng với huyền hàn ngọc hướng dẫn luyện chế đan dược. Bạch sam nam tử đan dược vào miệng, chỉ gặp được cả người bốc hơi lên dậy tầng tầng xương trắng, thân thể bên trên vậy như là bị mãnh thú mổ bụng vậy vết thương, đều ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Thần dược à, gần đây trầm mặc ít nói Lục Lăng Phong cũng là giờ phút này lên tiếng ngạc nhiên nói. Bạch sam nam tử chậm chạp mở ra hai tròng mắt, nhìn về bao la cát vàng cùng bầu trời, hắn đưa tay ra cảm khái nói ta còn sống. Người dĩ nhiên còn sống à, có hắn ra tay, người muốn chết đều khó. Kim Lãnh Nhạn nói. Thời khắc này bạch sam thanh niên theo tiếng kêu nhìn lại, mới nhìn thấy một cái thần sắc lãnh đạm nam tử ngồi ở cách đó không xa nhìn bầu trời, đầy trời cát vàng vỗ hắn hình bóng. Cảm ơn các ngươi cứu ta, thanh niên vùng vẫy đứng dậy. Nhưng là bỗng nhiên phát hiện mình toàn bộ thương thế cũng đã là khép lại, liền liền thần hồn cũng là vững chắc mấy phần, không chút nào bị thương dấu vết. Thậm chí vậy nguyên bản bền chắc không thể phá được cổ chai, vách ngăn đều là phá vỡ tới, nếu như lại uống mấy viên thuốc, nhất định là có thể phá kính niết bàn. Hắn nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong, có mấy phần cuồng nhiệt vẻ. Cái đó, người tên gọi là gì à? Kim Lãnh Nhạn cái này vừa nghĩ đến, hỏi tới trước mặt người thân phận. Âu, cảm ơn các người cứu ta, ta kêu Hà Hoan. Tu di giới, Vân Sơn Vương triều người. Bạch sam nam tử giờ phút này mở miệng giới thiệu. Nguyên lai nơi này kêu tu di giới à? Kim Lãnh Nhạn mới chợt hiểu ra nói. Xem các người trang phục, không giống là người bản xứ, là. Hà Hoan có chút kinh ngạc hỏi nói. Lục Lăng Phong nhưng là rời đi đề tài, người huynh đệ như vậy tu vi, nhìn như vậy trẻ tuổi rất, quả thực lợi hại. Tiểu sinh bất tài, tu đạo hơn 600 trở, mới sơ bước lên trăm già cảnh, quả thật xấu hổ. Bạch sam thanh niên nhìn một mắt Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn, nhưng là căn bản nhìn không thấu hai người thực lực, dẫu sao Linh Nhi trước khi tới dùng thuật pháp che đậy hai người tu vi. Bất quá hắn vẫn là phát hiện, trước mặt hai người, số tuổi thật sự bất quá trăm, cùng vậy bàn ngồi một bên người tuổi trẻ vậy. 600 tuổi, Kim Lãnh Nhạn khó tin nhìn trước mặt nho nhã nam tử. Nhưng ngẫm nghĩ Côn Lôn Hư cũng có không thiếu cái này cùng tồn tại. Đây là Diệp Thần đứng dậy, xoay người hướng về phía Hà Hoan nói, người tốt, ta kêu Diệp Thần. Hà Hoan khi nhìn đến Diệp Thần trong nháy mắt, lại có như vậy một loại ảo giác, người trẻ tuổi này cho hắn một loại tim hồi hộp cảm giác. Làm sao sẽ, hắn rõ ràng chỉ có còn thật cảnh mà thôi. Hà Hoan có chút cười khanh khách, tạm thời tới giữa không nói ra lời, trong lòng nhưng là nổi lên lẩm bẩm. Linh Nhi cũng không che giấu Diệp Thần tu vi, Linh Nhi cho rằng, Diệp Thần tu vi và thực chiến cùng với khí thế đủ để cho một số người càng kiêng kỵ. Thời khắc này Hà Hoan hiển nhiên liền bị kinh động, hắn cái này Vân Sơn Vương triều Tiêu Giao Vương gia đều là sinh ra một loại cảm giác bị thất bại, rõ ràng chỉ là đối mặt mà thôi. Chẳng lẽ đây chính là Thiên Diệp Phật Tổ nơi tiên đoán người? Hà Hoan trong lòng bây giờ không khỏi đối với Diệp Thần hơn nữa để ý. Trong này Diệp Thần mới vừa đút cho hắn đan dược, làm được hắn rất chấn động. Hiệu quả so Thiên Hạ Thương Hội tiền gió trong tay cửu chuyển thiên tinh đan, còn kinh khủng hơn. Có thể nói tiên đan. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng khẳng định hiệu quả không có như thế rõ ràng, nhưng Diệp Thần đan dược, hắn phục lập tức liền có tí ti giác ngộ cảm. Nếu như lại tới mấy viên, hắn sẽ không sợ gặp phải kình địch. Ngắn ngủi này kinh hồng liếc một cái, Hà Hoan đã quyết định chủ ý. Cái này Diệp Thần, nhất định là muốn kéo đến trận doanh mình bên trong tới. Diệp huynh, Hà Hoan ôm quyền còn lấy thi lễ, trịnh trọng nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, như có nhu cầu dùng đến Hà Mỗ địa phương, cứ mở miệng. Diệp Thần nhưng là khẽ mỉm cười, gặp nhau chính là có duyên phận, huynh đài không cần như vậy. Dám hỏi Diệp huynh là, Hà Hoan dò xét tính hỏi. Thực không dám giấu giếm, chúng ta ba người, đến từ vực ngoại. Diệp Thần ngược lại cũng là hào phóng, trực tiếp báo ra danh hiệu. Vực ngoại, Hà Hoan ánh mắt híp một cái,
tựa hồ là đối với vực ngoại biết rõ không nhiều. Nhưng một cái ngung đất man hoang, không đáng nhắc đến. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng cái này tu di giới so sánh, vực ngoại đổ cũng đích xác không xuất sắc. Diệp huynh, quá tự khiêm nhường cũng không tốt, người ngón này xuất thần nhập hóa thuật luyện đan, thật là khám là thiên nhân. Hà Hoan hơi làm giả vờ giận thái độ, cười đối với Diệp Thần nói, xem ba ngươi người tu hành bất quá mấy chục năm, lại có như vậy tu vi, làm phải là yêu nghiệt hai chữ sao. Lục Lăng Phong nhưng là lắc đầu một cái, nếu là không có điện chủ, chúng ta có thể đã sớm chết rồi, chỉ có điện chủ mới có thể xứng với yêu nghiệt hai chữ. Hà Hoan nghe vậy, trong mắt bên trong lau một cái lượng sắc thoáng qua, chợt hướng về phía Diệp Thần hỏi, Diệp huynh, ta có là một không biết có nên nói hay không. Diệp Thần vỗ vỗ Hà Hoan bả vai, Hà huynh, chúng ta một nhóm ba người tới đây gặp phải người bạn thứ nhất chính là ngươi, đều là người sảng khoái, có gì không tiện mở miệng. Cứ hỏi chính là, Diệp Thần mắt cười chúng chim ý, vậy kêu là một cái hiền hòa cực kỳ. Lục Lăng Phong chỉ là nhìn mình điện chủ một mắt, liền biết hắn ý tưởng, tiếp theo liền xem con cá này sẽ không chủ động mắc câu. Diệp huynh, dùng để cứu ta đan dược kia, quả thật là Diệp huynh ngươi tiện tay luyện chế. Hà Hoan gặp Diệp Thần như vậy lên đường cũng là nói ngay vào điểm chính. Diệp Thần nghe vậy, ngược lại là cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, nói thẳng, vậy không hẳn vậy, nói là tiện tay luyện chế ngược lại là phóng đại. Hà Hoan nghe vậy, trong mắt bên trong thoáng qua vẻ thất vọng vẻ. Nhưng một giây kế tiếp, Diệp Thần một lời, lại là để cho hắn nội tâm bên trong dâng lên hy vọng lửa khói. Bất quá, vật này chính là ta thu thập vực ngoại chí bảo mới luyện chế. Vốn định dùng để đột phá, nhưng phát hiện công hiệu tựa hồ thiếu sót. Cho tới không đạt tới ta kỳ vọng, không dối gạt Hà huynh nói, ta thân là vực ngoại thứ nhất thần y, danh tiếng vậy không phải là giả. Bất quá dù cho ta tìm lần toàn bộ đại lục, luyện chế dược liệu nhưng là chưa từng gom đủ, bất đắc dĩ, ta lúc này mới xé ra không gian đi tới nơi này. Diệp Thần có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, như là ở trong lơ đãng đem mình thân thế lai lịch tiết lộ cho liền đối phương. À, còn có chuyện như vậy. Hà Hoan nghe vậy, trong lòng vui mừng, đây không phải là lên trời trắng cho không rơi xuống nhân bánh sao. Nhưng không thể để cho hắn chạy mất. Đây là Hà Hoan ý niệm duy nhất. Đã như vậy, ta cũng nói thật, Diệp huynh, mảnh thế giới này, ở thái thượng thế giới bên bờ, và hắc ám cấm hải xa xa nhìn nhau, kêu làm tu di giới. Cái này tu di giới bên trong, tất cả đại tông tộc thế lực san sát, Diệp huynh dưới chân đất đai. Cái này đông hoang sa mạc chính là thuộc về Vân Sơn Vương Triều thủ phủ. Ta Vân Sơn Vương Triều chính là truyền thừa nghìn năm siêu cấp thế lực, ta hướng trước thánh cũng chính là đại ca ta, chính là tuyệt thế cường giả. Kẻ hèn bất tài, Vân Sơn Vương Triều tiêu giao vương gia, Hà Hoan. Đây là hắn lần đầu tiên biểu lộ mình thân phận chân thật, nếu Diệp Thần cũng như thế chân thực, như vậy mình vậy được trăng thực một chút. Thì ra là như vậy, Hà huynh, Diệp Thần ôm quyền. Cung kính một bái. Cúi đầu xuống Diệp Thần, khóe miệng hoa dậy lau một cái vi diệu độ cong, dĩ nhiên, một màn này, Hà Hoan là tuyệt đối không thấy được. Mắt gặp Diệp Thần như thế lên đường, Hà Hoan nơi nào còn có thể ỷ vào thân phận mình, vội vàng đỡ lên Diệp Thần, Diệp huynh, người tại ta có ân, Hà mẫu quả quyết làm không nổi đại lễ như vậy. Diệp huynh, người cứu ta một mạng, ta làm trả ngươi một tràng cơ duyên. Hà Hoan cười thần bí, thật là tự tin. À, lời ấy cớ gì, Diệp Thần làm bộ như không biết hình dáng, chờ Hà Hoan nói tiếp. Mới vừa nghe văn Diệp huynh, xé ra vết nứt không gian, tới đây chỉ là tìm đột phá phương pháp. Diệp Thần đúng sự thật đáp. Còn thật cảnh xé ra không gian, bước ngang qua vị diện, nhưng có chút kinh người nghe, nhưng đối với một điểm này, ta không nghi ngờ chút nào. Hà Hoan chắc chắn nói, trong đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Thần hai tròng mắt. Tựa hồ là lần nữa xác nhận Diệp Thần nói hư thật, nhưng mắt gặp Diệp Thần ổn định như thường, vậy liền lại nữa dò xét. Ta tu di giới, đúng là có rất nhiều cao cấp vật liệu, có thể cung cấp Diệp huynh lớn thi quyền cước, nếu như Diệp huynh không ngại, ta đại biểu Vân Sơn Vương Triều, nguyện giúp Diệp huynh giúp một tay. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt bên trong cũng là sạch bóng đại thịnh, đợi nửa ngày, hắn rốt cục thì nói ra. Hà Hoan mắt gặp Diệp Thần cặp mắt sáng lên. Theo bản năng lấy là Diệp thờ mắc câu. Diệp huynh, có thể hay không đem cần vật liệu cho biết tại ta? Hà Hoan vội vàng hỏi. Diệp Thần ngược lại là biết gì nói nấy nói hết không giữ lại,
Hà huynh ngươi cũng là người sảng khoái, không dối gạt ngươi nói, ta chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày không trở về, ta thì phải vây chết ở chỗ này. Hà Hoan nhưng là vỗ ngực một cái bảo đảm, ngươi yên tâm, ngươi như luyện đan giúp ta đột phá, ta cũng có thể đưa ngươi trở về. Cái này được rồi, Diệp Thần giờ phút này cố ý yếu thế, làm bộ như bị động một khối. Lăng Phong, ngươi cầm vật liệu danh sách đưa cho Hà huynh. Diệp Thần chợt phân phó Lục Lăng Phong nói, dĩ nhiên cái này phần danh sách bên trong, trừ thượng cổ 6 đạo bảo vệ tinh trận cần vật liệu bên ngoài, cũng có một phần chia cần đột phá vật liệu. Muốn cho người ta đàng hoàng làm việc, tổng được cho điểm ngon ngọt nếm thử một chút. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần liền muốn hạ một bàn lớn cờ. Vậy thì mời Diệp huynh đến ta trong phủ, nghỉ ngơi mấy ngày đi, ta sẽ mau sớm đem toàn bộ vật liệu thu góp đầy đủ hết. Hà Hoan cam kết. Vậy thì xin phiền Hà huynh dẫn đường. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, 4 người liền chuẩn bị lên đường. Giờ phút này Diệp Thần nhưng là thật giống như nghĩ tới điều gì, chậm đã. Hà Hoan ánh mắt híp một cái, Diệp huynh còn có chuyện gì? Mới vừa có chuyện quên nói, xin phiền Hà huynh chuẩn bị một gian đan phòng đi ra, cũng chuẩn bị thượng hạng dược đỉnh, ta lửa này, nhưng mà bá đạo chặt. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Hà Hoan nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt lớn cười lên tiếng, Diệp huynh ngươi yên tâm, chỉ cần tu di giới có, ta toàn bộ cho ngươi chiêu mộ tới. Không lâu lắm, một tòa phủ đệ hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó tọa lạc tại đông hoang trong sa mạc lòng một tòa trên đảo, mặc dù là sa mạc, nhưng lại gần nước mà xây, là một tòa hoành hướng tầng 3 kiến trúc, hoàng cung chánh vị tại phía đông, chính diện hướng bắc. Ở vương phủ phía dưới cổng hình vòm bên trong trưng bày là một thanh kiếm cùng với cái khác tượng trưng vương quyền vật phẩm, bao gồm ngọc đồ đằng và cái khác châu báu. Xem ra cái này vẫn ở một vùng ven tiêu giao vương gia, đối với vương quyền thật là khát vọng. Ở ánh đèn chiếu xuống, những thứ này quý trọng châu báu thậm chí ở cổng hình vòm yếu ớt trong ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Hoàng cung 4 vách có rất nhiều tuyệt đẹp điêu khắc, trung gian là một cái rất lớn trận viện. Diệp huynh, chàng này viện ta chỉ tiếp đãi ngươi một vị khách quý, sau này ta đem đan phòng chuẩn bị đi ra, dược đỉnh lập tức tới ngay. Nhìn Kim Lãnh Nhạn cùng Lục Lăng Phong 2 người vậy thằng nhà quê ánh mắt, Hà Hoan là đầy mặt hưởng thụ. Ta vậy thì dặn dò người, chia ra hơn đường, lập tức đi trước tìm kiếm tất cả vật liệu. Hà Hoan cũng là vội vàng triển khai hành động. Hà huynh, ta cái này 2 cái nhỏ người huynh đệ mang theo, bọn họ đối với tài liệu nhận ra độ cao, có thể thiếu đi đường quanh co, cũng muốn có thể cùng Hà huynh thủ hạ cao nhân học một chút con đường. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Hà Hoan nhưng là cười ha ha một tiếng, mới có thể có 2 vị tiểu huynh đệ dẫn đường, đó là cầu không được à. Người đâu, đi cho bổn vương cầm hàn bay tìm tới. Hà Hoan hướng về phía người làm phân phó nói. Không lâu lắm, một người vóc dáng cường tráng giáp đen nam tử đi tới Hà Hoan phụ cận, quỳ một chân trên đất bái kiến vương gia. Hà Hoan chỉ là nhẹ nhàng khoát tay một cái, miễn lễ, lão Hàn, có cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Đến tàng kinh các dẫn 2 vị tiểu huynh đệ chọn một ít thích hợp công pháp võ kỹ, mấy ngày nay ngươi mang bọn họ đi ra ngoài tìm vật liệu, thuận tiện hướng dẫn một tí tu hành. Hà Hoan mệnh lệnh rõ ràng nói. Thuộc hạ tuân chỉ, Hàn bay lên thân, liếc mắt nhìn một mắt Diệp Thần các người, 2 vị xin mời. Diệp Thần ra dấu một cái, Lục Lăng Phong cùng Kim Lãnh Nhạn vội vàng hướng về phía Hà Hoan ôm quyền cung kính nói, đa tạ tiêu giao vương gia. Hà Hoan mắt cười trúng chim ý, lễ phép gật đầu một cái, nhìn Hàn bay dẫn 2 người đi xa hình bóng, chỉ nghe được Diệp Thần nhẹ giọng nói. Vương gia, ta Diệp Thần cũng là một người thống khoái, vật liệu có một loại là như nhau, sau khi trở lại lập tức đưa đến đan phòng là được, ta ngươi 2 người sớm đột phá, được cái mình muốn, mong rằng hợp tác vui vẻ,